nhìn lấy mọi người cái kia từng trương tình cảnh bi thảm khuôn mặt, Tuyết Phong tứ lão trong lòng càng là tự trách khó làm, cùng nhau khom người liền ôm quyền, liền đem cái kia ngày bình thường tôn quý thân eo, thật sâu bái xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, lần này tông môn như bởi vì lão phu bốn người sơ sẩy, mà có bất kỳ tổn thương gì lời nói, lão phu bốn người thật sự là trăm chết chớ thứ tội a. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Lăng Vân Thiên cũng là thật sâu bái hạ, sau đó cung kính đem bốn người từng cái đỡ dậy, lại là cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý, bốn vị cung phụng cắt chớ nói như vậy, bốn vị ngày bình thường tận chức tận trách, chúng ta toàn tông trên dưới đều là rõ như ban ngày. Lần này thật sự là kẻ trộm giảo hoạt, đầu tiên là làm ra một cái vô cùng lớn động tĩnh nghe nhìn lẫn lộn, sau đó lại liên tiếp báo tang, dưới tình thế cấp bách, ai cũng sẽ lên làm, lão phu cũng không ngoại lệ. Mà lại càng là đối tông môn quyền quyền tâm ý chân thành tha thiết, càng trong hội cái này công tâm kế sách, bốn vị cung phụng thì không nên tự trách. Đúng vậy a, lão phu dò xét qua hai cái này đệ tử tình huống, cũng không phải cái gì phản đồ, mà chính là bên trong ma đạo nhiếp hồn đại pháp, thần trí không rõ. Lúc này, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là mi mắt lắc một cái, thăm thẳm lên tiếng, cái này nhiếp hồn đại pháp không tính là cái gì ma đạo tuyệt kỹ, nếu không phải thực lực cao hơn đối phương rất nhiều. Đồng dạng rất khó mê tâm trí người ta. Mà lại cho dù thành công, đối phương cũng là khuôn mặt ngốc trệ, rất dễ dàng nhìn thấu. Chỉ là người này lại dám tại bốn vị quy nguyên đỉnh phong cao thủ trước mặt dùng ra dạng này thủ đoạn, cũng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chậm rãi khoát khoát tay, Bạch Mi Chí Tôn nghe được lời này, lại là thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, cũng không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà chính là trăm phương ngàn kế. Cái này thủ đoạn tuy nhỏ, dễ dàng bại lộ, nhưng đối phương lại cũng không sợ bại lộ, chỉ ở tại trong tích tắc, dao động Tuyết Phong tứ lão tâm thần thôi. Ba người thành hổ, chỉ cần bốn vị tâm thần thoát động, thì tự sẽ mắc câu. Đến lúc đó bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, lấy nhanh đánh nhanh, lúc này liền có thể đánh bốn vị một trở tay không kịp, phút chốc đoạt kiếm, coi là thật khó lòng phòng bị. Lời vừa nói ra, bọn người người lẫn nhau nhìn xem, cũng là khẽ gật đầu, cảm thán liên tục. Ta nếm ngửi Trung Châu cửu kiếm vương, các thực lực siêu quần, cái này lãnh vũ kiếm vương tử cũng không nói chơi. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, cô gái này đúng là như thế gian tà ác độc, tâm cơ khó lường thế hệ, cũng xem như văn võ song toàn a. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lăng Vân Thiên lần nữa một mặt cảm khái, bây giờ bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên còn chưa xuất thủ, một cái nữ kiếm vương đã để cho chúng ta gà bay chó chạy, nếu là thật sự gặp phải Bách Lý Ngự Thiên đánh tới. Chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Đúng a, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai nói không phải đây, ai? Nghe được câu này, mọi người chung quanh lại là tràn đầy lo lắng, lẫn nhau nhìn lấy, thẳng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nhục chí, đã là chưa chiến trước suy. Chỉ có Thượng Quan Phi Hùng một mực trầm mặc không nói, thật lâu mới sắc mặt ngưng tụ, đạm mạc lên tiếng, Lăng Tông chủ chớ có bối rối. Cái này cướp kiếm nhất sự tình tuy là Bách Lý Ngự Vũ gây nên, nhưng như thế tinh diệu bố cục, hẳn không phải là nàng một giới võ phu có thể nghĩ ra biện pháp. Bằng vào ta đến xem, toàn bộ năm châu bên trong, có thể như thế bày mưu tính kế, chế địch tiên cơ, chỉ có kiếm tinh đế quốc thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, cái này nhất định là hắn dự đoán thiết kế tốt thủ đoạn. Lúc trước chúng ta tại Trung Châu cùng giao thủ, cũng thiếu chút bên trong hắn bắt rùa trong hũ kế sách, như muốn toàn quân bị diệt, thật tốt hiểm. Người này, quả thật là đáng sợ gấp. Thế nhưng là cho dù đây là Bách Lý Kinh Vĩ tính kế, chúng ta vẫn như cũ không cách nào ứng đối a. Thượng quan gia chủ, ngài để lão phu thoải mái tinh thần là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, ta nói là, trời cao hoàng đế xa, cho dù lần này cướp kiếm là hắn một tay sách lược, nhưng hắn dù sao xa tại Trung Châu, cũng không tại Bách Lý Ngự Thiên bên người. Một khi giao chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng là ngoài tầm tay với, khó có thể bày mưu tính kế. Cho nên chúng ta đối thủ, vẫn là tạm thời chỉ có bất bại kiếm tôn một người mà thôi. À, thì ra là thế, thượng quan gia chủ nói rất là. Không sai gật đầu, Lăng Vân Thiên cuối cùng minh bạch, thở dài lên tiếng, như thế tới nói, tuy nhiên bất bại kiếm tôn bản thân liền là một ngày đại uy hiếp, nhưng là không dùng bận tâm một số bảng môn tà đạo quỷ kế, ngược lại thật là để cho chúng ta nhẹ lòng một ít ha. Nói, Lăng Vân Thiên nhìn về phía người khác, bọn họ cũng là khẽ gật đầu, tựa hồ thoải mái mà gọi ra một ngụm chọc khí. Dường như trải qua hai người bọn họ như thế vừa phân tích, mọi người đã thiếu một đại uy hiếp giống như.
Thế mà, ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết lại hơi hơi một nắm quyền đầu, hung hăng hướng Lăng Vân Thiên liền ôm quyền nói, Lăng Tông Chủ, Mộ Dung Tuyết có chuyện quan trọng bẩm báo. Mi mắt bất giác lắc một cái, Thượng Quan Khinh Yên một cái không có ngăn lại, liền để kết giới này thoát ra ngoài, không khỏi một trận lắc đầu lo sợ. Mộ Dung cô nương không cần phải khách khí, chuyện gì mời nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên lần nữa lộ ra cái kia trong ngày thường hòa khí nụ cười. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết bình tĩnh lên tiếng, khởi bẩm Lăng Tông Chủ, thực lần này cướp kiếm kẻ cầm đầu căn bản không phải Trung Châu cái kia một nhóm người, mà chính là hiện tại chính giam giữ tại trong lao tiền gia thương đội, tiền phàm một hàng. Mi mắt không khỏi hung hăng lắc một cái, Lăng Vân Thiên lúc này ngây người, cái gì, người nói cái gì? Tuyết Nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian báo đến. Mộ Dung Liệt cũng là nhìn không được thân thể chấn động, vội vàng lên tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng, tiền gia thương đội quản sự tiền phàm, thực sớm tại Trung Châu lúc tiểu nữ tử liền đã gặp qua, chính là cái kia tạo thành Trung Châu sinh linh đổ thán ma đầu cổ nhất phàm không thể nghi ngờ. Cái gì, cổ nhất phàm, trong mắt nhịn không được hung hăng run lên, Lăng Vân Thiên còn không sao cả lấy, Thượng Quan Phi Hùng đã là không khỏi vội vã mang ra, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc, người nói cái gì, cổ nhất phàm hắn đến. Ngay ở chỗ này. Hơi hơi gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết trịnh trọng nói, đương nhiên, cổ nhất phàm ác ma này, mặc kệ ở đâu đều sẽ mang đến tai họa, lần này Bắc Châu chuyến đi, ta Hòa Gia huynh trên đường đụng phải hắn, bên cạnh hắn còn có một vị thực lực không dưới Vu Gia huynh nữ hộ vệ. Lần này hắn mặc dù người tại trong lao, lại là một tay sách lược lần này cướp kiếm sự tình, vừa mới ta đã xác nhận qua, không tin các ngươi hỏi Yên Nhi muội muội, nàng cũng ở tại chỗ. Mà lại nàng sớm biết tiểu tử này đến. Yên Nhi, Tuyết Nhi nói thế nhưng là thật, mi mắt không khỏi lắc một cái, Thượng Quan Phi Hùng vội vã nhìn mình nữ nhi. Da mặt hơi hơi rút rút, Thượng Quan Khinh Yên một mặt khó xử gật đầu. Ai nha, người cái này ngốc nữ nhi làm sao hiện tại mới nói a? Chẳng lẽ ngươi không biết là cha tìm tiểu tử kia còn có việc sao? Bất giác bỗng nhiên vỗ đùi, Thượng Quan Phi Hùng lúc này cái gì cũng không để ý, đều không cùng người chung quanh lên tiếng chào hỏi. Liền bỗng dưng một bước chân, trong nháy mắt bay ra ngoài, xé rách cuống họng hét lớn, cổ nhất phàm, người cái này thằng nhãi con, tại lão tử trên thân kiếm động tay chân gì, nhanh cho lão tử giải phong a. Lại nói, Hải Minh Tông địa lao đến cùng ở nơi nào? Đụng, tối tăm trong địa lao, một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, Thượng Quan Phi Hùng tay cầm một thanh đỏ thấm trường kiếm, hùng hùng hổ hổ địa xông tới, khóe mắt. Đỏ bừng một mảnh hai con ngươi phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì kỳ chân dị bảo giống như, hung hăng quét nhìn nơi này tất cả mọi thứ. Rốt cục cái kia tràn đầy đói khát ánh mắt định tại một bóng người trên thân, lại chính là phía dưới thảnh thơi tự đắc trác phàm chỗ đó. Thế nào, ta nói cái thứ nhất đến đúng lúc Thượng Quan gia chủ a, người thua, Vũ huynh. Khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung, trác phàm tựa hồ cũng không kinh dị hắn xuất hiện, trái lại nhìn về phía Vũ Thanh Thu. Cười khẽ một tiếng, có chơi có chịu, người thiếu nợ ta một việc đi làm. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vũ Thanh Thu bất giác bật cười một tiếng, tốt, chỉ cần không tuân ta đạo tâm, chuyện gì đều có thể, Trác huynh nhưng xin phân phó. Đụng, thế mà, còn không đợi Trác phàm lại mở miệng, nhưng người một tiếng vang thật lớn phát ra, Thượng Quan Phi Hùng đã là một cái bay người, nhất thời nhảy đến hai người trước người, dưới chân nền đá bản cũng đều dẫm thành nát như. Hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trác phàm không thả, nha nha cái phi, ngươi cái cổ nhất phàm, ngươi ngược lại là thong dong tự tại rất a, thế nhưng là ngươi mau đưa lão tử hại chết. Thượng Quan gia chủ, cớ gì nói ra lời ấy a? Mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác phàm biết rõ còn cố hỏi. Da mặt có chút co lại, Thượng Quan Phi Hùng lúc này phạch một cái đem cái kia đỏ thấm trường kiếm giơ lên, chừng lấy Trác phàm liền hưng sư vấn tội nói, số tiểu tử. Khác mẹ hắn cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi còn hỏi ta cớ gì nói ra lời ấy. Ta còn muốn hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra, cái này không quý gia tộc trùng thiên kiếm a, được bảo dưỡng rất tốt a, sáng loáng quang ngói sáng. Ta nhổ vào. Thượng Quan Phi Hùng trong lòng giận dữ, nhất thời từng ngụm nước hướng Trác phàm chỗ đó phun đi, lại ai ngờ đụng phải kết giới, lại một mạch bắn ngược trở về. Lúc này dán hắn mặt mũi tràn đầy tất cả đều là chính mình nước bọt tung tóe chính mình một mặt, lại là văng hắn liền ánh mắt đều không mở ra được. Không khỏi thản nhiên cười,
Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa khoát khoát tay, thượng quan gia chủ, chỗ nào lớn như vậy hỏa khí a, dù nói thế nào chúng ta vẫn là chân thành hợp tác qua mà. Ta đi bà nội ngươi cái hợp tác, ta. Thượng quan Phi Hùng một tiếng mắng to, cần lại thoá Trác Phàm một miệng, lại là ngụm nước đều đến miệng một bên, nghĩ tới vừa mới cảnh ngộ, đúng là lại bỗng nhiên khép lại miệng, lại cho sinh nuốt trở về. Thấy tình cảnh này, một bên Vũ Thanh Thu không khỏi cúi đầu bật cười liên tục, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là âm thầm tán thưởng. Ai nói Long Du chỗ nước cạn bị tôm chiêu đây, cái này Long cũng là Long, ở đâu cũng sẽ không biến. Trác huynh cho dù tu vi bị phong, trở thành tù nhân, nhưng ở cùng Đông Châu đệ nhất thế gia gia chủ trước mặt đàm phán, vẫn như cũ chiếm thượng phong a. Ngược lại là vị này Đông Châu đệ nhất người nắm giữ, đối mặt Trác Phàm như thế cái trẻ tuổi tiểu bối có vẻ như không có gì lực lượng a, ha ha ha. Hai tay ôm ở trước ngực, Vũ Thanh Thu cứ như vậy nở nụ cười nhìn lấy trò vui, Trác Phàm cũng là một mảnh lạnh nhạt mỉm cười, hết sức tốt tâm địa chỉ trước mặt hư không, nhắc nhở, thượng quan gia chủ, ta hiện tại là Hải Minh Tông tù nhân, nhân sinh an toàn thụ cái này giam giữ tù phạm kết giới bảo hộ, hiện tại cái này thời điểm, ngài đối với ta bất luận người nào công kích đều là vô hiệu. Nếu là ngài thật nghĩ đánh ta lời nói, cái kia liền như là Mộ Dung cô nương như thế, đi mời Cầu Lăng Tông chủ đem kết giới này đi. Hoặc là ngài tự mình đánh vỡ kết giới này cũng được. Ta muốn lấy ngài công lực, nhất định có thể làm được. Chỉ bất quá cứ như vậy, chưa chủ nhân đồng ý thì đem người ta phòng giam làm hỏng, thật sự là quá thất lễ, không phù hợp ngài Đông Châu đệ nhất gia tộc gia chủ thân phận a. Ây, Cổ Nhất Phàm, người đây là ngồi tù vẫn là ở khách sạn a, cái này phòng giam kết giới rõ ràng là giam giữ ngươi sở thiết, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra, giống là bảo vệ ngươi an toàn một dạng. Ngươi ngược lại thành nơi này chủ nhân đúng hay không? Ngươi từ đâu tới dạng này cảm giác ưu việt? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia nụ cười lạnh nhạt, thậm chí trong tươi cười tràn đầy giọng mỉa mai chi sắc, thượng quan Phi Hùng không khỏi ra mặt hung hăng co lại, hoàn toàn vô ngữ. Thản nhiên cười, Trác Phàm duỗi ra một cái tay, chậm rãi tại nắm vào trong hư không một cái, trong mắt tinh mang lóe lên, từ chối cho ý kiến nói, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần tất cả mọi thứ đều do ta khống chế. Ta chính là chủ nhân. Thì giống bây giờ, người nói là phòng giam đang đóng ta, nhưng trong mắt của ta, tránh thức nhốt vào phòng giam người, sao lại không phải thượng quan gia chủ đâu. Chí ít ta ở chỗ này, muốn làm gì đều được, còn có vợ đẹp làm bạn. Thế nhưng là thượng quan gia chủ muốn đánh ta, hoặc là bắt ta xuất khí, vẫn còn có một tầng kết giới ngăn cách. Ha ha ha, lúc này ta đưa ngươi năm chữ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi cảm thấy chúng ta người nào càng giống tại phòng giam bên trong đâu. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó ngược lại liền hướng chính bồi tiếp Sở Khuynh Thành Tước Nhi đi đến, hoàn thành thiếu ngữ Tước Nhi, ngươi cho ngươi nương trải đầu, so với ta mạnh hơn nhiều a. Rõ ràng chúng ta đều là lần đầu tiên làm loại chuyện này, làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Đúng thế, bởi vì chúng ta là nữ hài tử. Thế nào, vậy cũng là thiên phú sao? Tính toán. Khóe miệng bất giác hơi hơi co rúm một chút, thượng quan Phi Hùng gặp Trác Phàm tại trong lao thế mà như thế tiêu diêu tự tại, đúng là đột nhiên cảm thấy, tiểu tử này nói đến còn thật đúng, chính mình tại bên ngoài giống như càng câu thúc giống như. Đây rốt cuộc người nào bị giam lại a? Bên ngoài giống tù phạm, muốn đánh tiểu tử này một trận đều không thể, bên trong người ngược lại là tự do khoái hoạt, còn đem lão tử chọc giận gần chết, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, thượng quan Phi Hùng cảm giác mình đánh thấy một lần tiểu tử này mặt về sau, dường như liền bị tiểu tử này hoàn toàn bóp chết, hoàn toàn không khỏi chính mình sai xử. Chính mình cái kia căm giận ngút trời, căn bản phát không đến hắn trên thân. Giống như đánh ngay từ đầu, cỗ này hỏa khí cũng chỉ có thể chính mình một người tiếp nhận mà thôi, lại là tự chuốc nhục nhã. Suy nghĩ một chút, thượng quan Phi Hùng nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Dù sao lại thế nào nổi giận cũng vô dụng, cứu không chính mình thần kiếm, sau đó liền thở sâu, lộ ra lạnh nhạt sắc mặt, nhìn về phía Trác Phàm sâu xa nói, Cổ Nhất Phàm, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta vừa mới vì sao giận dữ như vậy. Thanh này trùng thiên kiếm là chúng ta Đông Châu chi bảo, lúc trước chúng ta nói tốt, chúng ta phối hợp ngươi hành động, ngươi đem kiếm trả cho chúng ta. Đúng vậy a, ta cho các ngươi, trên tay ngươi không phải liền là sao? Thế nhưng là người trả về là khối sắt vụn a. Không khỏi cổ cứng lên, thượng quan Phi Hùng lúc này hét lớn,
người đem kiếm linh phong tính toán chuyện gì xảy ra, lão phu còn dự định lấy nó đi cùng bất bại kiếm tôn liều mạng đây. Giờ thì tốt rồi, không dùng liều, trực tiếp mất mạng, người đây không phải hại ta sao? Mi mắt hơi nhíu, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, coi như người cầm lấy trùng thiên kiếm xông đi lên, người cũng là đi mất mạng. Hiện tại người không cần đi, bảo vệ một cái mạng, cái kia cảm tạ ta mới là. Cảm tạ người cái rắm, ta êm đẹp trùng thiên kiếm trải qua người một tay, biến thành sắt vụn, người còn có ý. Không khỏi hận hận khẽ cắn môi, thượng quan phi hùng thanh kiếm hất lên, hung ác nói, dù sao bất luận như thế nào, người hôm nay cho ta thanh kiếm giải phong, không phải vậy lời nói, hừ hừ. Đụng. Thế mà, đúng lúc này, còn không đợi hắn lời nói xong, một tiếng vang thật lớn lần nữa phát lên, một đám các châu cao tầng rốt cục tại hắn về sau, nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều chen đến cái này trong địa lao. Dương mắt nhẹ liếc mọi người liếc một chút, lại ngược lại nhìn về phía trước mặt thượng quan phi hùng, Trác Phàm không khỏi nhất thời khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, thượng quan gia chủ, nói thật a, lúc trước vì theo thượng quan phi vân chỗ đó đoạt đến cái này trùng thiên kiếm, ta xác thực xuất thủ phòng ấn nó kiếm linh. Trước khi đi trả lại kiếm lúc đi vội vàng, liền quên giải phong. Đây coi như là ta khuyết điểm, cho nên thời gian dài như vậy các ngươi còn không có mở ra phong ấn, tìm tới trên đầu ta, theo lý thuyết ta cần phải tự mình giải phong. Việc nhân đức không nhường ai, cũng coi như hoàn thành chúng ta lúc trước chưa hoàn thành giao dịch. Cái này đúng không, thực lão phu cũng không có gì khác ý tứ, ta cũng hiểu ngươi lúc đó cứu tử sốt ruột, nhất thời quên cái này gốc dạ. Chỉ cần ngươi bây giờ cho ta mở ra phong ấn, cái gì ta đều không truy cứu. Mình là nhân nghĩa thế gia, nói được thì làm được. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, thượng quan phi hùng lúc này vui mừng nhướng mày. Thực hắn mắt chính là vì mở ra thần kiếm phong ấn, đã mục đích đạt đến, hắn cũng liền không có nhiều như vậy hỏa khí nhưng là phát. Bởi vì vừa mới Trác Phàm đã đem hắn hỏa khí, làm hao mòn đến sắp dập tắt. Bất quá, chợt lời nói xoay chuyển, Trác Phàm lại lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, nhìn về phía hắn nói, nhưng là trước khác nay khác, nếu là hôm qua ngươi đem kiếm lấy ra nhường ta giải phong, ta lúc này không nói hai lời cấp cho ngươi đến, nhưng bây giờ xin lỗi. Ngài còn phải chờ một chút. Ai, người cái này có ý tứ gì, làm gì muốn chờ? Không khỏi sững sờ, thượng quan phi hùng lúc này kêu lên. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét về phía những cái kia chậm rãi đi hướng tiếp theo mọi người, lộ ra một đạo vẻ quỷ dị, bởi vì ta hiện tại tay trói gà không chặt, chỉ có ba thanh đao kể bên người, ngươi là ta đệ nhất thanh đao, ta như thế nào tùy tiện ném đi đâu. Trong mắt bất giác lắc một cái. Thượng quan phi hùng thật sâu liếc hắn một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu nhìn về phía liên tiếp tới đây bọn người, không sai gật đầu. Biết tạm thời phá phong vô vọng, thượng quan phi hùng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, dao động cái đầu. Mà cùng lúc đó, Lăng Vân Thiên mọi người cũng cùng nhau đi vào Trác Phàm trước mặt, riêng là Song Long Chí Tôn, trong mắt càng là tản ra vẻ kinh dị. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, đã chết 4-5 năm Tây Châu đệ tử đầu tiên. Vậy mà lại lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hơn nữa, còn là lấy địch người thân phận đâu. Điều này không khỏi làm bọn họ ánh mắt, biến đến càng phát ra phức tạp. Ngược lại là Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có gì khó có thể đối mặt nhan sắc lộ ra. Tiền Phàm, tiền quản sự, cổ nhất Phàm, cổ đan sư, vẫn là Tây Châu đệ tử đầu tiên, Trác Phàm, Trác tiên sinh đâu. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia bình tĩnh khuôn mặt. Lăng Vân Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng, thăm thẳm lên tiếng, cái này ba cái danh hào, tiên sinh đều có trải qua, không biết lão phu cái kia lấy cái kia xưng hô đâu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm bật cười một tiếng, Lăng Tông chủ xin cứ tự nhiên a, chỉ là Trác Phàm cái danh hiệu này, ta vẫn là nghe lấy dễ nghe điểm. Vậy thì tốt, thì Trác tiên sinh đi. Không khỏi đạm mạc gật đầu, Lăng Vân Thiên khoan thai lên tiếng, như vậy không biết Trác tiên sinh có thể hay không kỹ càng cáo chi. Tiên sinh vốn là Tây Châu đệ tử, lại là khởi tử hoàn sinh sau không hề trở về Tây Châu, ngược lại chạy đến ta Bắc Châu đến, là có chuyện gì quan trọng sao? Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm chợt sắc mặt nghiêm một chút, hai con người bắn ra dạng dỡ tinh quang, đương nhiên, tại hạ đi vào Bắc Châu, thậm chí là Quý Tông, chỉ vì một vật, Bắc Hải Hải Yêu. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lăng Vân Thiên cùng Âu Dương Lăng Thiên Tề đủ giật mình, Bắc Hải Hải Yêu. Ngươi tìm quái vật kia muốn làm gì? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm lại là lộ ra một đạo thần bí nụ cười,
Cự tuyệt nói, cái này không liên quan các ngươi sự tình, các ngươi liền không cần nghe ngóng. Đúng vậy a, tiên sinh việc tư chúng ta là không có hứng thú gì, hải yêu chúng ta cũng không nhúng tay vào được. Hơi hơi gật gật đầu, Lăng Vân Thiên không khỏi thở dài một hơi, tiếp lấy trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo sắc bén tia điện, hung hăng chừng đi qua, thế nhưng là bản tông Phong Thiên kiếm bị cướp, kết giới bị hủy, không biết tiên sinh có lời gì để nói, là tiên sinh làm ra sao? Vâng, vì sao? Mi mắt ngưng tụ, Lăng Vân Thiên hung hăng theo dõi hắn, hét lớn lên tiếng, bản tông Phong Thiên kiếm chính là bản tông Trấn Tông chi bảo, mất đi Phong Thiên kiếm, đem tạo thành bao nhiêu người mất mạng. Tiên sinh một là Tây Châu người, bốn châu đồng bệnh tương liên, hai cùng chúng ta lại nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại làm ra lớn như thế làm trái sự tình, tạo thành sinh linh đổ thán. Bởi vì hắn vốn là cái tai tinh, ý chí sắt đá, không dễ quản hắn tính mạng người. Lúc này, Trác Phàm còn chưa mở miệng, Mộ Dung Tuyết đã là hét lớn một tiếng, mặt giận dữ nói, Trung Châu một chuyện cũng là tốt nhất chứng minh, nhiều như vậy mất mạng người, cùng hắn có như thế nào ân oán. Lại tất cả đều bị hắn độc thủ. Lăng tông chủ, theo ý ta, người này không làm có thể lại lưu, tất yếu thế thiên hành đạo, kịp thời trừ bỏ, nếu không dạng này tai họa nhất định sẽ làm cho thế nhân bất an. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng cùng nhau run lên, liếc nhìn nhau, lại là con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, mang tâm sự riêng, cũng không có ngay sau đó phụ họa. Ngược lại là cái kia bộ hành vân, đã sớm nhìn Trác Phàm đám người bọn họ không vừa mắt. Lúc này vỗ tay nói, Mộ Dung cô nương nói rất đúng, người này coi là thật không thể lưu. Lăng tông chủ, đã hắn đã thừa nhận cùng cướp kiếm nhất sự tình có quan hệ, lúc này lấy mật thám luận xử, răn đe. Bộ tông chủ, lão phu nói qua, nơi này không phải Hải Dương Tông, có chuyện gì phát sinh đều không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Lăng Vân Thiên không khỏi rên lên một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác tiên sinh vẫn chưa trả lời. Vì sao cướp kiếm? Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Lăng tông chủ là người thông minh, cái này còn phải hỏi sao? Ta vừa mới nói ta muốn đi Bắc Hải, nhưng toàn bộ Hải Minh Tông lại là lúc này đem Bắc Hải thông đạo cho chắn. Ta nếu không đem kết giới này phá, làm sao tiến đến? Chẳng lẽ thì vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi liền muốn trộm ta Phong Thiên kiếm? Việc nhỏ. Thật sâu nhìn Âu Dương Lăng Thiên liếc một chút. Trác Phàm không khỏi đùa cười ra tiếng, cái này cũng có thể tại Âu Dương tiền bối trong mắt là chuyện nhỏ, nhưng đối với tại hạ thế nhưng là vô cùng lớn đại sự. Vì đi Bắc Hải, ta có thể đem Phong Thiên kiếm trộm ra, cũng có thể đem bọn ngươi kết giới hủy, nếu là có nếu như bắt buộc, đem chọn cái Hải Minh Tông thậm chí Bắc Châu cùng một chỗ đầu cũng không quan trọng. Tóm lại, ai dám cản ta ra biển đường, ta thì san bằng nó. Điên, ngươi quả thực điên, chẳng lẽ thì vì chút chuyện nhỏ như vậy? Ngươi liền muốn đưa toàn bộ Bắc Châu an nguy tại không để ý. Không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Âu Dương Lăng Thiên lúc này mắng to lên tiếng, coi như ngươi muốn đi Bắc Hải, ngươi nói một tiếng, chúng ta thả ngươi đi liền tốt, một chút chuyện nhỏ mà thôi, cũng không phải là không được, cần gì phải trăm phương ngàn kế cướp kiếm, tạo thành lớn như thế tai nạn. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm hơi hơi liếc một cái hắn, lại là bỗng dưng sủi cười ra tiếng, Âu Dương tiền bối. Ta nói một tiếng muốn đi Bắc Hải, các ngươi thì cho đi. Hừ hừ, ngươi nói thật đơn giản a. Nếu là như vậy tùy tiện lời nói, các ngươi Hải Minh Tông vì sao muốn đem tông môn xây ở Bắc Hải ra biển miệng, độc chiếm Bắc Hải tư nguyên đâu? Thân thể nhịn không được chấn động, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi nhất thời trì trệ, nói không ra lời. Vẫn là câu nói kia, tuy nhiên các ngươi đỉnh lấy danh môn chính phái danh hào, nhưng người nào cũng không cao bằng người nào thượng bao nhiêu. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm một mặt khinh thường nói, chuyện bây giờ lớn, các ngươi nói ra biển chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, nói với các ngươi một chút thì cho đi. Thế nhưng là, nếu như không có cái này cướp kiếm chi chuyện phát sinh, ta lấy một cái thương cổ quản sự thân phận, nói với các ngươi thực sẽ cho đi sao? Đáp án rõ ràng, các ngươi như sẽ thả được, như thế nào độc bá trên biển sản nghiệp? Trồng cái gì nhân, đến cái gì quả? Chính bởi vì các ngươi đem Bắc Hải xuất khẩu nhìn đến xít sao, cho nên ta mới có thể cho dù là ra biển một chuyện nhỏ, đều muốn làm được oanh oanh liệt liệt mới được. Bởi vì các ngươi đã tại ta trên đường, chết cản trở, ta không dịch chuyển khỏi không được. Cho nên muốn trách đừng trách ta quá cực đoan, thì trách các ngươi ngày bình thường quá tham, không có cho người khác hắn đường có thể đi. Bờ môi hơi hơi run run động một cái,
Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, xác thực, như Trác tiên sinh thật sự là một cái thương cổ quản sự lời nói, muốn mượn do chúng ta tông môn kết giới ra biển, là sẽ không dễ dàng phê chuẩn. Nếu là đất khách chỗ chi, đem lão phu đổi được Trác tiên sinh vị trí bên trên, lão phu đoán chừng cũng sẽ muốn cướp kiếm mới có thể ra biển đi. Lăng tông chủ, ngài sao có thể nói như vậy? Sự tình có lớn nhỏ, dù nói thế nào, chỉ là ra biển mà thôi, cùng toàn bộ Bắc Châu sinh linh an nguy đến tính, lại là không thể so với. Chậm rãi lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, cắn răng nói, vì lợi ích một người, mà hãm thiên hạ đại nghĩa tại không để ý, người này tâm không hợp, lại thực lực phi phàm, coi là thật không thể lại lưu. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu, nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì giống như, lại lại cùng nhau lắc lắc đầu, lại là không biết bọn họ trong đầu đến tột cùng tính thế nào. Thản nhiên cười, Trác Phàm một mặt nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào chính mình an nguy, thậm chí còn nhìn về phía Mộ Dung Tuyết trêu đùa, Mộ Dung cô nương hiên ngang lẫm liệt, đáng tiếc thế gian đại đều không phải là như cô nương như vậy trừ ma vệ đạo chi sĩ, mà cô nương có không lựa chọn Trác mỗ sinh tử. Đáng tiếc, người nguyện vọng muốn thất bại. Hừ, chớ đắc ý, ta tin tưởng Lăng tông chủ nhất định sẽ hiểu rõ đại nghĩa, biết người cái này ác ma nguy hại, tuyệt sẽ không nhân nhượng. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn về phía Lăng Vân Thiên liền ôm quyền, trong mắt tràn đầy hy vọng nói, Lăng tông chủ. Tốt Mộ Dung cô nương, ngươi không cần nói nữa, lão phu đã có quyết ý. Chậm rãi khoát khoát tay, đánh gãy nàng lời nói, Mộ Dung Tuyết nhất thời vui vẻ, còn tưởng rằng Lăng Vân Thiên chuẩn bị đem Trác Phàm ma đầu kia đem ra công lý. Nhưng ai biết, hắn chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm, hỏi, không biết Trác tiên sinh cái kia nữ hộ vệ, phải chăng còn hội trở về. Không sai gật đầu, Trác Phàm một mặt vui cười, đương nhiên. Ngươi cũng nhìn đến, nàng tới cứu qua ta, vì làm bạn kiều thê ta không có cùng với nàng đi. Đợi mấy ngày sau, lúc ra biển nàng tự nhiên sẽ lại đến. Vậy thì tốt, như vậy, chúng ta liền chờ mấy ngày a, đến lúc đó nàng sau khi trở về, lão phu thì đưa tiên sinh chư vị ra biển. Hơi hơi gật gật đầu, Lăng Vân Thiên tựa như yên lòng, nhưng lại có chút tâm thần bất định, khom người liền ôm quyền, liền dẫn đầu quay người đi. Minh bạch hắn ý tứ, Âu Dương Lăng Thiên hòa một đám Hải Minh Tông bên trong người cùng nhau theo sau, chớp mắt rời đi. Không khỏi sững sờ, Mộ Dung Tuyết ngây ngốc địa đứng tại chỗ, khó hiểu. Cái này có ý tứ gì, cứ như vậy đi. Tiểu tử này thế nhưng là hại chết nhiều như vậy tông môn quy nguyên cao thủ, còn có cướp kiếm đại tội, các ngươi chẳng những không truy cứu, còn nói muốn đưa hắn ra biển. Cuối cùng là làm sao làm? Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng hắn người cũng đã tâm lý minh bạch, riêng là thượng quan Phi Hùng, đi qua Trác Phàm chỉ điểm, càng rõ ràng hơn. Cũng không vội mà giải phong, chỉ là mặt mũi tràn đầy đắng chát địa đi vào bên cạnh hắn, chỉ cái kia trùng thiên kiếm nói tiểu tử, lúc nào động thủ a, ta nhưng là chờ lấy đâu. Đợi ta ra biển trước đó. Cũng đúng, chỉ là ngươi nhưng là ghi lấy, vừa cắt không thể lại cho ta quên, lần sau lại để cho lão phu gặp phải ngươi, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thật dài thở dài, thượng quan Phi Hùng căn dặn Trác Phàm một câu, cũng theo rời đi. Ngay sau đó, Song Long Chí Tôn trần chờ một hồi, đi lên phía trước, sâu xa nói, Trác Phàm, thật cao hứng ngươi còn sống, năm đó sự tình chúng ta vốn định tra. Hai vị Chí Tôn khó xử Trác Phàm rõ ràng, dù sao những ân oán kia, gia sư đã thay tại hạ, huống hồ nhiều năm như vậy hai vị thay tại hạ chiếu cố khuynh thành, tại hạ đã là vô cùng cảm kích. Tuy nhiên ta không có tiến vào Song Long Viện một ngày, nhưng ta cũng coi như nửa cái Song Long Viện người. Hai vị yên tâm. Ta đối Song Long Viện cùng Tây Châu, chỉ có cảm kích. Mỉm cười, Trác Phàm không chờ bọn hắn nói xong, lúc này gật đầu một cái nói. Hài lòng gật đầu, Song Long Chí Tôn cũng cuối cùng yên lòng. Bọn họ còn thật sợ Trác Phàm bởi vì những năm kia đối cái kia mấy cái tông xử trí không ổn, còn có Sở Khuynh Thành biến thành bây giờ bộ dáng, kỵ hận bọn hắn đây. Bị một cái như thế có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa còn bối cảnh thâm hậu người nhìn chằm chằm. Cho dù là bọn họ hai cái lão gia hỏa cũng lo sợ bất an a. Hiện tại tốt, bây giờ nghe đến Trác Phàm đối bọn hắn không có gì hận ý, cũng yên lòng. Kết quả là, tại lại ôn chuyện một phen về sau, hai vị kia Chí Tôn cũng theo rời đi. Bỗng dưng, toàn bộ trong địa lao, trừ Trác Phàm một đoàn người bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Thanh Thu, Thượng Quan Khinh Yên cùng Mộ Dung Liệt,
Mộ Dung Tuyết hai huynh muội. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía anh của nàng nói ca. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trong tông phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao Lăng Tông chủ đối ma đầu kia như thế rộng thùng thình? Tuyết Nhi, Lăng Tông chủ là nhất tông chi chủ, tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Mộ Dung Liệt cũng là thở sâu, đột nhiên nói. Trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, Mộ Dung Tuyết thăm thẳm lên tiếng, đã Lăng Tông chủ lấy đại cục làm trọng, thì cần phải rõ ràng tiểu tử này là cái tai họa, lưu chi khó lường. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặc đi xuống, hắn nhất định sẽ hại nhiều người hơn. Đúng vậy a, ta cái này đại ma đầu có thể không phải, nếu là ta còn sống, nhất định sẽ hại nhiều người hơn. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm lúc này cười to lên, Mộ Dung Tuyết cô nương ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra ta bản chất, ta chính là chân ma, đi đâu nhi hại đến chỗ nào. Thế nhưng là Mộ Dung cô nương muốn giết ta, nhưng là ta ma tử ma tôn nhiều như vậy, coi như ta nguyện ý bị ngươi giết, bọn họ cũng sẽ không để ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy, ha ha ha. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ta nói là, ta là hại vô số người chân ma, nhưng Lăng Vân Thiên, Âu Dương Lăng Thiên, bao quát song Long Chí Tôn bọn họ, đều là ta ma tử ma tôn. Tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm lại sẽ không nhường ta cái này chân ma chết. Mí mắt nhìn không được run run, Mộ Dung Tuyết vẫn là không hiểu. Thản nhiên cười, Trác Phàm tiếp tục nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết ta là nguy hiểm không? Bọn họ tất cả mọi người biết, ta người này một khi đi ra ngoài, khẳng định sẽ đổ thán càng nhiều sinh linh, đáng tiếc bọn họ không ai dám giết ta. Bởi vì ta trong tay có ba thanh đao, bọn họ như muốn giết ta, ta cái này ba thanh đao nhất định bay ra ngoài, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cho nên bọn họ không nỡ ta chết. Ba thanh đao. Không tệ, thanh thứ nhất Đông Châu Thượng Quan gia Trùng Thiên Kiếm. Nếu là ta chết, Trùng Thiên Kiếm phong ấn vĩnh viễn không giải được. Như thế hậu quả chính là, Thượng Quan gia suy sụp, lần này đánh với Bất Bại Kiếm Tôn một trận, Bắc Châu thất thủ, tiếp theo Đông Châu thất thủ, sau cùng bốn châu tất cả đều thất thủ, thanh thứ hai đao, Phong Thiên Kiếm, cùng cái kia Trùng Thiên Kiếm một dạng, thanh thứ ba đao, Thiên Ma Sơn. Song Long Viện từ khi 5 năm trước bị Thiên Ma Sơn hoảng sợ nước tiểu, hiện tại lớn nhất không dám chọc cũng là Thiên Ma Sơn đệ tử. Sợ Thiên Ma Sơn giận dữ, diệt Tây Châu. Nhếch miệng cười nhẹ, Trác Phàm trong mắt lóe rạng rỡ tinh quang, Lăng Vân Thiên bọn họ căn bản không quan tâm những cái kia chết người, bọn họ chỉ để ý ta có thể hay không đem Phong Thiên Kiếm trả về, đem Trùng Thiên Kiếm phá phong ấn, đây mới là bọn họ tương lai. Sinh linh đồ thán không có quan hệ gì với bọn họ. Nam Châu nhất thống mới là bọn họ cực kỳ trọng yếu tình kết sao tâm lý phức tạp. Bọn họ quan tâm, là bọn họ mất đi địa vị tông môn, còn lại dâu ria sinh linh, chết bao nhiêu thực căn bản không quan trọng. Cho nên ta nói, người đem ta chuyện chuyển báo lên, thật sự là tìm phiền toái cho mình. Bởi vì ngươi nói càng nhiều, bọn họ càng không dám đụng đến ta, ta tuy là một cái tù nhân, lại đem khống lấy vận mệnh bọn họ. Hoặc là nói, giờ này khắc này ta đã không phải tù nhân. Người cái này một lòng muốn giết ta chính phái cao thủ mới là. Đụng. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn lần nữa phát ra, Tuyết Phong Tứ Lão bóng người nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói, Phụng Tông chủ chi lệnh, từ hôm nay trở đi, do chúng ta bốn người trông giữ Trác Phàm một đám. Thân thể nhìn không được hung hăng run run, Mộ Dung Tuyết thật sâu nhìn lấy cái này bốn cái lão ra hỏa, da mặt càng không ngừng run rẩy, thăm thẳm lên tiếng. Lăng Tông chủ phái bốn vị thủ hộ thần kiếm cao thủ nhìn quản bọn họ, đây là ý gì, sợ hãi hắn cái kia nữ hộ vệ trở lại cứu bọn họ sao? Ha ha ha, Mộ Dung cô nương đây chính là biết rõ còn cố hỏi, ta muốn đi lời nói đã sớm đi, còn cần đến ở lại đây, chờ cái này bốn cái lão đầu đến giám thị. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm một mặt tà dị mà nhìn xem nàng, huống hồ Lăng Vân Thiên hắn cũng biết, đến một lần ta muốn ra biển. Thứ hai tại hạ có thể đi mà không đi, nói rõ là tự nguyện lưu tại nơi này, cố ý tăng cường trông coi đến xem quản ta cái này tạm thời không muốn đi người, thực đã không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Một cái vốn là muốn giữ lại người, người tại sao phải sợ hắn chạy không được sao? Mí mắt không khỏi run nhẹ nhẹ một chút, Mộ Dung Tuyết hung hăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, song quyền chăm chú nắm lại, tức giận đến toàn thân run rẩy, đã là minh bạch cái gì? Mộ Dung Liệt khẽ liếc nàng liếc một chút về sau, cũng là bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo nàng tay áo nói, Tuyết Nhi, đi,
Lăng tông chủ đây đều là vì đại cục. Cái gì đại cục? Không khỏi bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, Mộ Dung Tuyết chăm chú nhìn cái kia Tuyết Phong tứ lão không thả, nghiến răng nghiến lợi, bốn vị tiền bối, tiểu nữ tử liền muốn biết, Lăng tông chủ để bốn vị tiền bối đến xem quản như thế một cái vốn không muốn trốn phạm nhân, ý đồ chân chính là cái gì? Liếc nhìn nhau, Tuyết Phong tứ lão trầm ngâm một chút, lại là từ đại cung phụng ra mặt lẩm bẩm nói, Mộ Dung tiểu thư minh giám, tông chủ nhường ta bốn người đến đây, thật là nhìn lấy tiểu tử này. Tuy nói hắn hiện tại không muốn chạy trốn, nhưng bảo vệ không cho phép về sau đâu. Huống hồ nữ nhân kia thực lực xác thực thâm bất khả chắc, toàn tông trên dưới cũng chỉ có ta bốn người có thể cản nàng cứu người, đây là một, mặt khác đây. Nói, đại cung phụng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mộ Dung Liệt hai huynh muội liếc một chút, lại là bỗng dưng không có tiếng. Nói a, mặt khác cái gì? Trong lòng đã rõ ràng, nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không thuận không buông tha uống ra âm thanh. Nghe được lời này, Tuyết Phong tứ lão không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu không nói, trong đại lao Trác Phàm lại là thản nhiên cười, nói tiếp, Mộ Dung tiểu thư cái này quá làm khó bốn vị tiền bối, thật chẳng lẽ muốn vạch mặt hay sao? Ha ha ha, thực ngươi hẳn là cũng biết, cái này mặt khác ý tứ chính là, bốn vị này tiền bối đến đây mục đích, chủ yếu là bảo hộ ta. Tránh cho một ít người hành động theo cảm tính, không cẩn thận đem ta cái này nhân vật mấu chốt cho giết, hay thanh thần kiếm lại khó quy vị, lầm bốn châu đại sự. Riêng là người này còn có cái thực lực cường hãn đại ca, thì càng cần hơn cao thủ đến đề phòng, không phải sao? Bờ môi hung hăng run rẩy, Mộ Dung Tuyết cắn chặt hàm răng, thật sâu khoét Trác Phàm liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía cái kia bốn vị cung phụng, gặp bọn họ trầm mặc như trước không nói, dường như ngầm thừa nhận, bất giác giận hừ một tiếng, vẫy vẫy tay áo liền đầy bụng ủy khuất địa nghênh ngang rời đi, trong mắt thậm chí đều có nước mắt mang chớp động. Bốn vị cung phụng nghiêng người nhường đường, không dám lên tiếng, Mộ Dung Liệt nhìn mọi người liếc một chút, cũng là dao động cái đầu chậm rãi đuổi theo. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có Tuyết Phong tứ lão, Trác Phàm một hàng còn có Thượng Quan Khinh Yên cùng Vũ Thanh Thu bọn người. Ta còn là lần đầu tiên gặp Tuyết tỷ, tức giận như vậy bộ dáng đâu. Thật sâu nhìn lấy Mộ Dung Tuyết bóng lưng biến mất phương hướng, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi sắc mặt giật mình lo lắng. Trong lòng bất giác phát lên từng trận thương cảm, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Nghe đến nàng lời nói, Vũ Thanh Thu cũng là khẽ gật đầu, sâu có cảm giác nói, đúng vậy a, vốn là cho là mình tại làm một kiện trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiên hạ thương sinh hành động vĩ đại. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, lúc trước người đồng đạo lại là ào ào phản bội, ngược lại xem nàng như thành đề phòng đối tượng, cho cô lập. Chỉ sợ Mộ Dung cô nương giờ này khắc này tâm tình không chỉ là sinh khí đơn giản như vậy. Càng nhiều là thất vọng đau khổ a. Đúng vậy a, tự cho là tà bất thắng chính, chính đạo lực lượng có cường đại cỡ nào giống như, nhưng nhìn lại mới phát hiện, nàng chỉ là một người cô độc nghênh chiến ta ma đầu kia mà thôi, nàng không thất vọng đau khổ người nào thất vọng đau khổ, ha ha ha. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa mỉa mai lên tiếng. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Thượng Quan Khinh Yên có chút oán trách chừng Trác Phàm liếc một chút. Người người này cũng thế, như là đã bình an vô sự, làm gì lại ra lời kích Tuyết tỷ tỷ đây, trả lại nàng sinh khí. Không phải ta tại kích nàng, là nàng tự mình lựa chọn một đầu lớn nhất cô độc đường mà thôi. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm không khỏi sắc mặt bỗng dưng nghiêm một chút, thản nhiên nói, nhân tâm dục vọng vô cùng vô tận, có muốn thì có ma, thế gian chánh thức chính đạo tu giả lác đác không có mấy. Đại đa số người chỉ là hất lên chính đạo ra. Lại là khó trừ trong lòng ma tính người thôi. Nàng muốn dọc theo đầu này trừ ma vệ đạo đường một mực kiên cường đi xuống, chỉ có thể tiếp nhận dạng này cô độc cùng phản bội, chỉ có chịu nổi, nàng mới có thể đạt đến chính đạo đỉnh phong. Chỉ là cứng quá dễ gãy, cho nên ở trong nhân thế này, chính đạo tu giả thực cũng rất khó thành nói. Hoặc là nước chảy bèo trôi, hủy tự thân đại đạo, không phải ma không phải chính, dở dở ương ương, hoặc là tại cái này đục ngầu thế gian, hủy trong tay người khác. Chỉ là chính đạo đối với ma đạo có cái thiên nhiên đường tắt, cũng là xuất thế tu luyện, không hỏi hồng trần tục thế. Thanh tâm quả dục, cảm thụ thiên địa chính khí, dễ thành đạo nhất. Cho nên ma đạo nhập thế mà thành tại thế, chính đạo nhập thế mà thoát tại thế. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu. Bởi vậy Vũ huynh, người cũng là chính đạo tu giả, tâm cảnh không thấp, làm bằng hữu ta khuyên ngươi một câu, đi qua nhân gian bách thái lịch luyện về sau. Thì quy ẩn sơn lâm tính tu a,
trong nhân thế quá khốn nạn tạp, không thích hợp tránh thức thuần túy người nhập đạo. Nghe được lời này, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, trịnh trọng liền ôm quyền, đa tạ Trác huynh đề điểm, thụ giáo. Chúng ta cũng thụ giáo. Tuyết Phong tứ lão tại suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ào ào hướng Trác Phàm đưa tay thi lễ, một mặt khâm phục, chân thành nói, tiên sinh mặc dù là ma đạo tu giả, lại là đại trí tuệ người, ta bọn bốn người cảm tạ đề điểm. Chẳng qua hiện nay tông môn đại nạn, chúng ta bốn người trong lòng còn có mong nhớ, đợi cùng tông môn cùng chung này khó về sau, chắc chắn sẽ giống tiên sinh nói, quy ẩn tĩnh tu, không còn để ý cái này hồng trần tục thế. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi bĩu môi, ta tại cho ta huynh đệ đề nghị, cùng các ngươi có quan hệ gì, tự mình đa tình, hừ. Không khỏi thản nhiên cười, bốn người lần nữa cúi đầu, liền một đến ở trên mặt đất ngồi tại cửa nhà lao trước, nhắm mắt tính sửa, cũng là thế ngoại cao nhân điệu bộ. Mà Vũ Thanh Thu cùng Thượng Quan Khinh Yên hai người gặp này, cũng là lạnh nhạt cười cười, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó tràn đầy kính ý. Trác Phàm tuy nhiên cùng bọn hắn đạo bất đồng, nhưng phần này tâm cảnh cảm ngộ lại là đầy đủ chân quý, không phải vậy cái kia Tuyết Phong tứ lão cũng sẽ không tự hạ thấp địa vị, hướng Trác Phàm hành lễ, lộ ra vẻ cảm kích. Có thể thấy Trác Phàm đối với hắn là thật tâm đề điểm, tránh thức bằng hữu chi nghĩa. Mà cửa nhà lao bên trong mọi người bởi vì Trác Phàm một phen lời từ đáy lòng, đều có một chút đốn ngộ, cửa nhà lao bất ngờ nhóm người thế tục lại không có dạng này phúc phận, được đến Trác Phàm đại đạo lắng nghe, còn đang vì một số tục sự, lục đục với nhau mà phiền não không ngừng. Lăng tông chủ, ngài cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia sẽ đem kiếm lại đến chứ? Bộ hành vân e sợ cho thiên hạ không loạn, còn tại Lăng Vân Thiên bọn người bên tai ồn ào lấy, coi như hắn qua mấy ngày thật thanh kiếm còn tới, nhưng là cái này toàn tông trên dưới chết rất nhiều người, ngài thì không truy cứu sao? Dù nói thế nào, cho dù không giết hắn, cũng phải cho hắn rút lớp ra, răn đe a. Không phải vậy như thế nào hướng những thứ này chết trưởng lão bàn giao. Hải Minh Tông mặt mũi lại đi chỗ nào thả. Bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, Lăng Vân Thiên không khỏi bật cười một tiếng. Bộ tông chủ, hiện tại ta biết vì sao Hải Dương Tông hội bỗng nhiên trêu chọc phải lãnh vũ kiếm vương cho toàn hủy, xem ra không chỉ là thủ hạ vấn đề a. Ách, Lăng tông chủ, ngài cái này có ý tứ gì? Không khỏi sững sờ, bộ hành vân một mặt không hiểu, tiểu tử này gian trá giảo hoạt. Hiện tại xem ra chúng ta Hải Dương Tông vụ tai nạn kia, cùng hắn cũng tuyệt đối thoát không can hệ, cái này cùng ta có cái gì? Bật cười khoát khoát tay, đánh gãy hắn lời nói, Lăng Vân Thiên thăm thẳm lên tiếng, với tư cách là nhất tông chi chủ, lúc này lấy đại cục làm trọng. Cái kia Trác Phàm xác thực rất giàu hoạt, mà lại mười phần giỏi về đánh thái cực A. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vừa đi, hắn cái gì đều không phủ nhận, hết thảy đều giao phó, hết thảy đều đáp ứng. Thế nhưng là thực chất đồ vật, một kiện không có dao trong tay chúng ta, trùng thiên kiếm không có phá phong, phong thiên kiếm không tại tay, vẫn như cũ cầm lấy chúng ta xương sườn mềm. Chúng ta muốn làm sao, nghiêm hình bức cung, hắn đã chiêu, bức cái gì, bởi vì chết đi những người kia tìm hắn tính sổ sách. Ha ha, trong tay hắn còn cầm lấy hai chúng ta lá bài, chúng ta đã cùng hắn thỏa đàm, cái kia hai tấm bài lập tức liền có thể trở về. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này tính sổ sách, số phía trước nói điều kiện xong, lấy không được hai thanh thần kiếm, Trung Châu người đánh tới, chúng ta chết người càng nhiều. Đến lúc đó trách nhiệm này người nào chịu, bộ tông chủ. Ách, bất giác trì trệ, bộ hành vân một trận á khẩu không trả lời được. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lăng Vân Thiên không khỏi thở dài lên tiếng, ai, cái này Trác Phàm nói gần nói xa, cương nhu hòa hợp, làm chúng ta không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Người này từ vừa mới bắt đầu liền đã coi là tốt hết thảy, phong thiên kiếm càng làm cho người trực tiếp mang đi, không cho chúng ta lập tức muốn về thần kiếm cơ hội. Tựa như chơi diều một dạng treo chúng ta có lực không chỗ dùng a. Tuy nhiên hắn bây giờ bị chúng ta đang đóng, nhưng theo đại cục phía trên nhìn, chúng ta mới phảng phất là đề tuyến tượng gỗ một dạng, bị tiểu tử kia gấp khóa chặt đâu. Mà lại, nói, Lăng Vân Thiên lại quay đầu nhìn về phía Thượng Quan gia cùng Song Long Chí Tôn bên kia, trong mắt tinh mang lóe lên nói, tiểu tử kia cùng cái này hai châu người đều rất hiểu biết, cùng bọn hắn liên lụy cũng rất phổ biến, lợi ích dây dưa không ngừng. Chúng ta coi như muốn động hắn, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi chúng ta cũng không muốn động đến hắn, miễn cho hủy phong thiên kiếm ước hẹn. Cho nên bốn châu bên trong, ba châu đã ăn ý đạt thành hiệp nghị,
chỉ có Nam Châu không quan trọng, Mộ Dung Tuyết nha đầu kia lại là một bộ cưỡng tinh khí, đáng tiếc một mình khó chống. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn cho dù tiến cửa nhà lao, phong tu vi, chúng ta nhiều như vậy lão đại vây quanh, cũng không có người nào có thể động hắn một cọng tóc gáy. Hắn, không có sợ hãi. Trong lòng bất giác run lên, Bộ Hành Vân hai mắt châu loạn chuyển, không lý do địa sau lưng trở nên lạnh lẽo, cái kia tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, không lộ ra trước mắt người đời, thì đem tất cả chúng ta tay chân đều trói lại. Đúng vậy a, Tây Châu thật sự là ra cái khó lường nhân vật, đáng tiếc hiện tại đã không phải là Tây Châu người, ai? Thật sâu nhìn xong Long Chí Tôn liếc một chút, Lăng Vân Thiên chau mày, một trận cảm thán. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết thở phì phò theo trong lao đi ra, cũng không có cùng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi, thì thẳng rời đi. Minh bạch tâm tình của hắn, Lăng Vân Thiên cũng không ngại, chỉ là yên lặng nhìn lấy nàng. Thế nhưng là rất nhanh, Mộ Dung Liệt cũng chăm chú cùng đi ra, vị này Lăng Tông chủ lại là lúc này động, cản ở trước mặt hắn. Dù sao Mộ Dung Tuyết tiểu nha đầu này lửa giận hắn có thể không xem ra gì, nhưng Mộ Dung Liệt trong lòng khúc mắc, hắn lại nhất định muốn san bằng, không phải vậy về sau hai châu thì không tốt liên minh. Sau đó nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, Lăng Vân Thiên một mặt áy náy nói, Mộ Dung gia chủ, đắc tội, Phong Thiên Kiếm đối với ta tông thực sự quá quan trọng, vạn không được có mất, cho nên. Ta minh bạch, Lăng Tông chủ khách khí, tiểu muội tính khí tại hạ tự nhiên rõ ràng, Lăng Tông chủ lấy phòng ngừa vạn nhất cũng là cần phải. Đạm mạc gật đầu một cái, Mộ Dung Liệt sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, Lăng Vân Thiên tài rốt cục yên lòng, cười nói. Mộ Dung gia chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, Lăng Mỗ cứ yên tâm nhiều, đợi ngày khác Mộ Dung tiểu thư nguôi giận, Lăng Mỗ nhất định ở trước mặt tạ lỗi, cho tiểu thư một cái hài lòng. Báo. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, một tiếng gấp rút hét lớn đã là đột nhiên địa vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp địa đi vào Lăng Vân Thiên trước mặt, gấp gáp bận bịu hoảng địa đưa lên một đạo ngọc giản nói, khởi bẩm tông chủ, tiền tuyến cấp báo. Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc Đại Quân, từ Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh chỉ huy, đã hướng Bắc Châu bên này thẳng tiến. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tất cả mọi người nghe đến tin tức này, không khỏi tất cả đều sửng sốt, thân thể ngăn không được mà run run lấy. Kiếm Tinh Đế Quốc bất bại gót sắt, rốt cục bắt đầu chinh phạt. Ngự Vũ, chỉ có nhiều như vậy sao? Một mảnh đen tối sơn lâm, một mảnh đen kịt, thấu không tiến một chút quang tới. Bất bại kiếm tôn Bách Lý Ngự Thiên yên tĩnh bó gối tại một tảng đá lớn phía trên, hai con người khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, khoan thai lên tiếng. Trước mặt hắn là một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, một chân quỳ xuống, hai tay dâng một thanh xanh thẳm băng lãnh trường kiếm, cung kính giơ lên, lại chính là thành công cướp kiếm về sau, trở về đế quốc trận doanh Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Mà trường kiếm trong tay của nàng, cũng chính là Phong Thiên Kiếm là. Chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bách Lý Ngự Thiên thật sâu nhìn một chút cái kia thần kiếm ánh sáng, khóe miệng bất giác lộ ra vui vẻ ý cười, vẫy tay, liền đem thần kiếm hút vào trong lòng bàn tay, cười to liên tục, ha ha ha. Không tệ, Ngự Vũ, ngươi lần này ngược lại không có khiến lão phu thất vọng, cho lão phu đem Phong Thiên Kiếm cầm về. Như thế tới nói, Hải Minh Tông kết giới căn bản cùng giấy không có gì khác biệt, lão phu muốn san bằng chỗ đó, không cần tốn nhiều sức. Ngự Vũ, lần này lão phu cho ngươi cái công đầu. Ha ha ha. Đa tạ lão tổ tông vun trồng, Ngự Vũ không dám nhận. Thật sâu liền ôm quyền, Bách Lý Ngự Vũ cung kính bái hạ, về sau trầm ngâm một chút, lại là lại cẩn thận từng ly từng tí nói, chỉ là lão tổ tông minh xét, lần này Ngự Vũ chỗ lấy có thể lập này đại công, may mà cái kia Trác Phàm tinh diệu thiết kế, mới thành công. Ngự Vũ chi công, có hắn một phần công lao, thế nhưng là hắn hiện tại hãm sâu lao ngục nỗi khổ, không thể đến lão tổ tông che chở. Không biết lão tổ tông khi nào xuất thủ, đem hắn cứu ra. Khua tay trường kiếm tráng kiện cánh tay không khỏi trì trệ, Bách Lý Ngự Thiên cái kia hưng phấn sắc mặt cũng là bỗng dưng lạnh xuống đến, liếc mắt liếc nhìn một bên Bách Lý Ngự Vũ, lẩm bẩm nói, Trác Phàm. Cũng là cái kia ở trước mặt lão phu cố làm ra vẻ tiền phàm đi. Làm sao, hắn đường đường thiên ma sơn đệ tử, dám thả hào ngôn diệt đi lão phu cùng thủ hạ ngũ đại kiếm vương tiểu tử. Sẽ bị Hải Minh Tông mấy cái kia thằng nhãi con bắt lại. Hừ hừ, xem ra cũng không gì hơn cái này a. Lão tổ tông minh xét, hắn một đường lên xuất thủ mặc dù không nhiều, nhưng theo Ngự Vũ đến xem,
nhiều lắm là dung hồn cảnh mà thôi. Luận thực lực, xác thực không có gì quan trọng, chỉ là một cái miệng tương đối lợi hại, ưa thích phô trương thanh thế thôi. Vội vàng lần nữa thật sâu bái hạ, Bách Lý Ngự Vũ một mặt khẩn cầu, lần này hắn bị Hải Minh Tông mọi người bắt lấy, Ngự Vũ lại đem bọn hắn thần kiếm trộm ra, những người kia khẳng định sẽ liên lụy đến hắn trên thân, không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu, mong rằng lão tổ tông kịp thời xuất thủ, cho Hải Minh Tông một đám cuồng vọng thế hệ một bài học, đã biểu dương lão tổ tông uy danh, lại khả thi cùng tiểu tử kia vun trồng chi đức, ân cứu mạng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Chắc hẳn đến lúc đó hắn nhất định mang ơn, chỉ nghe lệnh lão tổ tông. Mi mắt hơi nhíu, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi hung hăng chừng Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, trong mắt tinh mang nhấp nháy, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Ngự Vũ không dám, thân thể nhìn không được lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Lạnh lùng hừ một cái, Bách Lý Ngự Thiên một mặt khinh thường bĩu môi, lúc trước ta để ngươi theo tiểu tử kia, cũng là xem hắn có cái gì hàng mẫu sự tình. Nhìn phiến diện, mượn mà dò xét một chút tên thiên ma này chân núi tỉ mỉ. Bây giờ xem ra, thiên ma sơn cũng không phải thật như thế cao không thể chạm tồn tại a. Tiểu tử kia thực lực đã chỉ có như thế điểm lời nói, cũng không có cái gì nhưng là chú ý. Thế nhưng là lão tổ tông. Im miệng. Bách Lý Ngự Vũ còn muốn lên tiếng, Bách Lý Ngự Thiên đã là hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng, trong mắt tản ra không tốt ánh sáng, Bách Lý Ngự Vũ. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không có quy củ, đem ngươi thả ra mấy ngày, chơi dã đúng hay không? Ở trước mặt lão phu, thế mà còn dám líu lo không ngừng, nếu không phải nhìn ngươi cầm lại phong thiên kiếm có công phân thượng, lão phu cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hừ, đi xuống đi. Mi mắt không khỏi thật sâu nhíu lại, Bách Lý Ngự Vũ trần chờ một chút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhắm mắt nói, lão tổ tông minh xét, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực cũng không phải là tài năng xuất chúng. Nhưng mưu trí hơn người, không tại thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ phía dưới, nếu là có thể thu nhập lão tổ tông dưới trướng, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Huống hồ lần này cướp kiếm, tiểu tử kia làm cư công đầu, có công không thưởng, không phải lão tổ tông phong phạm. Ngự Vũ khẩn cầu lão tổ tông xuất thủ cứu hắn nhất mệnh, lấy lộ ra lão tổ tông ân đức tác động. Đụng! Thế mà, còn không đợi nàng nói hết lời, một tiếng vang thật lớn đã là mãnh liệt phát ra, Bách Lý Ngự Vũ thân thể lắc một cái. Nhất thời bị đánh bay ra ngoài 100 mét có hơn, đụng gãy mấy chục khỏa thương thiên đại thụ, đợi rơi vào địa đến, đã là nhìn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt bá thì nam kinh tới. Chỉ là nàng ánh mắt, lại không có trước kia phẫn hận, mà chính là tràn ngập bất khuất chi sắc. Bách Lý Ngự Vũ, người quả nhiên là không muốn sống, lão phu để ngươi im miệng, ngươi lại vẫn dám mở miệng. Dám chống lại lão phu mệnh lệnh, nhưng là tuyệt không có kết quả gì tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Bách Lý Ngự Thiên toàn thân khí thế đại phóng, băng lãnh dày đặc sát khí, ngăn không được địa hiển lộ ra. Thân thể bất giác lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ cũng là trong lòng lo sợ, không dám nhìn chăm chú phía trước. Bạch! Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại là vụt sáng qua, rơi vào hai người trước người, lại chính là sấm sét kiếm vương, Bách Lý Ngự lôi đến. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, lại nhìn xem ngã trên mặt đất Bách Lý Ngự Vũ. Cái này bề ngoài thô kệch nam nhân, trong lòng đã là có tính toán. Không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, thậm chí không có quá nhiều hỏi thăm, Bách Lý Ngự lôi khom người hướng Bách Lý Ngự Thiên đưa lên một khối ngọc giản, sâu xa nói, lão tổ tông, thừa tướng chỗ đó truyền tin, 10 ngày sau chúng ta liền có thể động thủ. Đến lúc đó tứ phương gót sắt chinh phạt, bốn châu sụp đổ ngày lập tức liền muốn tới đến. Biết. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên cầm qua ngọc giản. Cũng không nhìn nữa, nhất thời thu nhập trong giới chỉ, quay người liền ẩn vào cái kia đen nhánh rừng rậm bên trong. Chỉ là cái kia lạnh lùng thanh âm, lại là tại biến mất trước trong tích tắc, lại nghiêm nghị uống ra, cho nữ nhân này 10.000 cây roi, căng căng trí nhớ, để cho nàng đem tâm thu hồi lại a, hừ. Khom người cúi đầu, Bách Lý Ngự lôi trầm mặc không nói, sau đó chuyển mà đi tới Bách Lý Ngự Vũ trước mặt, cúi người đem nàng nâng đỡ, mi mắt lắc một cái nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người đem phong thiên kiếm mang về, lão tổ tông cần phải thập phần vui vẻ mới đúng, sao lại thế? Ta thỉnh cầu lão tổ tông xuất thủ cứu tiểu tử kia nhất mệnh, đáng tiếc lão tổ tông không chịu. Nhẹ nhàng chùi chùi khóe miệng đỏ tươi, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi thở dài một tiếng, ta coi là lão tổ tông xem ở ta lấy hồi phong thiên kiếm phân thượng, chút chuyện nhỏ này nhất định sẽ đáp ứng, kết quả.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bách Lý Ngự Lôi không khỏi một mặt oán giận nói, Ngự Vũ, người quản cái này nhàn sự làm gì? Lão Tổ Tông chỉ là muốn nhìn tiểu tử kia sâu cạn, cũng không có đối tiểu tử kia có bất kỳ mời chào chi ý. Mà lại Lão Tổ Tông mấy ngày nay cũng nói, tiểu tử kia rất giàu hoạt, lần này Bắc Châu một hàng, có thể mà nói, thuận tay chứ cũng liền thôi. Chỉ đợi ngươi trở về tìm hiểu tình hình, liền quyết định phải chăng động thủ. Hiện tại tiểu tử kia bị bắt, nói rõ không gì hơn cái này, Lão Tổ Tông đối Thiên Ma núi kiêng kỵ cũng nhẹ không ít. Không có trực tiếp xuất thủ bắt lấy tiểu tử kia, đã rất không tệ, làm sao lại cứu hắn đi ra đâu. Cái gì, Lão Tổ Tông muốn giết hắn, vì cái gì? Không khỏi giật mình, Bách Lý Ngự Vũ chợt một mặt ngưng trọng, hắn mặc dù không phải cửu kiếm vương thậm chí là quy nguyên cảnh thực lực, nhưng thiên phú dị bẩm, chí dũng song toàn, chỉ cần thiện thêm bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, Lão Tổ Tông vì sao còn muốn? Bất đắc dĩ thở dài, Bách Lý Ngự Lôi không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng, Ngự Vũ, Lão Tổ Tông là ai, thiên hạ đệ nhất nhân? Tuy nói hắn ngày bình thường luôn luôn cảm thán độc cô cầu bại, nhưng thật nguyện ý có người vượt qua hắn sao? Hừ hừ, chớ nhìn hắn hiện tại đối Đan Thanh Sinh, Thượng Quan Phi Vân mấy cái kia ngoại tính kiếm vương sủng hạnh có thêm, cái gì biết anh hùng trọng anh hùng, đó là bởi vì Lão Tổ Tông sớm đã nhìn ra, mấy người này tiềm chất đã đến đầu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thế nhưng là tiểu tử kia không giống nhau, lần trước ngươi không có gặp, hắn chỉ là dùng ngôn ngữ liền đem Lão Tổ Tông hét lại. Cái kia cỗ khí phách, còn kém cưỡi tại Lão Tổ Tông trên đầu đi, ngay cả chúng ta đều bị hù đến sửng sốt một chút. Mà lại hắn trên thân, cũng thật có để cho chúng ta kiêng kỵ khí tức. Bởi vậy lần trước Lão Tổ Tông đối với hắn 10 phần khách khí, nhưng cũng đề cao cảnh giác. Lần này Lão Tổ Tông biết được hắn không có gì quan trọng, chỉ là phô trương thanh thế, thì càng muốn đem hắn trừ rơi. Hắn hiện tại là phô trương thanh thế, nhưng trên thân lại có vô hạn tiềm chất, về sau khả năng thì lại biến thành thật. Nhân vật như vậy, Lão Tổ Tông có thể buông tha sao? Ngươi còn nói hắn văn võ song toàn, cái này càng là tối kỵ. Cửu đại kiếm vương, Lão Tổ Tông không nhìn ở trong mắt, bởi vì không có một người có thể đánh được hắn, thậm chí cùng tiến lên đều khó có khả năng. Bách Lý Kinh Vĩ thông minh tuyệt đỉnh, Lão Tổ Tông cũng không có để ở trong lòng. Dốc hết toàn lực, dù thông minh người không có thực lực, cái kia chính là bị đánh lén mục tiêu, cũng không có gì quan trọng, trong nháy mắt liền có thể giết chết hắn. Nhưng văn võ song toàn thì không giống nhau, đã có thể chấp trưởng thiên hạ, lại có thể từng binh sĩ đột kích, đây không phải hủy Lão Tổ Tông cơ nghiệp a. Người càng tại lão nhân gia ông ta trước mặt khen tiểu tử kia thì càng muốn xong đời. Nói như vậy, Lão Tổ Tông là nhất định phải giết hắn không thể, cái kia làm thế nào mới tốt? Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi có chút giật mình lo lắng, song đồng ngăn không được địa run rẩy, thậm chí ngay cả hai tay cũng không khỏi đến lay động. Bách Lý Ngự Lôi gặp này, nhíu mày, lộ ra vẻ ngờ vực, Ngự Vũ, người từ sau khi trở về thì biến đến rất không thích hợp, vì sao như vậy chú ý tiểu tử kia sinh tử? Người trước kia nhưng là luôn luôn là độc lai độc vãng quen, ở chung mấy trăm năm bọn thủ hạ chết một mảng lớn cũng sẽ không nhăn nửa điểm mi mắt. Nhưng bây giờ cùng tiểu tử kia bao nhiêu tháng a, ngươi thì vì hắn không phải phải đắc tội Lão Tổ Tông. Ngự Vũ, ngươi, Ngự Lôi đại ca, ta không muốn cô đơn nữa đi xuống. Bờ môi ngăn không được địa run rẩy, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu nhìn Bách Lý Ngự Lôi liếc một chút, cầu khẩn nói, Ngự Lôi đại ca, bình thường tiểu muội nhiều đến ngươi chiếu cố, vô cùng cảm kích. Hiện tại Lão Tổ Tông muốn giết hắn, ngươi có thể hay không thay tiểu muội nghĩ biện pháp, bảo vệ hắn chu toàn, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Nói, Bách Lý Ngự Vũ lúc này quỳ xuống. Ba, vội vã vừa đỡ, đem nàng thân thể đỡ lấy, Bách Lý Ngự Lôi chăm chú địa gãi gãi nàng cánh tay, lại là thở sâu, bất đắc dĩ nói, Ngự Vũ, người đây chính là cho đại ca ra cái nan đề a, Lão Tổ Tông muốn giết người, thiên hạ ai có thể giữ được a? Ngự Lôi đại ca, cầu ngươi. Trong mắt lóe yêu kiều lệ quang, Bách Lý Ngự Vũ mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Bách Lý Ngự Lôi thật sâu nhìn lấy nàng, trong lòng lại là bỗng dưng mềm nhũn, thở dài một hơi, ngươi trước lên, đi với ta lĩnh roi hình đi. Sự kiện này, nhưng ta suy nghĩ thật kỹ. Ngự Lôi đại ca đồng ý giúp đỡ, cái kia đa tạ. Bất giác vui vẻ, Bách Lý Ngự Vũ lúc này vui vẻ ra mặt, lộ ra sáng sủa vẻ mặt vui cười. Không để ý chút nào vừa mới thương thế. Bách Lý Ngự Lôi gặp này, lại là cười khổ một tiếng, Ngự Vũ,
đây là trước kia ngươi à. Bất quá, sẽ cười, rất tốt. 3 ngày sau, Hải Minh Tông chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh, các đệ tử, từng cái cùng đánh máu gà giống như, vũ trang đầy đủ. Đan dược gì, linh binh, linh thú tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Mà lại từng đạo truyền tống đại trận ánh sáng, cũng là như là sao băng rơi xuống giống như, từng đạo vẩy vào cái này trong tông môn, lại là còn lại ba châu lại tăng phái viện quân thông qua truyền tống thông đạo, ào ào đuổi tới, cũng là chuyên môn đến thay Bắc Châu đánh cái này một kinh thiên đại chiến. Mà Tây Châu chúng đệ tử, biết hôm đó diễn võ trường xuất thủ là đã chết đi nhiều năm chắc phàm, bất giác ào ào quá sợ hãi, muốn đi thăm viếng. Nhưng bởi vì chiến sự khẩn cấp, trong tông chặt chẽ chấn giữ, mà thất bại, cũng có chút thất vọng. Dù sao, vị này chính thức Tây Châu đệ tử đầu tiên xuất hiện lần nữa, bọn họ còn là muốn lại lãnh hội một phen phong thái, tuy nói hiện tại là tù nhân. Riêng là bên trong mấy cái lão bằng hữu càng muốn cùng hơn ôn chuyện, lại bởi vì trong tông giới nghiêm, không được hy vọng. Đến mức những tông môn kia cao tầng, mấy ngày nay bên trong lại là tất cả đều vây quanh ở tông chủ trên đại điện, đối với Nam Châu địa hình bàn cát, thôi diễn chiến tranh xu thế, đã là bận tối mày tối mặt, càng là khẩn trương tâm thần bất an. Dù nói thế nào, đối phương lần này thế nhưng là hỏa lực tấn công mạnh, bất bại kiếm tôn đã từng binh sĩ đột kích đến bọn họ nội địa, che giấu, cũng là một cái lớn nhất bom hẹn giờ, để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng, rất nhiều cao thủ cũng không thể tùy tiện rời đi, để tránh đại bản doanh bị người đầu. Trước tuyến lại có Đan Thanh Sinh xuất lĩnh đại quân đến đây, hỏa lực cũng đồng dạng không kém, không có cao thủ tỏa chấn, bọn họ tất nhiên liên tục bại lui. Hai bên cản tay phía dưới, trận đại chiến này, thật là rất khó đánh. Bách Lý Kinh Vĩ quả nhiên là một tuyệt thế thiên tài, đầu tiên là phái bất bại kiếm tôn bọn người đánh vào Ta Châu nội địa, biến mất không ra, kiềm chế chúng ta chiến lực. Cho dù bọn họ án binh bất động, chúng ta cũng không dám tùy tiện xuất kích. Trước tuyến thì là từng bước xâm chiếm, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, quả nhiên là muốn để người trơ mắt nhìn lấy chính mình chết a. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Lăng Vân Thiên một mặt tình cảnh bi thảm, nhìn về phía bốn phía các châu lão đại nói, không biết các vị đối với cái này nhưng có giải quyết kế sách, còn xin chỉ thị. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Liệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta nơi này phần lớn là quân nhân, đơn đả độc đấu vẫn được, muốn giải quyết cái này cái bẫy động trời, lại không phải chúng ta chiều dài. Huống hồ, cái này còn không phải bình thường mưu sĩ chỗ bố trí, vẫn là Bách Lý Kinh Vĩ kế hoạch, chúng ta thì càng khó có thể hơn chống đỡ. Đúng vậy a. Chúng ta Tây Châu ngược lại là có mấy cái không tầm thường mưu sĩ, còn có một nhóm hành quân tay thiện nghệ, bảo vệ Tây Châu biên cảnh, đáng tiếc lão phu không mang tới. Nếu không mà nói, bọn họ có thể có chút biện pháp. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi thăm thẳm lên tiếng. Không sai gật đầu, Âu Dương Lăng Trời cũng là theo chân nói, Tây Châu mấy năm này có cái Lạc Minh, lấy tướng soái nhà cầm đầu, phát triển xác thực rất cấp tốc. Bây giờ toàn bộ Tây Châu biên giới cần phải đều từ bọn họ trưởng khống đi. Không tệ, bọn họ tiếp nhận về sau, Tây Châu an toàn xác thực so trước kia mạnh hơn, ha ha ha. Không khỏi bật cười một tiếng, Bạch Mi Chí Tôn trên mặt cũng là có chút tốt sắc. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại là Tây Châu phòng vệ trụ cột vững vàng, nếu không mà nói, đem bọn hắn toàn bộ kéo tới viện trợ Bắc Châu tiền tuyến, chắc hẳn phía trước chiến sự, chúng ta thì không cần giống như vậy như thế quá quan tâm. Mỉm cười lấy bĩu môi, Bộ Hành Vân không khỏi bật cười một tiếng, xem ra Bạch Mi Chí Tôn đối Tây Châu phòng tuyến rất có tự tin a. Đã các ngươi Tây Châu cái kia Lạc Minh lợi hại như vậy, vậy có phải hay không lần sau Tây Châu bị Trung Châu vây công lúc, chúng ta thì không cần gấp gáp như vậy viện trợ đâu. Dù sao các ngươi có thể đỉnh thời gian rất lâu, hừ hừ. Rear Map hơi hơi run run động một cái, Bạch Mi Chí Tôn nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại là thầm hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến địa bĩu môi. Không lên tiếng. Báo. Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp địa theo bên ngoài chạy tới, khom người cúi đầu, trong tay nhất thời trình lên ngọc giản, lại là cũng không có cho bản tông tông chủ Lăng Vân Thiên, mà chính là bái tại Song Long Chí Tôn dưới thân, hai vị Chí Tôn đại nhân, khẩn cấp ngọc giản, Tây Châu nguy nan. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng cầm qua ngọc giản xem xét, bất giác quá sợ hãi, Tây Châu nguy nan, Cửu Kiếm Vương một trong cầm sắt kiếm vương, chính lãnh binh xâm chiếm Tây Châu. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác cùng nhau hoảng hốt lên tiếng. Cái gì,
làm sao có thể, cái này Bách Lý Kinh Vĩ lại muốn hai châu đồng thời tác chiến. Trung Châu chiến lực có mạnh như vậy sao? Các vị, Tây Châu gặp nạn, có thể hay không? Hướng mọi người cung kính ôm một cái quyền, Hắc Nhiệm Chí Tôn vẻ mặt vội vàng, Bộ Hành Vân nhìn thấy, lại là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn có chút hả hê nói, Hắc Nhiệm Chí Tôn chớ có quá mau, chúng ta người nào không biết, Tây Châu phòng tuyến có các ngươi lớn nhất biết đánh trận Lạc Minh chống đỡ, sẽ không quá sớm bị chiếm đóng. Hiện tại vẫn là muốn trước ứng phó Bắc Châu phiền phức, sau đó lại chú ý Tây Châu cũng không muộn a. Ngươi, trong mắt bất giác chừng một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó vẫy vẫy tay nói, thông chi một chút đi, để Tây Châu người chuẩn bị một chút, chúng ta hồi Tây Châu. Hai vị Chí Tôn, không cần thiết tức giận, bốn châu một thể, chúng ta cũng không phải là muốn từ bỏ Tây Châu, không cần thiết nghe bộ tông chủ nói bậy. Không khỏi quính lên, Lăng Vân Thiên nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, nói xin lỗi. Chậm rãi khoát khoát tay, Hắc Nhiệm Chí Tôn cũng thật sâu cúi đầu, vạn phần áy náy, Lăng tông chủ khách khí, lão phu cái nào là như thế bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ là Tây Châu đại nạn, chúng ta không thể không ý. Lần này Bắc Châu chiến sự không cách nào giúp đỡ, thực sự xin lỗi. Đợi chúng ta ổn định Tây Châu chiến sự, rảnh tay, nhất định sẽ lại chạy đến chợ Bắc Châu một chút sức lực. Đó là đương nhiên, bốn châu bốn vị một thể, nên lẫn nhau viện trợ mới đúng. Thật sâu cúi đầu, Lăng Vân Thiên cũng là cực kỳ biết lễ người, chặn lại nói, Tây Châu gặp nạn, các vị nên trước bảo vệ Tây Châu, đợi ta Bắc Châu chiến sự ổn định, bình tĩnh cũng sẽ tiến đến viện trợ. Nghe được lời này, Song Long Chí Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích, thật sâu bái hạ. Mà cũng liền tại cái này giây lát công phu, cửa điện bên ngoài Tây Châu mọi người đã là tập hợp hoàn tất, chuẩn bị theo đội trở về bản châu đất đai. Còn lại ba châu mọi người, cùng nhau đưa ra ngoài cửa, rất là ân cần. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, một tên đệ tử lúc này đi vào tất cả mọi người trước mặt, trong tay bưng một khối xanh biếc ngọc giản, lại là khom người hiện lên đến Mộ Dung Liệt trước người. Mộ Dung gia chủ, Nam Châu cấp báo, Tử Kiếm Tiên chỉ huy đại quân tiếp cận Nam Châu lĩnh vực, mời Mộ Dung gia chủ nhanh chóng trở về thủ. Cái gì, Nam Châu? Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Mộ Dung Liệt thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt che kín. Thế nhưng là còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, lại là một tiếng cấp báo vang lên, lại một tên đệ tử hướng về Thượng quan Phi Hùng trước người đưa lên một khối xanh biếc ngọc giản, vội vàng nói, Thượng quan gia chủ, Đông Châu cấp báo, Thượng quan Phi Vân dẫn 30 triệu Trung Châu đại quân xuất hiện tại Đông Châu biên cảnh chi địa, nhìn Thượng quan gia chủ quyết đoán. Thế nào? Liền Đông Châu đều. Khóe miệng nhịn không được run rẩy, Thượng quan Phi Hùng nghe đến tin tức này, đã trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn người người nghe xong, cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Từ Bắc Châu xuất hiện chiến sự về sau, Đông Tây Nam ba châu lại đồng thời xuất hiện địch quân, mà lại mang binh người còn tất cả đều là kiếm vương cấp bậc cao thủ. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ muốn làm gì, đem toàn bộ Trung Châu binh lực tất cả đều phái ra, lấy một địch bốn. Một hơi cứng rắn cầm xuống bốn châu sao. Bịch một tiếng, co quắp ngã xuống đất, Lăng Vân Thiên hai mắt giật mình lo lắng, đã là triệt để ngây người, thì thào lên tiếng, cái này Bách Lý Kinh Vĩ trong truyền thuyết cơ quan tính toán tiến, âm hiểm loại người khôn ngoan, làm sao lại đột nhiên lớn mật như thế, được này đập nồi dìm thuyền kế sách, toàn lực xuất động đâu. Đúng vậy a, cứ như vậy, Trung Châu trống rỗng, hắn không sợ nội loạn nổi lên bốn phía sao. Dù nói thế nào, Trung Châu lấy một châu chi lực, muốn đồng thời cùng bốn châu khai chiến, cho dù là Kiếm Tinh đế quốc cũng phải đem quân lực móc sạch a. Lúc này, trong nước một khi dung chuyển, Kiếm Tinh có vong quốc chi hiểm a, hắn sao lại thế? Mí mắt không khỏi hung hăng run rẩy, tất cả mọi người là một mặt vẻ mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một chút, lại là nhịn không được bật cười ra tiếng, chúng ta còn nói cái gì người ta vong quốc? Nếu là chúng ta lại không lấy điểm biện pháp lời nói, trước vong chỉ sợ là chúng ta đi. Đúng a, xin lỗi, Lăng tông chủ, chúng ta nhất định phải trở về bảo vệ quốc gia, cáo từ. Đúng vậy a, chúng ta cũng rất muốn giúp Bắc Châu bận bịu, nhưng chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, xin lỗi a. Lăng tông chủ, chúng ta mặc dù là lão bằng hữu, nhưng cũng tiếc chúng ta bây giờ nê Bồ Tát sang sông, bất đắc dĩ, ai, xin lỗi. Tất cả mọi người là một trận kinh hoàng rối loạn, hướng Lăng Vân Thiên ôm lấy quyền đầu, chuẩn bị muốn rời khỏi.
hiện tại bọn hắn vẫn là trước chú ý chính mình, lại chú ý người khác đi. Lăng Vân Thiên thì là mặt mũi tràn đầy thất lạc, co quắp ngã xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài một hơi, dao động cái đầu nói, giải tán a, mọi người cùng nhau tán, liền đều cùng một chỗ xong. Thử hỏi chúng ta bốn châu như không hợp lực, cái nào một châu có thể độc lập chống đỡ Trung Châu chinh phạt đâu? Bắc Châu hiện tại là nặng nề nhất, Bất Bại Kiếm Tôn Ngũ Đại Kiếm Vương toàn ở chỗ này, nhất định sẽ dẫn đầu thất lạc. Sau đó liền hắn châu, từng cái thất lạc. Nếu là chúng ta không thể đoàn kết cùng một chỗ, mỗi một châu kết cục cuối cùng, chỉ là diệt vong mà thôi, chỉ là người nào trước người nào sau a. Lăng Tông Chủ nói, chúng ta cũng rõ ràng, chỉ bất quá. Muốn hy sinh ai đây? Thật sâu nhìn Lăng Vân Thiên liếc một chút, Hắc Nhiệm Chí Tôn lại là bất đắc dĩ thở dài, chúng ta đều biết, hợp tác sinh, phân thì diệt đạo ý, nhưng là hiện tại chúng ta lại không thể lựa chọn. Ta là Tây Châu người, tất nhiên muốn Tây Châu yên ổn, Thượng Quan gia chủ là Đông Châu người, để hắn vứt bỏ Đông Châu, bảo vệ hắn Châu an toàn, chắc hẳn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn Nam Châu Bắc Châu, sao lại không phải như thế? Bách Lý Kinh Vĩ lần này cho chúng ta ra cái khó khăn vấn đề, ai cũng đáp không được, chỉ có thể khảo thí sau khi kết thúc, nộp giấy trắng chờ chết mà thôi. Nghe được lời này, bọn người người cũng là không khỏi hung hăng nắm lại quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy a, cái này Bách Lý Kinh Vĩ coi là thật gian trá, hắn liền muốn nhìn chính chúng ta sụp đổ, sau cùng cứ việc lại cố gắng như thế nào cứu vãn, đều không thể làm gì cười chê. Ác ma này, hắn căn bản chính là đang đùa bỡn chúng ta. Muốn hy sinh ba châu bảo vệ một châu, dạng này đề mục, con mẹ nó ai có thể giải đi ra a? Lời vừa nói ra, người khác lẫn nhau nhìn xem, đều là bất đắc dĩ cúi thấp đầu, bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ chính mình địa bàn, cho nên liền tương đương đem chính mình muốn ngủ chết trong hội này, ngồi đợi Trung Châu đại quân thu hoạch. Tất cả mọi người bất đắc dĩ dao động cái đầu, một mặt ai thán, đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, có lẽ chúng ta các châu sau cùng, chỉ có thể là chính mình phó thác cho trời. Kéo dài hơi tàn, có thể nấu bao lâu, tính toán bao lâu a? Ai? Có lẽ có một người có thể giải ra. Chợt, một đạo do dự thanh âm, lại là bất chợt tới đến vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Trước mắt không khỏi sáng lên, mọi người cùng nhau hướng người kia nhìn qua, lại chính gặp người kia không là người khác, chính là Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Phi Hùng không thể nghi ngờ, không khỏi chặn lại nói, người nào? Cổ Nhất Phàm. Trong mắt tinh mang lóe lên. Thượng Quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng, a à không, hiện tại cần phải gọi là, Tây Châu đệ tử đầu tiên, Trác Phàm mới đúng. Hắn từng tại Trung Châu giúp ta đoạt kiếm, cùng Bách Lý Kinh Vĩ hai lần giao thủ, đều là đại bại tại hắn. Nếu là trên đời này có ai có thể phá giải Bách Lý Kinh Vĩ cái này tuyệt thế thiên tài nan đề lời nói, ta muốn cũng chỉ có hắn. Nghe được câu này, mọi người lẫn nhau nhìn xem, trầm ngâm một chút, đều là hơi hơi gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Không sai, Trác Phàm bọn họ đều gặp, luận gian trá giảo hoạt, xác thực không là phàm nhân. Riêng là Song Long Chí Tôn, càng là rất tán thành địa gật đầu, đồng ý nói, Trác Phàm tiểu tử này tài năng, năm đó ở Tây Châu cũng là tên nổi như cồn, cái gì đến bây giờ cấp tốc luồn lên Lạc Minh, đều là hắn một tay chế tạo. Lần này bốn châu đại nạn, xác thực có thể trưng cầu phía dưới hắn ý kiến, có lẽ có cứu vãn cơ hội đâu. Đã như vậy lời nói. Chúng ta không ngại tự hạ thấp địa vị, đi cầu dậy một phen đi. Không được. Thế mà, Lăng Vân Thiên tại suy nghĩ mấy hơi về sau, vừa mới gật đầu hẳn là, một tiếng không chút do dự dứt khoát hét lớn, lại là nhất thời vang vọng tại mọi người bên tai. Quay đầu nhìn qua, đã thấy Mộ Dung Tuyết chính là một song trợn mắt, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nhìn về phía tất cả mọi người, kiên quyết phản đối, người kia là cái tai họa, chỉ làm cho ngàn vạn sinh linh mang đến tai nạn. Chúng ta lại làm sao có thể đem quan hệ này đến hàng trăm triệu sinh mệnh đại chiến, giao cho một người như vậy trong tay đâu? Đây không phải là độc hại thương sinh sao? Mi mắt thật sâu nhíu lại, Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nghiêm túc nói, vậy đối với trước mắt tình thế, Mộ Dung tiểu thư nhưng là có cái gì lương sách sao? Ta, bất giác trì trệ, Mộ Dung Tuyết nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Vân Thiên không khỏi thở dài một tiếng, Mộ Dung tiểu thư, tha thứ lão hủ nói thẳng, cái gọi là uống chậm chỉ khát, một cái trong sa mạc sắp chết khát người, đột nhiên phát hiện một bình nước, hắn sẽ quản cái này nước trong bầu bên trong có hay không độc sao. Hiện tại khẩn cấp như vậy thời khắc,
chúng ta chỉ muốn nghe một cái có thể thực hiện biện pháp đến giúp bọn ta vượt qua cửa ải khó, đến mức biện pháp này là ý kiến hay vẫn là chủ ý ngu ngốc, sẽ tạo thành hậu quả gì, chúng ta đã cũng không cần cố kỵ như vậy. Mộ Dung tiểu thư, nếu là ngươi có thể đưa ra một cái có thể thực hiện phương án đến lời nói, chúng ta nghe ngươi. Nếu như không ngôn ngữ trong nghề, mong rằng tiểu thư không muốn lại ngang ngược cản trở, đa tạ. Nói, Lăng Vân Thiên không khỏi hướng nàng khom người một cái thật sâu thân thể, lại là đầy mặt lạnh lùng, sau đó nhìn về phía hắn người nói, chúng ta đi thôi, đi xem một chút vị kia Tây Châu đệ tử đầu tiên có gì lương sách cung cấp đi. Lời nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng địa lao nơi đó đi tới, người khác cũng là vội vã đuổi theo, trong mắt chớp động lên sau cùng hy vọng ánh sáng. Chỉ có Mộ Dung Tuyết gấp siết chặt quyền đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Tuyết Nhi, đại cục làm trọng, không muốn lại ôm lấy chính mình thành kiến không thả. Lúc này, Mộ Dung Liệt đi vào bên người nàng, vỗ vỗ nàng đầu vai, bất đắc dĩ thở dài. Chăm chú cắn cắn miệng môi, Mộ Dung Tuyết phẫn uất lên tiếng, ta đây không phải thành kiến, tiểu tử kia tâm thuật bất chính, chỗ nghĩ kế tất nhiên tà trung chi tà, không biết lo lắng thiên hạ thương sinh an nguy. Chỉ là vì sao, Lăng Tông chủ bọn họ còn nhất định phải hướng ma đầu kia xin giúp đỡ, cùng ma cùng múa. Ai, đây cũng là không cách nào a, người đến tuyệt cảnh, có cái phao cứu mạng cũng không tệ, quản hắn là thần vẫn là ma đâu. Không khỏi thở dài một tiếng, Mộ Dung Liệt cũng là bật cười lắc đầu, đập đập muội muội mình đầu, ngược lại đuổi theo mọi người tốc độ. Giờ này khắc này, bọn họ duy nhất hy vọng, cũng là Trác Phàm cái này đã từng đã đánh bại Bách Lý Kinh Vĩ thiên tài chỉ điểm, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó, còn cái chủ ý này là cỡ nào ôi vô sỉ cùng tối tăm, bọn họ lại là không quan tâm. Một phương diện khác, đại lao bên trong, giờ này khắc này Trác Phàm lại là vẫn như cũ hưởng thụ lấy khó được ấm áp sinh hoạt. Một thanh tử mộc lớn lên trải, nhẹ nhàng địa tại cái kia bạch ngân bay chảy nước giống như trên mái tóc xẹt qua, như thác nước tóc dài, chỉnh chỉnh tề tề địa thu vào Trác Phàm trong mắt. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt mỉm cười, Trác Phàm thật sâu nhìn trước mặt kiều thê liếc một chút, trong mắt đều là vô tận ôn nhu, sau đó nhìn về phía một bên Tước Nhi cười nói, thế nào? Lần này cha vì ngươi nương chỗ chảy vuốt búi tóc như thế nào? Có tiến bộ, duỗi ra một cái ngón tay cái, Tước Nhi hì hì cười một tiếng. Trác Phàm nghe đến, cũng hơi hơi gật gật đầu, trong mắt một mảnh rong chơi chi sắc, vậy là tốt rồi, ta cho ngươi nương chảy 3 ngày, theo vụng về đến thành thạo, lại là cảm giác vĩnh viễn cũng chảy không đủ. Chỉ là hy vọng, trước lúc rời đi, có thể sử dụng tốt nhất tay nghề, cho ngươi nương lại chảy một lần liền tốt. Miễn cho ngày sau trở thành tiếc nuối. Lão cha, lần này đi Bắc Hải, chúng ta nhất định có thể bình an trở về, ngươi yên tâm đi. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, Tước Nhi đã là nghe ra Trác Phàm nói bóng gió, không khỏi lên tiếng an ủi. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, về sau sự tình, người nào nói rõ ràng, vẫn là trước thời gian tính toán cho thỏa đáng. Lần trước ta cũng là bởi vì không có sớm làm chuẩn bị, đi không từ giã, kết quả ngươi nương rơi vào như thế cảnh ngộ. Lần này, ta nhất định sẽ an bài tốt hết thảy, lại ra biển đi, mới có thể yên tâm. Mà lại, lần này nếu là về không được, cái này một trải coi là ta sau cùng có thể vì ngươi nương làm sự tình. Trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm, Trác Phàm lại nhẹ nhàng vì Sở Khuynh Thành trải một chút. Tước Nhi nhìn thấy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là một mảnh vẻ cô đơn. Tiên sinh thật là tính tình bên trong người, lão phu trước kia cũng từng gặp rất nhiều ma đạo tu giả. Bên trong không thiếu tại ma đạo bên trên có đại lĩnh ngộ cao thủ, đều là đoạn tình tuyệt nghĩa vô tình thế hệ, lại không một người như tiên sinh như vậy si tình, thậm chí so với chính đạo cao thủ đến cũng có hơn chứ không kém. Lúc này, bên ngoài kết giới Tuyết Phong tứ lão bên trong đại cung phụng gặp này, không khỏi trong lòng thoát động, hơi có cảm thán nói, bây giờ xem tiên sinh mỗi tiếng nói cử động, lại không có nửa phần người trong ma đạo bộ dáng. Chỉ là nghe nói ngày trước kia thủ đoạn, tựa hồ không hề giống bây giờ như vậy vuốt ve an ủi. Chẳng lẽ nói tiên sinh là vứt bỏ ma đạo, vẫn là đạt đến một cái khác tầng chúng ta chỗ chưa thấy qua cảnh giới đâu. Cái này, thực sự để cho chúng ta trong lòng nghi hoặc. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ liếc liếc bọn họ, khổ cười ra tiếng, cái này ai biết được, một cái chữ tình là ma đạo cấm kỵ, nhưng gia sư lại từng nói, đây là ma đạo một tầng cửa khẩu. Kết quả là, ta nghĩa vô phản cố quăng vào đến. Lại là càng lún càng sâu. Bây giờ ta cũng không biết ta đi tới chỗ nào,
cũng bởi là đi đến một đầu cùng người khác hoàn toàn khác biệt ma đạo chi lộ. Đáng tiếc con đường này ta chỉ đi ra khởi điểm, lại không biết điểm cuối ở nơi nào, khi nào là cái đầu. Có lẽ, ta đã chệch hướng đường hàng không, mà không biết đâu. Tiên sinh thật sự là gan lớn, đi người khác chưa đi con đường, nguy hiểm trùng điệp, chúng ta bội phục. Khom người một cái thật sâu thân thể, Tuyết Phong tứ lão đều là một mặt vẻ kính nể bái hạ, chỉ là một đầu đường mới nếu là thật sự đi thành, quả nhiên là khai thiên tích địa, một đời tông sư, chúng ta nguyện gặp tiên sinh công thành thời điểm, vinh diệu thời khắc. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài, con đường phía trước mênh mông, ta hiện tại cũng không biết muốn thế nào tiến lên, nói thế nào công thành vinh diệu. Chỉ bất quá tự mình lựa chọn đường, cắn răng cũng muốn đi đến, muốn bên nhau mãi mãi người, còn có nhất định phải đánh bại đối thủ, đều đang đợi lấy ta nhất định phải đi xuống. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, Tuyết Phong tứ lão gặp này, tựa hồ lòng có cảm giác, cũng là cùng nhau lại khom người, biểu thị kính ý, lại là lặng im không nói. Đụng. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, phòng giam cửa bị mở ra, Lăng Vân Thiên bọn họ cuối cùng mãnh liệt tiến cái này ẩm ướt tối tăm địa phương, đánh vỡ nơi này khó được bình tĩnh. Ở chỗ này một mực thủ hộ Tuyết Phong tứ lão bốn người, nghe đến cái này âm thanh động tĩnh, bất giác cùng nhau cau mày một cái, tựa hồ có chút chán ghét dạng này vang động giống như. Dù sao cái này ba ngày đến, bốn người đều là thế ngoại cao nhân, trông giữ lấy cái này Trác Phàm lại là ma đạo tinh tu rất cao tu giả. Ngày bình thường năm người tùy ý một câu, đều là hàm ẩn đại đạo chí lý, làm cho người cùng chung chí hướng. Cho nên, Tuyết Phong tứ lão ở chỗ này tuy là trông giữ chức vụ, nhưng bốn người trong lòng lại sớm đã quên điểm này. Bọn họ cùng Trác Phàm nói chuyện với nhau, dường như đàm kinh luận đạo được lợi rất nhiều. Đối tự thân tâm cảnh, cũng có rất lớn xúc động. Thế nhưng là giờ này khắc này, Lăng Vân Thiên bọn họ nhất thời xâm nhập, lại là nhất thời mang vào một cỗ hôi thối khó làm thế tục chi khí, khiến bốn người không màng danh lợi tâm cảnh, bất giác lại hơi hơi rung động động, trong lòng cũng là có chút không vui. Như vậy cũng tốt giống như tiểu hài tử đang ngủ thơm ngọt, lại là đột nhiên bị bừng tỉnh hậu sinh lên rời giường khí tâm tình phiền muộn. Tuyết Phong tứ lão cũng là như thế, chính đạo vốn là xuất thế chi đạo, bọn họ cùng Trác Phàm luận đạo, vừa mới phát lên một cỗ thoát đi thế tục cảm giác, lại là nhất thời lại bị cái này một tiếng vang kéo về thế tục, sắc mặt cũng liền theo trầm xuống. Bất quá, bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, với tư cách là Hải Minh Tông cung phụng, tông chủ đột nhiên giá lâm, khẳng định có chính sự, bọn họ cũng liền không tốt nổi giận. Chỉ bất quá hướng tông chủ hành lễ, lại là một cách tự nhiên tỉnh lược. Khả năng cũng là bởi vì cấp bách, hoàn toàn không có chú ý tới bốn người không nhanh, Lăng Vân Thiên vừa tiến đến thì thẳng đến Trác Phàm nơi này, khom người cúi đầu, vội vàng nói, Trác tiên sinh, hôm nay lão phu đến đây, có vừa muốn sự thỉnh dậy. Ta biết, ngươi biết, đúng vậy à, tính toán cần phải đến thời gian. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm dừng lại trong tay trải đầu đại nghiệp, nhìn về phía hùng hùng hổ hổ xông tới chúng nhân nói, Trung Châu kiếm tinh đế quốc. Cần phải hành động đi. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Lăng Vân Thiên bất giác kinh hãi, tiên sinh. Làm sao biết? Đây còn phải nói à, Lăng Tông chủ cái này vô cùng lo lắng bộ dáng, khẳng định xảy ra đại sự, không phải Phong Thiên kiếm ném, cũng là Trung Châu hành động. Thậm chí, Phong Thiên kiếm ném lúc, đều không gặp người gấp gáp như vậy. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm chậm chậm đi lên phía trước, hơi khuất thân, hướng phía dưới ngồi xuống, lập tức liền có một gã hộ vệ bưng cái ghế, bày ở hắn dưới mông, vừa vặn ngồi lên, sau cùng cũng chỉ có Trung Châu hành động thế lớn, mới có thể khiến Lăng Tông chủ như vậy không biết làm gì à, ha ha ha. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người nghe được lời này, trong lòng bất giác cùng nhau run lên, trong mắt hy vọng ánh sáng càng thêm long lanh. Cái này Trác Phàm quả nhiên danh bất hư truyền, luận tài trí còn thật không phải đắp, liệu sự như thần a. Như vậy đối với Bách Lý Kinh Vĩ kỳ mưu diệu kế, hắn có ứng đối chi pháp sao? Nghĩ tới đây, mọi người lòng không khỏi càng thêm phanh phanh trực nhảy, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, quả thực cùng nhìn cứu thế chủ không có gì khác biệt. Thượng quan Phi Hùng càng là một mặt kích động, nhịn không được giật dây nói, Lăng Tông chủ, lão phu đã sớm nói Trác công tử tài trí vô song. Loại này nan để tìm hắn đến giải thì đúng, ngài còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau thỉnh giáo Trác công tử phá địch kế sách. Ây, đúng đúng đúng, Trác công tử, thực lần này Trung Châu đại quân. Liên tục không ngừng gật đầu,
Lăng Vân Thiên vội vàng lại bái một chút, vội vã lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi không cần phải nói, ta đều biết. Trung Châu đại quân có phải hay không cường công Bắc Châu, còn lại ba châu phụ công, làm cho chư vị bốn bề thọ địch, sụp đổ, không biết nên làm thế nào cho phải a. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người tại đây không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ai nha, tiên sinh thật sự là thần cơ diệu toán, lão phu bội phục. Mí mắt không khỏi hung hăng run run, Lăng Vân Thiên đã là bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, lần nữa thật sâu bái hạ, mặt mũi tràn đầy tán phục nói, cái này quân tình mới vừa vặn truyền đến trong tay chúng ta, tiên sinh thế mà sớm biết, thực sự thật là thần nhân a. Không tệ, xác thực như tiên sinh sở liệu, trừ Bắc Châu từ Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh chỉ huy cường công bên ngoài, còn lại ba châu cũng ảo ảo xuất hiện từ Kiếm Vương dẫn đội địch quân, số lượng to lớn, ba châu cùng nhau báo nguy. Chúng ta bất đắc dĩ, không biết như thế nào cho phải, đành phải đến thỉnh giáo vô tiên sinh. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không chút phật lòng, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì quan trọng. Cái gì, việc nhỏ? Da mặt bất giác co lại, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi một mặt kinh dị nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Cái này bốn bề thọ địch nguy cấp, bọn họ đều đã cảm thấy muốn tuyệt vọng, kết quả tại cái này Trác tiên sinh trong mắt, thế mà chỉ là một chuyện nhỏ. Vậy vị này Trác tiên sinh đến tột cùng là khoác lác, vẫn là thật có nghịch thiên cải mệnh thần kỹ, đến trợ bọn họ thoát ly tuyệt cảnh a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng bất giác có chút giật mình lo lắng, thậm chí là khó có thể tin thần sắc. Tên này cái kia không phải là trang bức, lừa gạt bọn họ đi. Tựa hồ cũng cảm thấy Trác Phàm cái này ra châu thổi đến có chút lớn, Hắc Nhiệm Chí Tôn tại ngốc hồi lâu sau, không khỏi ho nhẹ một tiếng, lập lòe nói, Trác Phàm a, ngươi là chúng ta Tây Châu kiêu ngạo, ngươi bản sự chúng ta trước kia đều có chỗ giải. Nhưng sự kiện này cũng không thể đợi nhàn nhìn tới, tất phải thận trọng đối đãi mới được. Phải biết, đây chính là Trung Châu đệ nhất mưu sĩ, Bách Lý Kinh Vĩ bố cục, kín kẽ, không có chút nào sơ hở a. Ta cảm thấy ngươi cái kia thật tốt suy nghĩ. Nghĩ ra một cái hoàn toàn kế sách mới được. Giống là như thế nào xuất binh, như thế nào đánh lui địch quân, là vây điểm đánh viện binh, vẫn là dụ địch xâm nhập, đuổi một kích phá, đều phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới tốt. Dù sao đối phương tài trí thế nhưng là thế gian nghe tiếng, không thể khinh thị a, nếu như bị nhìn thấu. Hắc Nhiệm Chí Tôn, người vừa mới nói đều là hành quân chi đạo, nhưng cũng tiếc ta đối cái này quân căn bản không hiểu. Người nếu là thật muốn nói chuyện, đem Lạc Vân Hải tiểu tử kia gọi tới, khẳng định so với ta mạnh hơn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Hắc Nhiệm Chí Tôn còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là bật cười lắc lắc đầu, ngắt lời nói, ngươi phải biết, hắn là chúng ta Lạc gia gia chủ, từ nhỏ quân ngũ lớn lên, luận tác chiến, ta cũng mặc cảm a. Ách, bất giác hơi chậm lại, Hắc Nhiệm Chí Tôn trèo lên thì lộ ra một đạo vẻ mờ mịt, ta nói. Trác Phàm, ngươi không phải nói đùa sao, Lạc Vân Hải ta cũng đã gặp. Xác thực thông minh tháo vát, nhưng là nếu là hắn có thể đối phó đến Bách Lý Kinh Vĩ lời nói, vậy chuyện này ngược lại đơn giản, Bách Lý Kinh Vĩ cũng sẽ không trở thành khiến Nam Châu đều đau đầu đối thủ đúng không? Cho nên, một cái trăm trận trăm thắng tướng quân đều đối phó không người, nói rõ người này nhất định không phải dùng quân sự mưu lược có thể đối phó đến tồn tại. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Hắc Nhiệm Chí Tôn các ngươi một mực tại suy nghĩ như thế nào đánh thắng trận chiến này. Thực đã sớm đi chệch, cái này căn bản không phải một cuộc chiến tranh vấn đề. Không khỏi sững sờ, mọi người đều là một trận mê hoặc, Lăng Vân Thiên càng là ôm thật chặt quyền đầu, cung kính nói, như vậy Trác tiên sinh, đây không phải chiến tranh, lại là cái gì? Bách Lý Kinh Vĩ hắn là ai a? Trung Châu Kiếm Tinh đế quốc thừa tướng a? Cái này không phải sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, một cái thừa tướng, hắn không phải nguyên soái. Cũng không phải tướng quân, hắn tư duy phương thức là đánh với ngươi trận chiến sao. Hắn là một cái chính khách, hắn làm ra hết thảy, đều là tận khả năng địa tại đòi lấy thẻ đánh bạc mà thôi. Mi mắt không khỏi hơi hơi run run, đứng tại phía sau cùng Mộ Dung Liệt không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chính khách. Vậy hắn hiện đang chỉ huy Trung Châu đại quân, lại cùng một cái tướng soái có gì khác biệt? Khác nhau ở chỗ, hắn luận võ người càng tham nhiều. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, tục ngữ nói, không buôn bán không gian dối, mà so thương nhân càng gian, cũng là chính khách,
một cái tướng soái suy nghĩ điểm, khắp nơi ở chỗ từng tấc đất đai được mất, từng tràng chiến tranh thắng bại. Nhưng chính khách không giống nhau, hắn quan tâm là mỗi một bước hành động về sau, có thể mang đến nhiều đại lợi ích, mà không quan tâm chi tiết vấn đề. Tựa như lần này, hắn bốn châu cùng một chỗ phát binh, thật sự là muốn cùng một chỗ đánh xuống bốn châu sao? Ha ha, càng bất cẩn hơn đồ, chỉ là kế ly gián mà thôi. Không quản các ngươi lựa chọn bảo hộ cái nào một châu, mặt khác ba châu người đều hội không thoải mái, lấy sau cùng phía dưới bốn châu càng thêm cấp tốc dễ dàng. Cái này so từng tấc đất đai địa đánh, muốn tới đến có lời, cho nên cuối cùng đây bất quá là hắn chu tâm mà tính, bốn châu bất luận cái gì một cuộc chiến tranh thắng bại đều không trọng yếu, các ngươi tâm tính biến hóa mới trọng yếu nhất. Không sai gật đầu, mọi người liếc nhìn nhau, đều là rất tán thành, đối Trác Phàm cũng càng thêm tán thưởng. Lăng Vân Thiên lần nữa thật sâu cúi đầu, sắc mặt biến đến càng phát ra cung kính, thực điểm ấy, chúng ta lúc trước cũng có nghĩ qua, chỉ bất quá vừa mới trải qua tiên sinh một phen phân tích, hiểu thêm bên trong hiểm ác. Chỉ là tuy nhiên chúng ta tâm lý minh bạch, nhưng là ứng đối ra sao, còn mời tiên sinh chỉ giáo a. Cái này đơn giản, như cái này Bách Lý Kinh Vĩ là cái thuần thiện người, ta có lẽ không biết hắn muốn làm gì. Đáng tiếc a, có thể bày ra như thế xảo trá kết quả tiểu tử. Đời này cũng liền cùng thuần thiện dính không một bên. Cho nên hắn một bẻ cái mông, ta liền biết hắn kéo cái gì cứt, hắn mời Bách Lý Ngự Thiên lôi kéo ngũ đại kiếm vương đột nhập Bắc Châu, ta liền biết hắn dự định. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, ác người tâm tư, cũng chỉ có ác nhân minh bạch, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lộ ra một cái thần bí nụ cười, mọi người vui vẻ, xem xét có môn, cũng ào ào dò xét cái đầu, chờ hắn giải quyết con đường. Thế nhưng là, Trác Phàm nói đến đây, lại là nhất thời dừng lại, thẳng đem một đám lão gia hỏa gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi hy vọng địa nhãn con ngươi chăm chú nhìn hắn không thả, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Đại ca, phía dưới đâu? Nhẹ nhàng địa liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm lúc này cầm lấy dáng điệu, sâu xa nói, à đúng, chúng ta vừa mới còn không có nói qua điều kiện a, hiện tại đến nói một cái đi. Thân thể bất giác một cái lảo đảo, mọi người nghe được lời này, kém chút ào ào ngã xuống. Tiếp lấy mới ra mặt co lại, lẫn nhau nhìn một chút, cười khổ dao động cái đầu. Đúng vậy a, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, người ta một cái cứu mạng kế sách, há sẽ như vậy trắng trắng hiến cho ngươi đây. Mà lại, Trác Phàm cái này ra điều kiện thời cơ cũng tương đối tốt, chính là triển lộ chính mình mới có thể, đem tất cả mọi người hy vọng câu lên tới thời điểm. Không phải vậy lời nói, đoán chừng cho dù ra điều kiện, người ta cũng sẽ cân nhắc rất nhiều thời điểm, bởi vì người ta còn chưa tin ngươi. Hiện tại không giống nhau, Trác Phàm cái này không cần đoán cũng biết, liệu địch tiên cơ bản sự, theo mọi người, quả thực không chỉ là cây cỏ cứu mạng đơn giản như vậy, căn bản chính là một chiếc tàu sân bay a. Bọn họ bọn này rơi hải nhân còn nghĩ đến muốn dựng vào thuyền cứu mạng đây, tự nhiên điều kiện gì đều phải đáp ứng. Trác tiên sinh, chỉ cần ngài lần này có thể giúp chúng ta trong lúc kháng cự châu xâm phạm, cái dạng gì điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng. Rear map hơi hơi run run, Lăng Vân Thiên không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Trác Phàm chân thành nói. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm liền chờ câu này, lập tức một mặt trịnh trọng, lạnh nhạt lên tiếng, đầu tiên trận này Nam Châu đại chiến, do ta chỉ huy, ta mệnh lệnh là duy nhất, người nào cũng không thể ngang ngược can thiệp, không có vấn đề a. Đương nhiên, đã chỉ có người có thể đối phó Bách Lý Kinh Vĩ. Chúng ta tự nhiên hết thảy lấy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vội vã gật gật đầu, mọi người cùng nhau hứa hẹn. Sau đó, ta hy vọng các vị có thể lấy chính mình đạo thống thể, giúp ta chiếu cố thật tốt khuynh thành an nguy, bất luận xảy ra chuyện gì, đều muốn hộ nàng chu toàn, chiếu cố tốt nàng sinh hoạt, có thể chứ? Ây, cái này, không khỏi sững sờ, tất cả mọi người là rất là kỳ lạ, Trác Phàm gặp. Không khỏi bật cười một tiếng, trên chiến trường người nào không có cái ngoại ý muốn đây, nếu là ta có cái gì không hay xảy ra lời nói, ta gia quyến không nên do các ngươi giúp đỡ một chút sao? Ta cũng không muốn ta không tại thời điểm, lại có người không để ý ta lão bà sinh tử. Các ngươi cầm đạo thống thể, ta cứ yên tâm nhiều. Ừ, thì ra là thế, cần phải. Mọi người nghe đến, cũng cảm thấy hợp lý, ào ào nhấc tay, lấy tự thân thiên đạo, phát ra bản thân lời thề. Mà một cái tu giả, một khi lấy đạo thống thề, vậy liền thật sự là thề độc, trung thân không được hối hận, nếu không đạo thống sụp đổ, ắt gặp trời phạt.
cho nên đồng dạng tu giả là sẽ không dễ dàng làm loại này lời thề, chỉ là vừa nghĩ tới chỉ là chiếu cố một chút quả phụ, cũng không có cái gì. Chỉ có Hắc Nghiêm Chí Tôn cùng Bạch Mi Chí Tôn liếc nhau, gương mặt có chút nóng lên. Trác Phàm lời ấy, rõ ràng cũng là ẩn dụ hắn lúc đó vì cứu Diệp Lân, không có quan tâm Sở Khuynh Thành sự tình a. Chỉ là cái này cũng thật sự là hắn đổ nấm mốc, chiếu cố Sở Khuynh Thành 5 năm, đều tận tâm tận lực, bình an vô sự, Trác Phàm cũng không thấy được. Lại vẫn cứ chờ Trác Phàm trở về, hắn làm ra như thế mất quy cách sự tình, lại là 5 năm bận tâm chi tình uổng phí. Cái này bởi vì cái gọi là đuổi kịp sớm, không bằng đuổi kịp xảo a. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là nhìn không được lắc đầu thở dài. Mà nhìn thấy chuyện thứ hai này làm thỏa đáng về sau, Trác Phàm cũng yên lòng nhiều, chỉ ít hắn lần này tiến về Bắc Hải, lại không cần phải lo lắng sau khi chết, Khuynh Thành an nguy. Thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm tâm lý an tâm không ít về sau, lại ánh mắt nhất định, thản nhiên nói, cái này cái thứ ba cũng không thể xem như điều kiện, chỉ là ta một tù nhân, chỉ huy các ngươi bọn này các châu lão đại không thích hợp a, cái gọi là vô cớ xuất binh. Hả, đúng đúng đúng, từ giờ trở đi, chúng ta nhất trí ủng hộ Trác tiên sinh vì bốn châu đại nguyên soái, gánh vác bảo vệ bốn châu, cùng chống chọi với ngoại địch chi trách. Bốn châu tất cả tông môn gia tộc, đều là nghe tiên sinh hiệu lệnh. Không sai gật đầu, Lăng Vân Thiên khom người liền ôm quyền, trịnh trọng nói. Còn lại người thấy một lần, cũng là ào ào ôm quyền bái hạ, cung kính lên tiếng, nguyện tôn tiên sinh vì bốn châu đại nguyên soái, cùng chống chọi với ngoại địch. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, đem bản nguyên soái thả ra, cùng cái kia Bách Lý Kinh Vĩ chính thức giao thủ a. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta tại cái này trong lao, cùng hắn đọ sức sao? Hơi hơi nhíu nhíu mày, Trác Phàm không khỏi một mặt đắc chí địa bật cười ra tiếng, một bên Tước Nhi gặp, cũng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu cười. Còn lại thương đội hộ vệ hơi hơi khom người, mặt mỉm cười, trên mặt đều là vẻ kính nể. Trác tiên sinh quả nhiên trí tuệ vững vàng, khó trách ngày đó lộ hãm về sau, không vội chút nào, nguyên lai đã sớm đem hết thảy giữ trong lòng bàn tay, thật là thần nhân a. Tuyết Nhi muội muội, người cứ yên tâm đi, cha ta cùng Mộ Dung đại ca bọn họ đều là kinh lịch mấy ngàn năm nhân gian bách thái lão giang hồ, người nào chưa thấy qua, sẽ không bị cái kia miệng còn hôi sữa xú tiểu tử tùy tiện mê hoặc. Tông chủ trước đại điện, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ khí dỗ dành địa bình tĩnh một khuôn mặt, Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy, không khỏi vội vàng dán lên thân thể đến, một mặt rực rỡ cười a dua đạo, hống nữ thần vui vẻ. Thế nhưng là vị này nữ thần đối với hắn lại là cũng không thế nào quan tâm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Tây Châu mọi người sớm đã tập hợp ở đây, liền chờ Song Long Chí Tôn ra lệnh một tiếng, mang theo chuẩn bị đi trở về bảo vệ gia hương. Nghe đến vị này Bắc Châu đệ tử đầu tiên nói, còn lại người ngược lại không quan trọng, nhưng Song Long viện bên trong đệ tử lại là từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, khinh thường quệt miệng, riêng là Diệp Lân, càng là khinh miệt châm chọc nói, khẩu khí thật là lớn a, chính mình lông còn không có giải đủ, thế mà còn xưng người khác miệng còn hôi sữa, ngươi cũng xứng. Diệp Lân, người cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, lần trước cắm trong tay bổn công tử, có phải hay không tâm lý không phục a? Muốn hay không trước khi đi, mình lại đến so cắt một chút. Khoa tay thì khoa tay, người nào sợ ngươi cái thằng nhãi con. Chỉ là tiền đề muốn nói rõ ràng, trước kia ta là Tây Châu đệ tử đầu tiên, nhưng bây giờ ta lão đại trở về, ta cũng chỉ là thứ hai. Chỉ là dù vậy, muốn giáo huấn ngươi vẫn là dư xài. Tốt, vậy bản công tử trước hết đem ngươi giẫm tại dưới chân, lại tìm ngươi cái kia ngay tại chỗ nhà tù lão đại tính sổ sách. Cái này năm châu đệ tử đầu tiên tên tuổi, nhưng là quan hệ bổn công tử trung thân đại sự, bổn công tử nhưng là tuyệt sẽ không dễ dàng nhường cho, hừ hừ. Rắc rắc, trong tay quyền đầu vang lên từng trận xương bạo, Âu Dương Trường Thanh đã là một mặt tà cười nhìn về phía Diệp Lân. Hơi hơi chật chật cổ, Diệp Lân cũng là không sợ chút nào, hướng về phía trước một bước, khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong. Hai người tranh phong tương đối, đã là muốn lần nữa động thủ. Bọn người người gặp, đều là hơi hơi lắc lắc đầu, không để ý tới, Mộ Dung Tuyết càng là không có xem bọn hắn liếc một chút, trong lòng thầm hừ, ấu trĩ. Chỉ có Vũ Thanh Thu chậm rãi khoát khoát tay, đứng tại hai người bên trong ở giữa, ngăn cản bọn họ hành động, cười nói, tiểu sư đệ, tốt xấu chúng ta ở xa tới là khách, há có thể tùy tiện cùng chủ nhà động thủ. Âu Dương công tử, ngài là nơi này thiếu chủ,
lại có thể tùy tiện hướng khách nhân tuyên chiến. Cái này nếu như bị hai châu các trưởng bối nhìn đến, chỉ sợ các ngươi đều rơi không được một cái kết quả tốt. Theo ý ta, mọi người lập tức liền muốn chia khác, về sau gặp lại, khả năng sẽ còn kề vai chiến đấu, vẫn là lẫn nhau lưu cái ấn tượng tốt vì là, chớ có thương tổn hòa khí. Nghe được lời này, hai người liếc nhìn nhau về sau, đều là cùng nhau giận hừ một tiếng, thu trên thân sát khí, không còn chiến. Phú Thanh Thu mỉm cười lấy lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Bọn người người gặp, tại thật sâu nhìn Vũ Thanh Thu liếc một chút về sau, đều là âm thầm gật đầu. Cái này Tây Châu mạnh nhất mặc dù là Diệp Lân, nhưng luận khắp nơi sự tình phong độ, ngày sau có thể đem khống Tây Châu bánh lái người, vẫn là cái này Vũ Thanh Thu a. Đứa nhỏ này là cái biết đại cục, biết đại thể thanh niên, ngày sau trưởng khống Tây Châu các tông còn phải là hắn a. Cũng chỉ có lòng hắn hoài rộng thùng thình, có thể điều đình các tông ở giữa phân tranh. Điểm này, còn lại đệ tử cũng không sánh nổi. Hừ, tuy nhiên trận này không miễn, nhưng đạo lý mình còn đến nói một chút. Bị Vũ Thanh Thu dăm ba câu ngăn cản, không thể tại nữ thần trước mặt có cái gì chói sáng biểu hiện, Âu Dương Trường Thanh trầm ngâm một chút, không khỏi lại nhẹ hừ một tiếng, lên tiếng nói, bổn công tử là cái phân rõ phải trái người, ta biết các ngươi một mực tôn sùng cái kia Trác Phàm, không cũng là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn các ngươi sao. Ha ha ha, điểm này, bổn công tử tận mắt nhìn thấy, cũng không nghi ngờ. Chỉ là hắn thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là mới mấy chục năm thời gian, chẳng lẽ còn có thể so sánh cha ta bọn họ còn kiến thức sâu xa. Cha ta bọn họ đều không thể làm gì sự tình, hắn thì nhất định có chủ ý sao. Ta đứng tại cha ta bọn họ góc độ, nói hắn một câu miệng còn hôi sữa, làm sao, có lỗi sao. Bất giác bật cười một tiếng, lần này Diệp Lân còn chưa mở miệng đánh trả, Vũ Thanh Thu đã là lắc lắc đầu, sâu xa nói, Âu Dương công tử nói không sai. Chỉ là đây là ngươi căn bản không hiểu Trác huynh tình huống dưới, làm ra ngộ phán mà thôi. Chỉ cần ngươi được chứng kiến khác thủ đoạn, thì sẽ phát hiện, hắn so rất nhiều lão tiền bối đều muốn gà tặc vô cùng. Không phải vậy lời nói, Lăng tông chủ bọn họ ăn no căng, nhất định phải tại như thế dưới tuyệt cảnh, tự hạ thấp địa vị, đến địa lao đi thỉnh giáo một phạm nhân giải quyết con đường đâu. Người nào không có gấp gáp bận bịu hoảng thời điểm, cái này không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Bất giác trợn mắt một cái, Âu Dương Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Lân khinh thường bĩu môi, vậy bọn hắn làm sao không ném ngươi đây? Ngươi, bờ môi lắc một cái, Âu Dương Trường Thanh hung tợn nguyết hắn một cái, lại là tức giận đến nói không ra lời. Đúng lúc này, xa xa mới, một đám quen thuộc bóng người đột nhiên địa xuất hiện ở trước mắt mọi người, định thần nhìn lại, đó không phải là tiến về địa lao một đám các châu cao tầng A. Chỉ bất quá lúc này, bọn họ lại không như lúc trước như vậy cau mày thảm đạm, trái lại từng cái tâm hoa nộ phóng, trong mắt đều là hy vọng chi sắc. Mà tại bọn họ sao quanh trăng sáng trong vòng vây, Trác Phàm một tay lôi kéo vẫn như cũ thất thần Sở Khuynh Thành thon thon tay ngọc, một tay nắm thông minh đáng yêu Tước Nhi, chậm rãi đi vào tại chỗ tất cả mọi người tầm mắt. Đến mức những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các cao tầng, thì là từng cái khúm núm, giống như cung cấp sống tổ tông giống như. Bồi theo Trác Phàm mọi người một đường đi tới. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi bỗng dưng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên cảm giác, cái này lúc trước còn bị chặt chẽ trông coi tù phạm, đột nhiên xoay người nông nô đem ca sướng, những thứ này các châu tuyệt đối người cầm quyền, thế mà đối với hắn khách khí như vậy, thậm chí đều có chút không tiết tháo ý tứ, chẳng lẽ? Mí mắt bất giác hơi hơi run run. Âu Dương Trường Thanh ngốc một phút thời gian sau mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này Trác Phàm đám người đã là bị vây quanh đi ngang qua bọn họ nơi này, trực tiếp tiến vào phía trên phương tông chủ trên đại điện. Không khỏi kéo lại lập tức cũng muốn đi theo vào Âu Dương Lăng Thiên, Âu Dương Trường Thanh vội vàng nói, chờ một chút, cha, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại đối tiểu tử này thái độ ân cần như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn thật ra cái vô cùng lớn ý kiến hay? Có thể thay đổi lần này chiến sự càn khôn. Ách, còn không có, chỉ là cũng nhanh. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn tay, Âu Dương Lăng Thiên cơ hồ là qua loa giống như địa đáp một câu, liền bỗng dưng gấp đi mấy bước, lập tức cũng tiến vào đại điện bên trong, đúng là từ đầu tới đuôi đều không quan tâm nhìn hắn nhi tử liếc một chút. Da mặt bất giác hung ác run rẩy, Âu Dương Trường Thanh cứng ngắc đầu xoay đầu lại, nhìn về phía đồng dạng một mặt ngốc trệ mọi người. Tuét miệng nói, cái này miệng còn hôi sữa xú tiểu tử thật đúng là có năng lực,
thế mà thật đem nhiều như vậy lão gia hỏa cho mê hoặc a. Ngay cả ta cha dạng này lão giang hồ, cũng không biết hắn có cái gì biện pháp giải quyết, cứ như vậy nguyện ý rất là vui vẻ đi theo phía sau hắn, đến tột cùng là thế nào làm được a. Trong mắt đồng dạng mê mang, tất cả mọi người hơi hơi lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ha ha ha, ta đã sớm nói, có lúc chúng ta cái này chắc huynh, thế nhưng là so một số lão gia hỏa đều cay độc cực kỳ cái nào. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu lúc này nói ra. Trong mắt vẫn như cũ phủ đầy mê mang, Âu Dương Trường Thanh xem hắn người, vẫn là khó có thể nghĩ thông suốt. Một tên tiểu tử thúi, làm sao lại trong nháy mắt mê hoặc nhiều như vậy lão già kia tâm đâu. Xem bọn hắn từng cái vui vẻ ra mặt, dường như gặp phải cứu thế chủ một dạng, trong mắt còn tràn đầy kính ý. Làm cho một đám lão già kia nhìn người trẻ tuổi nhìn ra kính ý đến, cái này làm sao làm được. Thần! Làm sao cha ta, liền không có đối với ta lộ ra qua loại ánh mắt này. Âu Dương Trường Thanh đã là hoàn toàn hồ đồ, luôn luôn nhìn Trác Phàm không vừa mắt Mộ Dung Tuyết liền càng thêm rất là kỳ lạ. Ngay từ đầu nàng nhiều lắm là coi là, những cao tầng này như tiếp thu Trác Phàm cái gì chủ ý ngu ngốc lời nói, nhất định sẽ cho thiên hạ sinh linh mang đến tai nạn, ai biết hắn sẽ ra cái gì tà ác dơ bẩn biện pháp. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống so với nàng dự đoán còn muốn bị đến hơn rất nhiều, những thứ này các châu cao tầng đã không chỉ là tiếp thu hắn ý kiến vấn đề, hoàn toàn là nâng lên trời phía trên, theo lệnh mà làm, cứ như vậy, hắn chẳng phải là làm ác nguy hại càng lớn sao. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết trong lòng một trận bất an, đúng lúc Mộ Dung Liệt cái cuối cùng theo bọn họ nơi này đi qua, cũng muốn lập tức tiến vào cái kia tông chủ đại điện, thương nghị đại sự, Mộ Dung Tuyết không khỏi đuổi vội vàng kéo anh của nàng cánh tay. Vội vã hỏi ra, đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải chỉ là đến hỏi hắn có ý định gì à, hắn tại sao lại bị thả ra? Như đây chỉ là hắn một cái điều kiện cũng liền thôi, nhưng là các ngươi đối với hắn thái độ làm sao? Há, Tuyết Nhi, ngươi lúc đó không ở tại chỗ, cho nên không biết, nam nhân này, chúng ta ngay từ đầu thật đúng là quá coi thường hắn. Bất giác thật sâu hít một hơi, Mộ Dung Liệt một mặt trịnh trọng lên tiếng. Mi mắt lắc một cái, Mộ Dung Tuyết không rõ ràng cho lắm, đại ca, người có ý tứ gì? Ta nói là người này thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế, quả thực không giống thường nhân, giống như người giống như yêu. Có thể tại mưu lược phía trên, cùng cái kia Bách Lý Kinh Vĩ đối chọi, đoán chừng toàn bộ Nam Châu, cũng chỉ có hắn. Bất giác cũng là có chút kích động, Mộ Dung Liệt một chuỗi dài mà nói, ngươi là không biết ha, vừa mới tại địa lao, chúng ta còn chưa mở miệng. Bách Lý Kinh Vĩ một hệ liệt hành động, hắn vậy mà sớm đã dự hiểu. Phải biết, tin tức này chúng ta mới vừa vặn cầm tới, hắn không có khả năng sớm biết, đây quả thực là thần nhân a. Cho nên chúng ta một đoàn người thương lượng, vì giải lần này bốn châu nguy cơ, nhất trí đề cử hắn vì bốn châu đại nguyên soái, trưởng khống toàn cục. Bốn châu tất cả nhân mã, nghe hiệu lệnh, bao quát chúng ta mấy cái ở bên trong. Cái gì? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại. Tại chỗ tất cả mọi người vừa mới nghe đến tin tức này, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, bốn châu đại nguyên soái. Cái này không thì tương đương với bốn châu chi chủ à, có thể điều phối tất cả mọi người hành động. Là có như vậy chút ý tứ, chỉ là đều là thời gian chiến tranh, tạm thời, hết thảy đều là vì ứng đối lần này đánh bất ngờ a. Hơi hơi suy nghĩ một chút, nhìn lấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Mộ Dung Liệt bất giác bật cười một tiếng. Khoát tay một cái nói tốt, đại thể cũng là như thế cái tình huống, hiện tại ta muốn đi vào thương lượng chiến sự. Nói thật, lần này thượng quan gia chủ đề cử nhân tuyển, thật sự là không phụ kỳ vọng a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Mộ Dung Liệt cũng là liên tục không ngừng địa chui vào cái kia tông chủ trong đại sảnh, thương nghị chính sự đi. Chỉ để lại một đám bị cái này một bạo tạc tính tin tức kinh ngạc đến ngây người mọi người, ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu Vũ Thanh Thu mới dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn về phía còn lại sư đệ sư muội nhóm, riêng là Diệp Lân còn có. Một bên đã là hoàn toàn ngốc ở Âu Dương Trường Thanh, không khỏi cười khổ một tiếng nói, nhìn đến a, chúng ta Tây Châu đệ tử đầu tiên thực lực. Chúng ta còn ở nơi này tranh nhau ai là bốn châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn lại đã sớm đem bốn châu tất cả mọi người dẫm tại dưới chân, lên làm thống lĩnh bốn châu toàn cục đại nguyên soái, một đám lão tiền bối đối với hắn theo lệnh mà làm. Cái này, cũng là chênh lệch a. Chúng ta cái này người đồng lứa, đã vượt qua chúng ta đi ra thực sự quá xa,
xa tới chúng ta đều chẳng biết lúc nào có thể đuổi kịp trình độ. Nghe được lời này, mọi người không khỏi cùng nhau liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng không có cách nào mà cúi thấp đầu, liên tục cười khổ. Cùng Trác Phàm quái vật này so, thật sự là càng so càng kém, sau cùng đều so đến tuyệt vọng. Riêng là cái kia lần thứ nhất nhìn thấy yêu nghiệt như thế Âu Dương Trường Thanh, càng là một mặt buồn bực cúi đầu, thật lâu không nói ra một câu. Không được, tên ma đầu này tùy tiện một cái chủ ý ngu ngốc, đều sợ là vẫn diệt thương sinh ác độc mưu kế, lại làm sao có thể để hắn lại chủ đạo trận chiến tranh này đâu. Kể từ đó, thiên hạ sinh linh đâu còn có sinh cơ có thể nói. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết càng nghĩ càng giận, không khỏi oán hận vung quyền, lúc này hướng tông chủ đại điện phóng đi, trong mắt tràn đầy kiên định. Mọi người gặp, chính mình còn đắm chìm trong đả kích bên trong đây, cũng liền không đi chú ý nàng. Riêng là bị đả kích Âu Dương Trường Thanh, lần này lại cũng là hiếm thấy không có đi đuổi theo nữ thần tốc độ, mà chính là than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Vũ Thanh Thu bọn họ, lẩm bẩm nói, đã lớn như vậy, bổn công tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể trong nháy mắt khiến đám lão gia này thần phục người đâu. Các ngươi kia cái gì Tây Châu đệ tử đầu tiên, Trác Phàm tiểu tử này, làm thật yêu nghiệt a. Mấu chốt là, các ngươi tại Tây Châu cả ngày cùng tên yêu nghiệt này cùng một chỗ, tâm tình tốt thụ à, không biết bị đả kích, ảnh hưởng các ngươi tu luyện tiến trình sao. Ây, cái này còn tốt, dù sao hắn không tới Song Long Viện trước thì truyền đến tin chết mất tích, chúng ta tâm linh còn không sao cả bị tàn phá qua, ha ha ha. Ra mặt không khỏi lắc một cái, Vũ Thanh Thu bọn người bất giác hơi chậm lại, làm cười ra tiếng. Bất đắc dĩ xem bọn hắn, Âu Dương Trường Thanh khẽ gật đầu, thở dài, vận khí thật tốt, dù sao bổn công tử như cùng như thế cái yêu nghiệt ở chung một chỗ, còn thường xuyên bị người cùng yêu nghiệt này so sánh lời nói, nhất định sẽ tức chết, ai? Hắn làm sao lại thành bốn châu thống soái đây? Âu Dương Trường Thanh ngơ ngác ngồi dưới đất, một trận không nghĩ ra. Mộ Dung Tuyết cũng đã hùng hùng hổ hổ địa xông vào đại điện bên trong, lại chính gặp Lăng Vân Thiên mấy cái quy nguyên cao thủ ngay tại Trác Phàm cả đám ngang phía trên từng cái mát xa, chờ bỗng nhiên một đạo kình khí xông vào huyệt vị, Trác Phàm bọn họ liền chợt thân thể lắc một cái, nhất thời khí thế cường đại bỗng nhiên phát ra, lại là đã mở ra phong ấn bọn họ tu vi ấn quyết. Hơi hơi khoát khoát tay, Trác Phàm hài lòng gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mộ Dung Tuyết hận hận nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Cũng không nói chuyện, mà chính là thẳng đi vào Lăng Vân Thiên trước mặt, khom người bái hạ, khẩn cầu, Lăng Tông Chủ, ngài vừa mới nói chỉ là đi nghe hắn có cái gì lương sách, tiểu nữ tử tuy có không cam lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là người này tâm thuật bất chính, ngài lại sao có thể đem bốn châu chỉ huy đại quyền toàn quyền giao cho hắn đâu? Phải biết, quan hệ này đến bao nhiêu sinh linh tồn vong, một cái sơ sẩy, thương sinh nguy nan a. Mộ Dung tiểu thư, chính là bởi vì trận chiến này quan hệ thiên hạ thương sinh, đám người lão phu mới không chút do dự quyết định, từ Trác tiên sinh thống lĩnh toàn cục. Bởi vì chỉ có hắn có thể cùng Bách Lý Kinh Vĩ cái kia tuyệt thế chi tài nhất chiến, Mộ Dung tiểu thư đối Trác tiên sinh thành kiến, có thể hay không thoáng dừng lại đâu. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, Lăng Vân Thiên tựa hồ từ lâu phiền chán nữ nhân này ồn ào, đạm mạc lên tiếng. Mộ Dung Liệt gặp, tại kiến thức Trác Phàm tài cán về sau. Lần này cũng không có đứng tại Mộ Dung Tuyết bên này, đồng dạng khuyên can nói, Tuyết Nhi, đây là thiên hạ đại sự, không muốn hành động theo cảm tính, lấy chính mình yêu ghét phân biệt đạo dùng người. Nếu là lầm đại cục, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Như vậy ta yêu cầu phái người giám thị Trác Phàm quyền hạn, không thể để cho hắn tùy ý ra lệnh, hắn mỗi một cái mệnh lệnh, đều phải đi qua nhất trí tán đồng mới có thể chấp hành. Như thế tới nói, nếu là hắn xuất ra cái gì độc hại thiên hạ ác độc quỷ kế. Chúng ta cũng tốt kịp thời ngăn lại, tránh cho thương sinh gặp nạn. Hận hận chừng một mặt tùy tiện Trác Phàm liếc một chút, Mộ Dung Tuyết gặp đại ca của mình đều không tại bên cạnh mình làm chủ, biết những người này hoàn toàn bị Trác Phàm thuốc mê cho mê hoặc, rất khó thuyết phục, liền lui mà cầu thấp hơn, yêu cầu hạn chế hắn quyền hạn. Hơi chậm lại, mọi người nghe được lời này, trầm ngâm một chút, chậm rãi nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lại là có chút do dự. Điểm này thật có bình định lập lại trật tự công hiệu, đối chiến sự tình ngược lại là có ít chỗ tốt, để phòng người chỉ huy xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, cũng tốt kịp thời bổ cứu. Kết quả là tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn có đồng ý hay không. Thản nhiên cười, Trác Phàm nghiêng liếc mọi người liếc một chút, từ chối cho ý kiến, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ quên ở cái kia trong lao, ta điều kiện thứ nhất, cũng là toàn quyền chỉ huy.
Các ngươi hiện tại muốn hạn chế ta quyền hạn. Hừ hừ, rất tốt, ta mặc kệ. Ách, chờ một chút, Trác tiên sinh bất giận, chúng ta không có ý tứ này, chỉ là... Vội vã khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên không khỏi rực rỡ cười một tiếng, hơi hơi liếc một cái Mộ Dung Tuyết chỗ đó, sâu xa nói, chỉ là Mộ Dung cô nương đề nghị này cũng là để phòng bất trắc a, nếu là tiên sinh nơi nào có cái gì sơ sẩy, chúng ta cũng tốt kịp thời nhắc nhở, tránh cho có vấn đề lớn. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, mỉa mai cười ra tiếng, sơ sẩy. Ha ha ha, đúng vậy a, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Ta xác thực có thể sẽ xuất hiện sơ sẩy. Như vậy tiên sinh ý là có thể. Không thể. Lăng Vân Thiên vừa lộ ra một tia hy vọng chi sắc, coi là Trác Phàm đồng ý Mộ Dung Tuyết đề nghị, cũng là bị Trác Phàm lúc này nổi giận đè xuống, quát mắng nói, Lăng Tông Chủ, còn có Mộ Dung cô nương, các ngươi cảm thấy chiến tranh là cái gì? Bất giác trì trệ, hai người liếc nhìn nhau, lại là nhất thời không biết trả lời thế nào. Bọn họ đều là người tu bình thường. Nào biết được chiến tranh hàm nghĩa a, không phải liền là lẫn nhau đánh, tranh đoạt địa bàn cùng tư nguyên à, còn có thể là cái gì? Ánh mắt lạnh lẽo, Trác Phàm biết bọn họ đáp không lên, liền tiếp tục nói, chiến tranh. Cũng là một trò chơi. Cái gì, trò chơi? Mi mắt lắc một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhất thời giận dữ, một cuộc chiến tranh tiếp theo, đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh đổ thán, ngươi thế mà chỉ coi thành một trò chơi. Thật sự là quá trò đùa. Như thế không nghiêm túc đối phó trận chiến tranh này, ngươi làm sao có thể đánh thắng đâu. Lăng Tông Chủ, ta vẫn cảm thấy hắn không thích hợp. Mộ Dung cô nương, coi chiến tranh là trò đùa là ngươi đi. Thế mà, nàng vẫn chưa nói xong, Trác Phàm đã là bỗng dưng hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người nói, chiến tranh vốn là một trò chơi, tất cả mọi người cùng vật tư, địa vực. Chỉ là đều là cái này chiến tranh người chơi trong tay quân cờ mà thôi. Nếu muốn đánh thắng một cuộc chiến tranh, chính là muốn dùng trong tay mình nhỏ nhất đại giới, đổi lấy đối phương lớn nhất đại giới. Mà bên trong sinh linh gì, cái gì tánh mạng, đều dâu ria. Nếu là một cái chỉ huy người, quá coi trọng những lời này, lòng dạ đàn bà, cái nào có thể thắng được một cuộc chiến tranh. Đến lúc đó chiến tranh thua, tổn thất đến càng nhiều. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, nhất thời không nói ra phản bác chi ngôn. Trong mắt lãnh mang nhấp nháy, Trác Phàm ngược lại hung hăng nhìn chăm chú về phía nàng hai con ngươi, bình tĩnh nói, cuối cùng tới nói, chiến tranh nào có không chết người, dùng chính mình người mệnh, đổi người khác mệnh, đây chính là chiến tranh, ai cũng chạy không khỏi cái này vòng vòng. Mộ Dung cô nương mỗi ngày thiên hạ thương sinh trong miệng không ngừng, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này lòng trìu mến, có thể đánh thắng một cuộc chiến tranh sao? Nếu là ngươi thu hoạch được chỉ huy quyền, thậm chí đang chỉ huy người bên cạnh, đều là vướng chân vướng tay. Vì thắng lợi, ta xác thực khả năng dùng rất nhiều sinh mệnh đem đổi lấy, ngươi một lòng mềm, ngăn cản ta mệnh lệnh, cái kia trận chiến tranh này liền sẽ thất bại thảm hại. Ngươi muốn cứu vãn thương sinh, vẫn là thắng được chiến tranh, tự chọn. Ây, ta cảm thấy, thắng được chiến tranh, cũng là cứu vãn thương sinh, ha ha ha. Mộ Dung Tuyết trong mắt tràn đầy kiên định. Một mặt trầm mặc, không nói một lời, Lăng Vân Thiên lại là cười khan một tiếng, nói ra nơi này đại đa số người tâm tư. Không khỏi hiển nhiên, tất cả mọi người tâm lý đều biết, thắng được chiến tranh cùng cứu vãn thương sinh, căn bản không có tuyệt đối quan hệ. Trung Châu đại quân chiếm lĩnh Bắc Châu, thương sinh không nhất định diệt, người Bắc Châu thắng chiến tranh, thương sinh cũng không nhất định sống. Chỗ lấy nói như vậy, chỉ bất quá cho mình một cái đường hoàng lý do. Tóm lại, bọn họ mục đích, chung quy là muốn đánh thắng chiến tranh, mà không phải cứu vãn thương sinh. Mộ Dung Tuyết một người tâm tư, cùng mọi người tâm tư, từ vừa mới bắt đầu cũng là không gặp nhau. Đã chúng ta đã nói trước, lấy Trác tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, Trác tiên sinh không đồng ý cái phương án này, chúng ta thì phủ quyết đi. Chờ một chút, chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm lại chừng Mộ Dung Tuyết liếc một chút về sau, sắc mặt hơi hơi bình yên tĩnh một chút. Mới nhìn hướng Lăng Vân Thiên nói, Lăng Tông Chủ đừng hiểu lầm, ta làm như vậy không phải muốn chuyên quyền độc đoán, thật sự là bất đắc dĩ. Các ngươi cũng biết, đối phương chủ đạo chiến tranh là Bách Lý Kinh Vĩ, bên người không có cái gì cản tay. Ta chỗ này cũng giống vậy không thể có, ngược lại không phải là nói ta nhất định không có sơ sẩy, chỉ là cho dù ta có sơ sẩy, đoán chừng các vị cũng nhìn không ra đến, ngược lại sẽ làm ra một số ảnh hưởng ta chuyện,
làm trở ngại chứ không giúp gì, vậy liền không tốt. Ách, bất giác trì trệ, mọi người sắc mặt hơi hơi cứng cứng, gượng cười tiếng nói, Trác tiên sinh, ngài đây là ý gì? Ha ha ha, xin lỗi, lời nói không xuôi tai, nhưng là sự thật. Mọi người hẳn là cũng rõ ràng, trận chiến tranh này nói cho cùng, là ta cùng Bách Lý Kinh Vĩ ở giữa một trò chơi. Mặc kệ chúng ta làm sao loay hoay quân cờ, bên trong tinh diệu, đại khái cũng chỉ có chính chúng ta biết mà thôi. Các vị ở bên cạnh nhìn lấy, cũng là mắt mù, cũng không cần lại quan tâm. Chỉ muốn các ngươi theo ta nói làm, đừng hỏi lý do, là được. Ngươi nói như vậy, nói đúng là chúng ta IQ không đủ. Da mặt nhịn không được co lại, Bộ Hành Vân không khỏi một mặt âm trầm, thì thào lên tiếng, liền cắm vào giữa các ngươi chiến đấu, đều không tư cách này. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, người sang có tự mình hiểu lấy, đây cũng là ta không cần có người theo bên cạnh hiệp trợ lý do thứ hai, ha ha ha. Ha ha em gái ngươi a, ngươi cái này rõ ràng là tại bẩn thỉu người a, mới vừa từ trong lao thả ra, cuồng cái gì cuồng, coi chừng lão tử lại đem ngươi bắt đi vào. Không khỏi giận hừ một tiếng, Bộ Hành Vân lúc này mắng to lên tiếng, toàn thân khí thế đại phóng, tựa hồ thì muốn động thủ. Một cái lắc mình, Lăng Vân Thiên lại là nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, trợn mắt nhìn, bộ tông chủ, nơi này là Hải Minh Tông, người có thể hay không có chút làm khách người bộ dáng. Đừng nói Trác tiên sinh hiện tại là chúng ta chung đẩy bốn châu đại nguyên soái, cho dù hắn là ta tông phổ thông khách nhân, cũng không tới phiên người đối với hắn như vậy. Khóe miệng bất giác một xẹp, Bộ Hành Vân hung hăng chằm chằm Trác Phàm liếc một chút, lại là cắn răng nhịn xuống. Trác tiên sinh, thật xin lỗi. Bộ tông chủ cũng là như thế cái bạo tính khí, ngài chớ trách. Bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lăng Vân Thiên mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, khom người xin lỗi. Thật sâu nhìn Bộ Hành Vân liếc một chút, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không chút phật lòng, không sao cả, chó điên ta gặp nhiều, sao có thể mỗi cái đều tính toán, ta có rảnh rỗi như vậy à, ha ha ha. Ngươi, thân thể lắc một cái, Bộ Hành Vân tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Lăng Vân Thiên lại là hung hăng nguyết hắn một cái, đem hắn đẩy lui về sau, mới lại mỉm cười lấy đi vào bàn cát trước, nhìn về phía Trác Phàm khom người nói, Trác tiên sinh, mời lên trước một bước, lão phu trước cho ngài giới thiệu một chút gần nhất cục thế, lại nghe ngài như thế nào điều khiển. Ha ha ha, trước mắt mà nói, tiền tuyến chúng ta bố phòng coi như kiên cố, đồ vật hai địa phương. Không cần. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Lại là liếc một chút đều không hướng chỗ đó nhìn, cười khẽ một tiếng, Lăng tông chủ, ta sớm đã nói qua, Bách Lý Kinh Vĩ hắn là cái chính khách, trận chiến tranh này quan trọng không ở tiền tuyến, cho nên không cần chú ý chỗ đó quá nhiều. Ách, không chú ý tiền tuyến. Không khỏi sững sờ, Mộ Dung Tuyết còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này lý do, bất giác một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn nói, ngươi thân là thống lĩnh toàn cục đại nguyên soái, còn không cho người nhúng tay ngươi chỉ huy. Chính mình còn không chú ý cục thế, cái này trận chiến muốn làm sao đánh, người muốn làm sao chỉ huy. Tuy nhiên tiểu nữ tử tài sơ học thiền, không biết hành quân chi đạo, nhưng cũng được chứng kiến một số hành quân mọi người kế sách chung, chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy hai mắt đen thui, mù chỉ huy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thần sao? Ngươi bây giờ liền gặp được, thần một dạng ta, ha ha ha. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Tiếp lấy chậm rãi tựa ở một chương trên ghế bành, đã là phiêu hốt phát ra mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, trừ Bắc Châu bên ngoài, còn lại ba châu tất cả biên phòng tướng sĩ, toàn bộ lui lại, từ bỏ biên giới, xâm nhập nội địa. Giống Tây Châu liền đến Song Long Viện, địa phương khác đều đến các châu bản bộ chờ lệnh, trong vòng 3 ngày toàn bộ tập hợp tại bản bộ bên trong. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi. Cho dù là Lăng Vân Thiên chính chỉ bàn cắt bàn tay, cũng là không khỏi run một cái, bị cái này nhất mệnh khiến dọa tiểu ra quần. Cao, Trác tiên sinh, người vừa mới nói cái gì? Các châu tất cả quân ngũ đều lui về quốc thổ, còn xâm nhập đến mỗi người bản bộ. Cái kia cứ như vậy, biên giới trực tiếp thất thủ, đối phương tiến quân thần tốc, chúng ta lại khó có hữu hiệu công sự chống cự. Như thế tới nói, hắn ba châu không liền trực tiếp nhường cho đối phương. Trác tiên sinh. Nghĩ lại đây này. Các ngươi không tin ta. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm nhìn mọi người liếc một chút, bất giác suy cười một tiếng, đã như vậy, chính các ngươi đánh đi, ta mặc kệ. Ai, đừng đừng đừng, Trác tiên sinh,
chúng ta chẳng qua là cảm thấy mệnh lệnh này thật sự là quá. Không thể tưởng tượng, không biết tiên sinh làm như thế phái, đến tột cùng là ý gì đồ. Sắc mặt bất giác một khổ, Lăng Vân Thiên nhìn mọi người liếc một chút, đều là vẻ làm khó. Nhếch miệng lên, lộ ra cái thần bí nụ cười, Trác Phàm không khỏi khoan thai lên tiếng, ta đã sớm nói, ta xuất thủ bố cục, các ngươi sao có thể nhìn ra được bên trong tinh diệu đâu. Cái này không, kéo chân sau đi, dù sao ta mệnh lệnh này là lập tức muốn phát ra ngoài, nếu như các ngươi chỉ hoãn, lầm cơ hội thắng, thua chiến tranh, đừng trách ta a. Nói, Trác Phàm đã là trợn trắng mắt, nhếch lên một cái chân bắt chéo, khoan thai tự nhiên địa hừ lên tiểu khúc, đúng là không có chút nào thèm quan tâm bộ dáng. Chỉ là cũng đúng, đây là Nam Châu ở giữa đại chiến, cùng hắn có lông quan hệ. Thế nhưng là hắn không quan tâm, người khác gặp này lại là đã như trên lò lửa con kiến, rốt cuộc khó thăng bằng gót chân. Trác Phàm mới có thể cùng thấy xa, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Một cái có thể tùy tiện cướp bọn họ phong thiên kiếm, tùy tiện giúp thượng quan gia đoạt lại trùng thiên kiếm, cùng Bách Lý Kinh Vĩ hai lần giao thủ đều không rơi vào thế hạ phong người, mới có thể không người nghi vấn. Chỉ bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, Trác Phàm lại là vừa ra khỏi miệng, lý do gì không có, thì phát ra như thế cái tự sát thức mệnh lệnh, lại là làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Nếu là đạo mệnh lệnh này đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một tháng bên trong, Ba Châu tất nhiên bị chiếm đóng. Nhưng nếu không có đạo mệnh lệnh này, Ba Châu đoán chừng còn có thể đỉnh hắn cái một năm nửa năm. Chỉ là không biết hắn cái này thần bí mệnh lệnh dưới, đến tột cùng có kỳ dị gì chỗ. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ mặt mũi tràn đầy do dự thái độ, không biết nên như thế nào hành sự. Lăng tông chủ, đại ca, ta liền nói tiểu tử này khẳng định sẽ nghĩ ý xấu, mọi người khác lên hắn đường, hắn mệnh lệnh này không phải để các châu tự sát sao. Mắt phượng hàm sát, Mộ Dung Tuyết cuối cùng bắt được Trác Phàm bím tóc, mọi người đối với hắn hầu nghi thời điểm, không khỏi vội vàng tiếng quát nói. Nghe được lời này, mọi người cau mày, nhìn xem nhẹ nhõm tự tại Trác Phàm, do dự không quyết. Trác Phàm lại là sùi cười một tiếng, châm chọc nói, nếu không phải các ngươi đã đại nạn lâm đầu, cần gì phải khúm núm, mời ta xuất thủ đâu. Như là đã sắp chết người, chẳng lẽ còn sợ sớm chết mấy ngày à, hừ hừ hừ. Người ngu à. Tốt, người tới. Hơi hơi trầm ngâm rất lâu, Lăng Vân Thiên do dự không dứt, cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Đem mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài, thông báo các châu nhân mã, toàn bộ lui về, từ bỏ biên cảnh, trở lại các châu tổng bộ đi, trong vòng 3 ngày đến, không được sai sót. Là, người tới hét lớn một tiếng, đi xuống truyền lệnh. Mọi người nghe đến, thân thể bất giác lắc một cái, vội vã lên tiếng, Lăng tông chủ, cái này. Ai nha, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, chẳng lẽ các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Không khỏi bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Lăng Vân Thiên vừa nhìn về phía Trác Phàm, cười khổ nói, Trác tiên sinh, ngài ý tứ chúng ta đã làm theo, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Thật dài địa duỗi người một cái, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chờ đi, 3 ngày sau, lại hành động. Còn muốn 3 ngày, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Không khỏi khẽ giật mình, Lăng Vân Thiên bất giác có chút cấp bách, người khác cũng giống vậy. Dù sao mệnh lệnh này... thật sự là khiến người ta tâm thần bất định a. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, đúng vậy a, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, Ba Châu sẽ không vong. Mà lại, làm cho các người nguyện ý tin tưởng ta phản hồi, ta bên này cũng sẽ phối hợp hành động, xem như khen thưởng. Nói, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, không khỏi vẫy tay, đem thương đội một tên hộ vệ gọi cận thân bên cạnh. Tại hắn bên tai thì thầm một lát, các người bây giờ đi về, ngay lập tức đem tin tức truyền cho Ngô Nhiên Đông, để thương hội tại Trung Châu khôi phục đi. Ách không, là tại Bắc Châu chiến trường bên ngoài hắn 4 châu, đều có thể khôi phục. Nhanh như vậy, nhưng bây giờ 5 châu đại chiến. Loạn thế mới có thể tranh đến một chỗ cắm rùi, mượn song phương tranh đấu cơ hội, chúng ta thế lực tuy nhiên còn phải từ một nơi bí mật gần đó hành tẩu, nhưng là có thể mượn cơ hội mở rộng. Đợi hết thảy sau khi bình tĩnh. Ai muốn thu thập cái này cục diện rối rắm, đều tuyệt không có khả năng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, riêng là Trung Châu, cho ta làm lớn. Ta muốn để Bách Lý Kinh Vĩ lo lắng nhất sự tình, lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện, lại không cách nào giải quyết, ha ha ha.
Minh Tĩnh gật đầu, người kia khom người cúi đầu, cẩn tuân tiên sinh phân phó. Đón lấy, hắn liền mang theo thương đội người cùng rời đi. Nhìn lấy bọn hắn cấp tốc biến mất bóng người, Lăng Vân Thiên không khỏi một mặt mê hoặc nói, Trác tiên sinh, bọn họ đây là. Ừ, ta để cho chúng ta người phối hợp các ngươi hành động, chúng ta Thiên Ma Sơn mặc dù là ẩn thế tông môn, không ra mắt tục, nhưng ở thế tục bên trong thực còn có không ít thế lực. Ta để bọn hắn đi liên lạc một chút, giúp các ngươi cho Bách Lý Kinh Vĩ sinh điểm phiền phức đi ra. Thật, trước mắt bất giác sáng lên, Lăng Vân Thiên nhất thời một mặt mừng rỡ, khom người bái hạ, lần này có thể được đại danh đỉnh đỉnh Thiên Ma Sơn tương trợ, thật sự là làm cho người mừng rỡ như điên a, cảm giác tạ tiên sinh viện trợ. Bọn người người nghe đến, cũng là một mảnh vui mừng, đây chính là một sự giúp đỡ lớn a. Trác Phàm cái này bốn châu đại nguyên soái còn thật không phải trắng đề cử, thế mà còn mang theo chính mình thành viên tổ chức phía trên, đến tiếp viện bọn họ, thật sự là quá giá trị. Trác Phàm lại là một mặt vui cười địa khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, chỗ nào, chỉ là chút phổ thông thế tục lực lượng mà thôi, bản tông sơn môn vẫn là ẩn thế, không ra mắt tục, ha ha ha. Mà lại, đây cũng không phải là giúp các ngươi, chỉ là thuận đường phát triển một chút mình chính mình thế lực mà thôi. Phát chiến tranh tài, không phát ngu sao mà không phát, mình sở trường nhất, ha ha. Hơi hơi lật qua mí mắt, Trác Phàm trong lòng nỉ non, Mộ Dung Tuyết lại là chăm chú nhìn hắn, không nhúc nhích, dường như chằm chằm phạm nhân giống như. Ngươi tuyệt đối đừng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, bản cô nương hội nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động, hừ. Mà một phương diện khác, Tây Châu biên cảnh chỗ, Lạc Minh Minh chủ Lạc Vân Hải đang cùng Gia Cát Trường Phong. Lãnh Vô Thường cùng U Minh cái này Lạc Minh Tam đại trí tinh tại trong đại trướng suy luận lấy chiến tranh cục thế, lại là từng cái cau mày nhíu chặt, bất đắc dĩ ai thán. Các vị, đã suy luận 3 ngày 3 đêm, các ngươi nhưng là có cái gì phá địch lương sách? Nhẹ nhàng xoa bóp cái chán, Lạc Vân Hải sắc mặt có chút tiểu tụy, nhìn về phía trước mặt 3 đại trợ lực nói. Liếc nhìn nhau, 3 người đều là ai thán lắc lắc đầu. U Minh chính là chiến trường tham mưu. Nhất chỉ bàn cát phía trên đối phương doanh mà nói, đối phương lĩnh quân người là cầm sắt kiếm vương, cũng không phải là binh nghiệp xuất thân, mang binh không có nhiều như vậy thói quen, quân trận cũng không phải rất nghiêm cẩn. Cái này muốn là cho người bình thường lời nói, chúng ta có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đáng tiếc, dốc hết toàn lực, đối phương 20 triệu đại quân, bên trong cao thủ như rừng, cầm sắt kiếm vương thực lực càng là lấy một địch vạn. Chúng ta bất luận như thế nào biến trận. Đều không phải là bọn này cường giả đối thủ, chính diện ngạnh công là không thể nào. Nói, U Minh nhìn về phía một bên Lãnh Vô Thường. Ngươi nhìn ta làm gì, ngươi ngạnh công đều không được, chẳng lẽ ta có biện pháp? Đối thủ của ta, lại không so ngươi nhẹ nhàng linh hoạt. Mi mắt bất giác nhếch lên, Lãnh Vô Thường cũng là bất đắc dĩ ai thán lắc lắc đầu, phàm là quyền mưu kế sách, không nằm ngoài âm mưu dương mưu phân chia. Mà dương mưu xét đến cùng ở chỗ bố cục. Âm mưu tinh túy ngay tại chu tâm. Đáng tiếc, đối phương lãnh binh tuy là cầm sắt kiếm vương, một giới võ phu, nhưng trưởng quân người, lại là cái kia trung châu đệ nhất mưu thần, Bách Lý Kinh Vĩ. Người này vô luận âm mưu dương mưu đều là mọi người, muốn từ trên người hắn ra tay, là tuyệt đối không thể nào. Lão phu thống quan toàn cục, Bách Lý Kinh Vĩ lần này xuất binh, xác thực trăm không lộ chút sơ hở, thâm bất khả chắc. Nếu là nói có cái gì cơ hội lời nói. Coi như thuộc phía sau. Phía sau. Không tệ, hắn lần này xuất binh 4 châu, lấy làm cho 4 châu giữa lẫn nhau không rảnh bận tâm, xem như lấy một địch 4, bá khí xuất kích. 4 châu lại không giống như kiểu trước đây, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là cũng bởi vậy, phía sau xuất hiện lỗ trống, nếu là chúng ta ở phía sau châm lửa, cần phải có thể cho lòng hắn gấp một chút, bức lui binh. Rear map hơi hơi run run, Lãnh Vô Thường không khỏi một mặt nghiêm túc. Chỉ dưới thân bàn cát nói, đáng tiếc. 4 châu tất cả thông lộ bị chặn, ai có thể đến hắn phía sau châm lửa đâu. Cũng chính là bởi vậy, cái này duy nhất sơ hở, liền không phải sơ hở, Bách Lý Kinh Vĩ đại quân sớm đã cùng thùng sắt đem chúng ta vây khốn, mãi đến vây chết mới thôi, lại khó có bất kỳ phần thắng nào a ai. Thật sâu nhìn lấy cái kia bàn cát không thả, Lạc Vân Hải đồng dạng một mặt mặt ủ mày trao, thì thào lên tiếng, không tệ. Hiện tại 4 châu đều bị cường địch vần quanh, muốn ở chính diện chiến trường lấy được cái gì khả thi tiến triển, cơ bản là chuyện không có khả năng. Lạnh như vậy tiên sinh, có khả năng hay không tại Trung Châu trong triều đình bộ, làm ra cái gì công tâm kế sách đâu. T.
tỉ như bịa đặt ly gian chi kế, kiến tạo quân thần bất hòa không khí, từ nội bộ tan rã bọn họ thế công. Ách, cái này. Bất giác hơi chậm lại, Lãnh Vô Thường bật cười lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía một bên Gia Cát Trường Phong, từ chối, gia chủ, cái này ngoại giao sự tình, Gia Cát quản gia từng làm qua đế quốc thừa tướng, nhất là lành nghề, vẫn là giao hắn làm a, ha ha ha. Nghe được lời này, Lạc Vân Hải bất giác đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía trước mắt Lạc gia đại quản gia, Gia Cát Trường Phong chỗ đó. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Gia Cát Trường Phong cũng là bất giác mỉm cười cười một tiếng, than nhẹ lên tiếng, Lãnh tiên sinh, ngươi vẫn là như thế xảo trá a, loại này việc khó biết rõ không có khả năng làm được, còn đẩy đến lão phu trên thân, muốn nhìn lão phu chê cười sao. Nhếch miệng cười một tiếng, Lãnh Vô Thường giữ im lặng, cúi đầu. Thế nào, Gia Cát quản gia, thật liền nội bộ bọn họ đều không có một chút sơ hở sao? Lạc Vân Hải lại là mí mắt lắc một cái, trong lòng bỗng dưng gấp lên, lo lắng mà nói. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Gia Cát Trường Phong suy nghĩ rất lâu, lại là một mực lắc đầu ai thán, gia chủ, tha thứ lão phu vô năng. Cái này kiếm tinh đế quốc, quả nhiên là từ xưa đến nay một đại kỳ hoa, không tầm thường kế sách có thể công phá đến bình thường mà nói, phàm là đế quốc. Đế tướng đều là lục đục với nhau, bất hòa thái độ, đế đem cũng là như thế, hoàng đế kiêng kỵ nhất cũng là thần tử quyền thế quá lớn, công cao lấn chủ. Cho nên đồng dạng tại chính diện chiến trường khó có thể giải quyết vấn đề, chỉ muốn xâm nhập bọn họ trong triều đình bộ, bốc lên bọn họ ân oán, câu lên đế vương nghi ngờ, cũng rất dễ dàng làm được. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải trong lòng không sai, dù sao hắn nghĩa phụ, cũng là bởi vậy chết. Cho nên hắn mặc dù thống hận cái này quân thần ở giữa nghi ngờ, nhưng cũng hết sức rõ ràng cái này quân thần khe hở lợi hại. Bất luận người đế quốc như gì cường đại, quân thần một khi xuất hiện khe hở cùng hiểu lầm, cũng rất dễ dàng tan rã. Mặc kệ ngươi có không bại tướng đẹp trai, vẫn là chỉ thế năng thần, chỉ cần hoàng đế cảm thấy có uy hiếp, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem bọn hắn xóa đi. Sau đó, địch quốc thì vui vẻ, nguy cơ thì giải trừ. Cho nên hiện tại vạn bất đắc dĩ dưới, Lạc Vân Hải cái này người khiêm tốn, cũng không khỏi muốn nhờ một chút cái này hãm hại trung lương âm hiểm chiêu số. Dù sao trên chiến trường, một khi trở thành địch nhân, mặc kệ âm mưu dương mưu, chỉ cần thắng là được, người quản ta bị ổi không bị ổi đâu. Không khỏi hiển nhiên, nhìn ra các trường phong sắc mặt, cho dù là cái này âm hiểm chiêu số, giờ này khắc này đều vô dụng. Gia chủ trước không luận kiếm tinh đế vương Bách Lý Kinh thế mới có thể không tại Bách Lý Kinh vĩ phía dưới, dùng đối với đồng dạng đế vương đều có tác dụng ly gian chi kế, lường gạt không hắn. Mấu chốt là kiếm tinh đế quốc kết cấu, thì cùng bình thường đế quốc khác biệt, căn bản không thích hợp cái này ly gián. Kiếm tinh đế vương cùng thừa tướng bổ nhiệm đại quyền, đều trong tay Bách Lý Ngự Thiên, người tài mới có. Cho nên cái này đế vương các đời, căn bản cũng không có mâu thuẫn gì cùng lợi ích hút mắc. Tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy nghi ngờ. Rear map hơi hơi run run, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở dài lên tiếng, cứ như vậy, đế không sợ ngược lại, tướng không sợ đế cha, hai người quan hệ ngược lại phảng phất là người hợp tác, có thể tính là kiếm tinh song đầu long, lẫn nhau không liên quan tới nhau, căn bản là không có cách ly gián. Cho dù ly gián thành công, Bách Lý Kinh Vĩ một trận chiến này đoán chừng cũng sẽ không thụ đế vương ước thúc, căn bản vô dụng. Mà duy nhất hữu dụng ly gián đối tượng, cái kia chính là bất bại kiếm tôn bản thân. Đáng tiếc, đó là cái cuồng nhân, tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất, thậm chí ngay cả toàn bộ kiếm tinh đế quốc đều không để vào mắt. Nói với hắn Bách Lý Kinh Vĩ có mưu phản chi tâm, hắn đoán chừng tin đều không tin, cho dù tin cũng không quan tâm. Bởi vì hắn không tin, thế gian có người có thể đánh bại hắn, cho nên vẫn là vô dụng. Đúng vậy a, bất bại kiếm tôn đã coi trời bằng vung. Loại người này ngược lại càng không tốt ly gián công tâm, bởi vì trong lòng hắn xưa nay không đựng sự tình, cũng không có chuyện gì có thể giả bộ tiến hắn tâm lý, càng thêm không có kiêng kỵ. Mà không có kiêng kỵ, liền không có cách nào sử dụng. Thật sâu hít một hơi, Lãnh Vô Thường cũng là một mặt do dự nói, dù sao hoảng sợ mới là nhân loại dễ dàng nhất sử dụng khúc mắc, trong lòng không sợ, tranh luận tiến tiểu nhân chi ngôn. Mi mắt bất giác lắc một cái, Gia Cát Trường Phong liếc mắt xem hắn. Ta nói Lãnh tiên sinh, người nói người nào tiểu nhân đâu. Gia Cát quản gia, làm ngoại giao khó tránh khỏi dùng điểm ám muội thủ đoạn, có thể lý giải, ta lại không mắng ngài. Bất giác đùa cười một tiếng, Lãnh Vô Thường sâu xa nói.
khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong từ chối cho ý kiến, chúng ta mấy cái làm quyền mưu, ai so với ai trên thân sạch sẽ bao nhiêu, không đều là vì đem gia tộc mau chóng phát triển lớn mạnh a? Đúng vậy a, muốn kéo mấy cái đồng minh tiến đến, không thi chút thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, làm sao có thể nhờ bao che tại chúng ta Lạc Minh phía dưới. Phản đang tuổi lớn chắc quản gia trước khi đi, đem ba người chúng ta lưu tại nơi này, không phải liền là để chúng ta làm như vậy a? Chúng ta muốn là quá chính phái, đoán chừng năm đó chắc quản gia liền sẽ không tuyển chúng ta phụ trợ gia chủ. Nhẹ liếc hai người liếc một chút, U Minh không khỏi thở sâu, khoan thai lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người cũng đều là sắc mặt tối sầm lại, khẽ gật đầu, Lãnh Vô Thường càng là ngăn không được thở dài, đúng vậy a, gia chủ quá chính phái, có chút bẩn sống nhất định phải chúng ta đi làm, chỉ là hiện tại, mình ba cái là gặp phải đối thủ, đã lực bất tòng tâm, lại khó giúp gia chủ giải quyết nan đề. Nếu là Trác quản gia còn tại thế lời nói, không biết hắn lựa chọn ra sao đâu. Lời vừa nói ra, bốn người liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm xuống dốc. Riêng là Lạc Vân Hải, trong lòng càng là ngăn không được địa sâu sắc. Trác đại ca, năm đó đánh với Khuyển Nhung một trận, nhờ có ngươi chủ trì đại cục, mới tránh cho không trung sinh linh đổ thán. Hiện tại toàn bộ Tây Châu bách tính đều phải bị Trung Châu gót sắt chà đạp, ngươi lại người ở phương nào, ta lại cái kia ứng đối ra sao a? Vân Hải. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng thanh lệ diệu âm đột nhiên truyền đến, theo màn lụa cuốn lên, hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp nhất thời xuất hiện tại bốn người trước mắt. Mí mắt bất giác lắc một cái, Lạc Vân Hải không khỏi kêu lên sợ hãi, đại tỷ, Nguyệt Nhi, các ngươi làm sao tới? Hiện tại chúng ta Lạc Minh là Tây Châu lớn nhất đại thương cổ, lần này Tây Châu đối kháng ngoại địch, tự nhiên do chúng ta vận chuyển vật tư. Vừa vặn, ta cùng Nguyệt Nhi trong lúc rảnh rỗi, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra mỉm cười nụ cười, Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút, lại là có chút thương yêu, Vân Hải, gần nhất ngươi đều tiểu tụy, nhất định rất vất vả đi. Chậm rãi khoát khoát tay, Lạc Vân Hải bật cười một tiếng, chỗ nào, cần phải. Gia Cát Trường Phong ba người nhìn thấy hai nữ, thì là khom người cúi đầu, tham kiến đại tiểu thư, phu nhân. Ba vị không cần đa lễ, gần nhất làm phiền ba vị nhiều quan tâm Vân Hải, thay hắn giải ưu. Vân Thường ở chỗ này thâm biểu cảm tạ. Nói, Lạc Vân Thường cúi người hành lễ. Gia Cát Trường Phong bọn họ thì là vội vàng khoát khoát tay, lần nữa khom mình hành lễ, không dám không dám, đại tiểu thư khách khí. Phu quân, vừa mới chúng ta nghe Lôi tỷ tỷ trở về nói, đối phương trận doanh chỗ đó lại khác thường động, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hành động, không biết phu quân có đối sách gì sao. Lúc này, Nguyệt Nhi đi vào Lạc Vân Hải bên người, một mặt quan tâm nói. Cùng Gia Cát Trường Phong ba người lẫn nhau nhìn xem, mọi người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Đã minh bạch bọn họ ý tứ, Nguyệt Nhi không khỏi trầm ngâm một chút, đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, an ủi, phu quân chớ có quá lo lắng, gần đến trước Sương Nhi tỷ tỷ đã hướng tổ địa trở về, hướng lão tổ tông anh linh cầu hỏi cái này lần chiến sự kết quả, nghe nói rất linh, có lẽ thiên giúp bọn ta, có lượn vòng chỗ trống đâu. Thánh nữ ở đây chiến còn chưa bắt đầu trước. Liền đã đoán được lần này đại tai, số ngày đã định, muốn phá giải, muôn vàn khó khăn, không tại lần trước không trung đại chiến phía dưới. Chúng ta bây giờ làm được, chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu là thiên muốn ta vong, chúng ta cũng không có cách nào. Cười khổ lắc lắc đầu, Lạc Vân Hải một mặt xuống dốc. Nguyệt Nhi gặp, vội vàng khoát khoát tay, khuyên lơn, phu quân cắt chớ gấp, Sương Nhi tỷ tỷ nói cái kia tổ địa lão tổ tông dự đoán số ngày. Lại so với nàng còn muốn chuẩn, có lẽ sẽ có chuyển cơ, phu quân chớ có nhụt chí. Lại nói, lần trước không trung nguy nan, không phải cũng giải quyết sao? Đó là bởi vì có Trác đại ca tại, thánh nữ nói hắn là thiên mệnh bên ngoài người, có thể cải thiên nghịch mệnh. Lần này, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, như thế nào đấu với trời a? Nghe đến hắn lời nói, mọi người bất giác trong lòng trầm xuống, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Tuy nhiên Gia Cát Trường Phong bọn họ những người này không thể nào tin mệnh, hoặc là nói thì nguyện ý cùng trời liều một phát, nhưng là ấn thế cục trước mắt đến xem, lại cũng chỉ có thể tin số mệnh, bởi vì bọn hắn căn bản không có sinh cơ. Bất kể như thế nào, trước chờ Sương Nhi kết quả a, nếu là thật sự thiên mệnh khó trái, chúng ta cũng muốn làm hết sức mình, đấu với trời. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lạc Vân Thường quét mọi người liếc một chút, bình tĩnh lên tiếng.
Mọi người nghe đến, suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu. Bạch! Đúng lúc này, màn lụa lần nữa mở ra, phân xương bóng người vội vàng đi vào mọi người trước người, thở hổn hển nói có một đường sinh cơ, chính đang phát sinh. Thiên tượng có biến. Trong mắt lóe hy vọng chi sắc, phân xương từng ngụm địa thở hổn hển, ta tại tổ địa lúc, bằng lão tổ anh linh quan thiên tượng vốn là tử cục, nhưng về sau thiên tượng đột nhiên đại biến. Có một cỗ không rõ lực lượng đang thay đổi thiên tượng, chết trong cục có một đường sinh cơ, một trận chiến này, chúng ta có lẽ có đến đánh. Trong mắt bất giác lắc một cái, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn lấy hắn, run giọng hỏi, thánh nữ, ngươi lời ấy ý gì? Ta nói là, cùng năm đó lần kia không trung đại chiến một dạng, lại có một vị thiên mệnh bên ngoài người, ngay tại cải thiên nghịch mệnh. Lần này Trung Châu đối bốn châu chắc thắng chiến sự, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Lạc Vân Hải không khỏi quá sợ hãi, lại có cùng Trác đại ca một dạng thiên mệnh bên ngoài người, nhúng tay lần này chiến sự. Thế nhưng là thánh nữ, ngươi không phải nói thiên mệnh bên ngoài người cơ hồ không có, Trác đại ca đã là dị loại, này làm sao nhanh như vậy lại xuất hiện một cái. Ta đây cũng không rõ ràng, chẳng lẽ đào thoát thiên cơ kỳ nhân hiện tại tràn lan sao? Mi mắt thật sâu nhíu lại, Vân Sương cũng là một mặt mê hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Nhưng thiên địa to lớn, có lẽ thật có cái thứ hai người như vậy, cũng khó nói a. Ánh mắt bất giác hơi hơi mị mị, Lạc Vân Hải lại là trầm ngâm một chút, khó có thể tin dao động cái đầu, nhân sinh ở giữa thiên địa, có thể chạy ra vận mệnh người lại có bao nhiêu, làm sao lại trùng hợp như vậy, cái này nguy nan thời điểm lại xuất hiện một cái. Các vị, ta có loại dự cảm, người này cùng chúng ta rất hiểu biết, thậm chí. Nói đến đây, Lạc Vân Hải không dám nói tiếp nữa. Bởi vì cái này phỏng đoán quá lớn mật, nếu là thất bại, mọi người thất vọng càng lớn, chỉ là hắn hai con ngươi, đã là ngăn không được nổi lên kích động nước mắt, trái tim cũng tại phù 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 địa nhảy loạn. Trác đại ca, ngươi, trở về sao? Lạc Nguyên soái, có quân lệnh. Soạt một tiếng, theo một tiếng thô kịch hét lớn vang lên, một lão giả lúc này xông vào trong soái trướng, lại là nhất thời nhìn thấy mọi người cái kia hoặc nghi vấn, hoặc kích động, hoặc do dự sắc mặt. Lại là không khỏi sững sờ ây. Các ngươi làm sao? Bất giác bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải hơi hơi chỉnh chỉnh mình khuôn mặt, cười nói, Thác Bạt lão nguyên soái, cái gì quân lệnh gấp gáp như vậy, người tự mình tìm ta chỗ này đến. Đúng vậy a, Thác Bạt Thiết Sơn, lúc trước mời ngươi gia nhập Lạc Minh thời điểm, không phải tương đương ngạo khí a, còn sách một đống lớn không hợp lý yêu cầu mới bằng lòng gia nhập. Cũng chính là chúng ta gia chủ lúc đó mềm lòng, kính ngươi đệ nhất lão soái. Đáp ứng, nếu để cho ta lời nói, hừ hừ. Nhẹ nhàng địa liếc nhìn hắn một cái, Lãnh Vô Thường không khỏi suy cười ra tiếng, hiện tại làm sao, truyền cái quân lệnh còn tự thân chạy tới, đích thân vệ binh a. Cái kia ngươi khi đó còn nhất định phải cùng ta mọi nhà chủ, tại trong minh bình khởi bình tọa, phải biết, coi như Lạc Minh sớm nhất gia nhập Ngự Hạ Thất gia đều không dạng này đãi ngộ, ngươi cái khuyển nhung tướng bên thua còn. Lãnh tiên sinh. Không khỏi nghiêng liếc nhìn hắn một cái, ngăn cản hắn tiếp tục nói móc đi xuống, Lạc Vân Hải mới không khỏi nhạt cười một tiếng, hướng Thác Bạt Thiết Sơn ôm quyền bồi tội nói, xin lỗi, vừa mới Lãnh quản gia đối lão viên đẹp trai có nhiều bất kính, tại hạ ở chỗ này thay hắn nhận lỗi, ngài nhiều đảm đương. Ách không không không, Lạc Nguyên soái chiết sát lão hủ. Vội vã khoát khoát tay, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi thở dài một tiếng nói, thực Lãnh tiên sinh nói đúng, lúc trước Lạc Minh mời lão phu gia nhập. Lão phu thật là cậy già lên mặt, rất nhiều vô lễ sự tình. Chỉ là cái kia cũng là bởi vì lão phu từng là tướng bên thua, sợ tại như ngày lên trời Lạc Minh bên trong bị lạnh nhạt, mới cố ý làm khó dễ một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Nguyên soái đại nhân đại lược, chiêu hiền đại sĩ, thật là làm cho lão hủ một trận xấu hổ a. Nói thật, lúc trước lão hủ biết khuyển nhung hoàng thất quá nhiều bí mật, vốn đã làm tốt bị diệt khẩu dự định, nhưng về sau nhờ bao che tại Lạc Minh. Mới miễn ở một khó, chỉ một điểm này, lão phu làm tạ Lạc Nguyên soái ân cứu mạng mới là. Nói, Thác Bạt Thiết Sơn đã là thật sâu hướng Lạc Vân Hải bái xuống, Lạc Vân Hải thì ngay lập tức đem hắn đỡ lấy, nhạt cười một tiếng nói, Thác Bạt Nguyên soái khách khí, Thác Bạt Nguyên soái là cùng nghĩa phụ ta nổi danh bất bại chiến thần, có thể gia nhập Lạc Minh, chính là Lạc Minh nhất đại chiến lực, lại là trưởng bối tại hạ, Vân Hải lại có thể gặp Nguyên soái dạng này anh hùng bị triều đình mưu hại nỗi khổ đâu. Chỉ là ra một điểm nhỏ lực, lão nguyên soái không cần lo lắng trong lòng. Nghe được lời này, Thác Bạt Thiết Sơn thật sâu nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút,
lại là mặt mũi tràn đầy kích động, chăm chú địa nắm lấy hắn tay. Lạc gia nhân nghĩa chi sư, không thẹn tên này. Lão nguyên soái, quá khen. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, Lạc Vân Hải cũng là chăm chú địa nắm lấy hắn thủ đoạn. Lạc Vân Thường cùng Nguyệt Nhi gặp, đều là liếc nhìn nhau, cảm giác sâu sắc vui mừng. Chỉ có Lãnh Vô Thường nhìn lấy đây hết thảy, lại là mặt không biểu tình, ngược lại nhìn về phía một bên Gia Cát Trường Phong, lặng lẽ nói, lão gia hỏa, nếu là cái này lão nguyên soái biết lúc trước Huyền Nhung Hoàng đế bỗng nhiên đối với hắn nổi sát tâm, là ngươi đi cố ý trêu chọc thị phi lời nói, không biết bây giờ vẫn sẽ hay không kích động như vậy địa lệ nóng tràn đầy. Xuyệt, hung hăng nguyết hắn một cái, Gia Cát Trường Phong lẩm bẩm nói, đừng để gia chủ nghe thấy, những thứ này vụng trộm sự tình, chính chúng ta làm là được. Lúc trước gia chủ thành mời lão gia hỏa này nhập bọn, gia hỏa này còn trang bức, hiện tại không có giả bộ a, hừ. Nếu không phải gia chủ một mực đối với hắn nhớ mãi không quên, chúng ta lại cần tướng soái mở rộng quân lực lời nói, lão phu như thế nào lại không có việc gì đi chạy chuyến này. Dù sao trợ giúp gia chủ hoàn thành ý hắn nguyện, chính là chúng ta trách nhiệm, năm đó chắc quản gia không phải cũng là làm như vậy a. Mà lại, cái kia Huyền Nhung hoàng đế trong lòng đối với hắn nếu không có khúc mắc, lão phu lại thế nào chọn cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là bọn họ quân thần xảy ra vấn đề, lão phu chỉ bất quá đem vấn đề này để lộ mà thôi, cũng coi như giúp hắn. Nếu không vấn đề càng ngày càng nặng về sau, bọn họ chỉ sợ cũng có họa sát thân, chúng ta cũng không kịp cứu. Coi như ngày sau gia chủ biết, lão phu cũng là làm chuyện xấu người tốt ha. Nhếch miệng lên, Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, ai không phải đây, ha ha ha. Đúng, lão nguyên soái, vừa mới nhìn ngươi vô cùng lo lắng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi tự mình tướng quân tình đưa đến nơi đây. Hoàn toàn không biết năm đó sự tình, Lạc Vân Hải vẫn như cũ một mặt thản nhiên nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn hỏi. Mới muốn từ bản thân chính sự đến, Thác Bạt Thiết Sơn vội vàng đem ngọc giản trong tay trình lên, nổi giận đùng đùng nói, Lạc nguyên soái mời xem qua, cái này thực sự buồn cười a. Bốn châu những cái kia cao tầng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà phía dưới như thế hoang đường mệnh lệnh, thế mà để trừ Bắc Châu bên ngoài còn lại ba châu nhân mã, toàn bộ từ bỏ biên cảnh phòng ngự, thối lui đến chỗ sâu bản bộ đi. Ngươi nói, đây không phải làm loạn sao? Biên cảnh phòng ngự trận thức là chúng ta lớn nhất chỗ dựa lớn, một khi lui về, người ta tiến quân thần tốc, chúng ta đem không bình phong nhưng là theo, vài phút liền muốn binh bại như núi đổ a. Những cái kia các châu cao tầng não tử bị chó ăn à, đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Cái gì, lại có việc này? Mi mắt bất giác lắc một cái, Lạc Vân Hải cũng là giật nảy cả mình, vội vàng cầm qua ngọc giản xem một chút, sắc mặt cũng là thật sâu trầm xuống, thì thào lên tiếng, tấm bình phong lớn nhất nhường cho địch thủ, quả thực cũng là tự chui đầu vào giỏ. Liên tục không ngừng gật gật đầu, Thác Bạt Thiết Sơn cũng là phẫn nộ lên tiếng, thì đúng vậy a, phía trên một đám căn bản không có đi lên chiến trường ngu ngốc, thế mà chỉ huy chúng ta những thứ này thân kinh bách chiến tướng lãnh. Thực sự buồn cười, cái này không thua đều không có thiên lý. Tuy nói, cho dù chúng ta tử thủ, cũng không nhất định thắng, nhưng cũng sẽ không thua nhanh như vậy đi. Lạc nguyên soái, ngươi là Song Long Chí Tôn trước khi đi bổ nhiệm Tây Châu Tổng nguyên soái, tất cả trước trận điều động các đều nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào mới tốt. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Ba một tiếng, Lạc Vân Hải hung hăng đem ngọc giản kia ngã nát tại trên mặt đất, giọng căm hận nói. Ngu ngốc như vậy một dạng mệnh lệnh, phàm là có chút quân sự thường thức cũng sẽ không tuân thủ, đây quả thực là coi chiến tranh là trò đùa. Thì đúng vậy a, phía trên não tử tất cả đều oát à, dạng này mệnh lệnh đều có thể cùng một chỗ thông qua, phát ra tới. Coi như một châu cao tầng, não tử không dùng được, hắn ba châu cao tầng cũng tất cả đều là ngu ngốc sao. Từng ngụm thở hổn hển, Thác Bạt Thiết Sơn cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, thật khó có thể tưởng tượng. Bốn châu người cầm quyền, lại tất cả đều là dạng này một đám không não khờ khạo, thật không biết cái này bốn châu là làm sao tại Trung Châu không ngừng xâm nhập xuống, không ngừng địa sinh tồn đến bây giờ, hừ, bà ngoại. Nghe được lời này, mọi người đều là ào ào gật đầu tán đồng, Lãnh Vô Thường tại suy nghĩ một chút về sau, lại là mặt ủ mày trao nói, gia chủ, mặc kệ cái này ấu chí mệnh lệnh là ai dưới, đều là phía trên ý tứ. Ngươi nếu là kháng lệnh bất tuân, cho dù thắng. Cũng sẽ nhận phía trên trừng phạt, có lẽ Tây Châu về sau lại không chúng ta nơi đặt chân. Cứ như vậy, bất luận thắng thua, chúng ta đều không có gì tốt chỗ, cần gì phải tái chiến đâu. Đại trưởng phu làm việc,
có việc nên làm có việc không nên làm, quân nhân có quân nhân thiên chức. Ta Lạc Vân Hải đánh một trận, là vì ngăn cản Trung Châu gót sắt, trà đạp Tây Châu lãnh thổ, tránh cho ngàn vạn sinh linh đổ thán, không phải vì A Dua phía trên. Không khỏi giận hừ một tiếng, Lạc Vân Hải ngửa cổ lên tử, quát to, chỉ cần ta Lạc gia còn có một binh một tốt, nhất định phải ngăn tại Tây Châu phía trước. Không phải vậy ta cái này Tây Châu đại nguyên soái thì trắng làm, đến mức về sau thắng hay thua, phía trên muốn làm gì ta, đều bị hắn gặp quỷ đi thôi, lão tử không thẹn với lương tâm, hừ. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác trong lòng run lên, nhìn về phía Lạc Vân Hải khuôn mặt, tràn đầy vẻ kính nể. Lạc Vân Thường cùng Nguyệt Nhi hai nữ, cũng là một mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Phu quân tính khí, càng lúc càng giống sư phụ. Hắn vốn chính là tại Trác Phàm bên người mưa dầm thấm đất, có chút tính nết, còn thật cách không người xấu kia ảnh nhi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lạc Vân Thường nhìn về phía Nguyệt Nhi, vui vẻ cười nói. Thác Bạt Thiết Sơn càng là dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen lớn lên tiếng tốt, Lạc Nguyên soái thật là vĩ trượng phu. Đã Lạc Nguyên soái nguyện cùng Tây Châu cùng tồn vong, vậy lão phu nhất định bồi tiếp, ha ha ha. Đã gia chủ quyết ý đã định, như vậy chúng ta tự nhiên tuân theo. Liếc nhìn nhau, Lãnh Vô Thường tam đại chí tinh cũng là lòng tràn đầy bội phục, hơi hơi khom người, chỉ là gia chủ cương trực không thiên vị, thà bị gãy chứ không chịu cong, nhưng chúng ta lại không thể để gia chủ bởi vậy gặp rủi ro, năm đó Trác quản gia lưu lại chúng ta ý đồ, cũng lớn thể như thế, gia chủ không muốn làm việc. Chúng ta đi làm. Cái này cùng phía trên hòa giải thủ đoạn, còn cho chúng ta đến A. Chỉ là trước đó, chúng ta trước muốn sở rõ ràng phía trên tình huống cụ thể mới tốt, Thác Bạt nguyên soái, mệnh lệnh này đến tột cùng là phía trên người nào đưa ra, người nào phản đối, sau cùng làm sao thông qua, chúng ta đều muốn từng cái biết rõ ràng, mới tốt dần dần công phá, đem gia chủ theo cái này kháng lệnh chi tội bên trong thoát ra. Hơi hơi khoát khoát tay. Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi mi mắt sâu nhăn, ta đây còn không rõ ràng lắm, ta đi thẳng đến cái này nhất mệnh khiến mà thôi, chỉ là lão phu đã khiến người ta hồi âm đi thăm dò, đã cả ngày. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia não tử bị chó ăn, phía dưới như thế hoang đường quân lệnh, hắn có tư cách ngồi ở phía trên chỉ huy sao? Báo! Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, hét lớn một tiếng đã là nhất thời tại ngoài trướng vang lên. Nhếch miệng cười một tiếng. Thác Bạt Thiết Sơn nhìn về phía chúng nhân nói, trở về, hắc hắc. Tiến đến. Bạch. Cấp tốc tướng quân chướng kéo, một tên binh lính nhất thời quỳ sát tại mọi người trước người, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm Lạc Nguyên soái, Thác Bạt Nguyên soái, mệnh lệnh này xuất xứ, phía trên đã cho ra hồi phục. Là trải qua bốn châu cao tầng nhất gây nên quyết định, đề cử đi ra bốn châu đại nguyên soái, Tây Châu đệ tử đầu tiên, Trác Phàm Trác tiên sinh phía dưới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, tất cả mọi người nghe được lời này, không khỏi cùng nhau quá sợ hãi cao. Trác Phàm, cái này không phải là trùng tên A. Làm sao có thể trùng tên, hắn nói là Tây Châu đệ tử đầu tiên A. Trong mắt bất giác lóe qua dạng dỡ tinh quang, Nguyệt Nhi ngốc mấy giây, mới một mặt hưng phấn mà nhìn về phía hắn người nói, là sư phụ, hắn còn sống, chỉ có hắn là chân chính Tây Châu đệ tử đầu tiên. Năm đó so cái kia Diệp Lân còn mạnh hơn duy nhất một người. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, Lạc Vân Hải một mặt giật mình lo lắng chi sắc, lại là chợt một biến đến kích động lên, trong hai mắt óng ánh nước mắt mang ngăn không được địa lưu lại, ta liền biết, ngày đó mệnh bên ngoài người, Trác đại ca, người rốt cục trở về. Đúng vậy a, thiên mệnh bên ngoài người, quả nhiên chỉ có hắn một người a. Hai hàng thanh lệ trượt xuống. Sương Nhi cũng là ngăn không được lộ ra mừng rỡ nụ cười, lần này, lại muốn làm phiền ngươi, cứu vãn thiên hạ, Trác quản gia. Ô ô ô, đã là nhìn không được địa cúi người đến, Lạc Vân Thường những này tuổi trẻ có khóc ròng ròng, thể diện tại ngực, gào khóc không ngừng. Nguyệt Nhi gặp, nhanh chóng vội vàng khom người an ủi, Vân Thường tỷ, sư phụ còn sống trở về là chuyện tốt, ngài làm gì? Cái kia đáng chết hỗn đản, đã còn sống. Nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có, người ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết liền thi thể cũng không tìm tới đây, ô ô ô. Hung hăng vệt một thanh nước mắt, Lạc Vân Thường gào khóc không ngừng, trong mắt đều là vô tận tưởng niệm cùng mừng rỡ, thậm chí còn có từng tia oán hận bộc lộ, cắn răng nói cái kia chết người, ta nhất định phải đi tìm hắn, để hắn đem những này năm thiếu nợ ta toàn trả về. Liếc nhìn nhau, mọi người bất giác thản nhiên cười,
Vân Sương càng là nháy mắt mấy cái, đã vui lại dí dỏm nói, Vân Thường tỷ, đến lúc đó đi tìm Trác đại ca yêu cầu trả nợ số khổ nữ tử, đoán chừng không ngừng ngươi một người a, không biết ngươi có hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Gương mặt bất giác một đỏ, Lạc Vân Thường không khỏi hung hăng khoét nàng liếc một chút, bĩu môi nói tốt, đem ngươi cũng mang lên tốt a. Đó là đương nhiên, năm đó ra ra nhường ta một mực đi theo ở bên cạnh hắn, trợ hắn thành sự, ta là nhất định muốn trở về. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Sương Nhi hì hì cười một tiếng, rất là đáng yêu. Thác Bạt Thiết Sơn nhìn thấy, không khỏi trầm ngâm một chút, phất phất tay để cái kia truyền tin binh lui ra, lại là thăm thẳm lên tiếng, ách, Lạc tiểu thư, nếu là không ngại lời nói, lần này đem nhà ta Liên Nhi cũng mang lên đi. Từ khi 5 năm trước nhà ta Liên Nhi cùng Trác Phàm phân biệt về sau, liền cơm nước không vào. 5 năm trước, mi mắt bất giác lắc một cái. Lạc Vân Thường một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn, Thác Bạt nguyên soái, người không biết nhớ lầm đi. Từ từ Thiên Vũ đại chiến về sau, Trác Phàm liền đi Ma Sách Tông, sau đó Song Long Viện đại chiến thành danh, tiếp lấy liền bị hãm hại chết mất tích, nơi nào có thời gian gặp ngươi nhà Liên Nhi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thác Bạt Thiết Sơn từ chối cho ý kiến, cũng là năm đó bên ngoài điên truyền cho hắn đã chết thời điểm, hắn xuất hiện tại Khuyển Nhung Quốc thổ qua, còn một lần hành động diệt Ngự Thú Tông. Sau đó mới lại biến mất, nhà ta Liên Nhi đối với hắn là tưởng niệm cực kỳ đâu. Người nói Ngự Thú Tông lần kia là Trác quản gia làm. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Lãnh Vô Thường đột nhiên nhìn về phía hắn nói, cái kia Song Long Viện điều tra việc này lúc, làm sao tại Khuyển Nhung Quốc một chút tiếng gió đều không có tra được. Trầm ngâm một chút, Thác Bạt Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, cái này còn không phải là bởi vì liên lụy đến Khuyển Nhung Hoàng thất xì căng đan a. Bệ hạ hạ lệnh, tiêu hủy hết thảy chứng cứ. Thực lúc trước Trác Phàm chỉ diệt Ngự Thú Tông mà thôi, còn lại cái gì vương tôn quý tộc, cướp bóc đốt giết sự tình, đều là bệ hạ mệnh lão hủ đi làm. Bởi vậy, lúc trước Song Long Viện điều tra, ba chúng ta im miệng, không đề cập tới việc này, cũng không đề cập tới Trác Phàm, chính là sợ cái này hoàng tộc xì căng đan bị dẫn ra tới. Mà cũng là bởi vì ta biết bí mật này, sau cùng bệ hạ đối với ta nổi sát tâm, còn may mà Lạc Minh che chở. Không phải vậy lão phu cả nhà có. Ai, được, những thứ này đằng sau chúng ta đều biết. Vội vã khoát khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp, Lãnh Vô Thường chăm chú nhìn hắn nói, lão phu chỉ là muốn hỏi một việc, lão nguyên soái gia nhập Lạc Minh về sau, đã là chính chúng ta người, biết rõ Trác quản gia thượng ở nhân gian, xem chúng ta gia chủ tiểu thư tưởng niệm thành tật, làm sao lại không nói đâu. Đúng thế, người tại sao không nói đâu. Mi mắt bất giác lắc một cái, Lạc Vân Thường cũng là hung tợn nhìn về phía hắn, thiệt thòi ta một mực đối với ngài lão kính trọng có thêm, nghĩ không ra ngươi như thế đáng giận, như thế quan trọng sự tình, vì sao không nói rõ với chúng ta trắng. Nghe được lời này, tại chỗ bao quát Lạc Vân Hải ở bên trong, đều bỗng dưng hung hăng nhìn chăm chú về phía hắn, trong mắt đều là oán niệm sắc. Lạc gia nhân nghĩa thế gia, lòng mang rộng lớn, có thể bao dung hết thảy, nhưng là chỉ có sự kiện này. Nhưng lại làm cho bọn họ bụng dạ hẹp hòi, khó có thể tha thứ. Người biết chúng ta đối Trác quản gia tình nghĩa cỡ nào sâu a, có hắn tin tức cũng không nói cho chúng ta biết, dù là biết hắn còn sống cũng tốt a, cái này cũng không nói, thực sự quá xấu. Bất đắc dĩ cười khổ dao động cái đầu, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi thở dài một tiếng, sâu xa nói, sự kiện này ta không nói, cũng có lão phu lý do. Đến một lần đây, lão phu từng là Khuyển Nhung nguyên soái. Cùng bệ hạ có quân thần chi nghĩa. Hắn nhưng đối với ta bất nhân, ta không thể đối với hắn bất nghĩa. Nếu là ta đem Trác Phàm sự tình nói ra, tất nhiên sẽ dẫn ra năm đó Khuyển Nhung Hoàng thất xì căng đan, dao động nền tảng lập quốc. Lão phu cả đời vì nước, lại có thể làm ra như thế bất nghĩa tiến hành. Thứ hai, lão phu nhìn Trác Phàm lúc trước đã có quy ẩn thoái ý, hắn cứu qua ta một đôi trai gái tánh mạng, đối lão phu có ân, cho dù là tác thành cho hắn tâm ý. Lão phu cũng không tiện hướng người nhắc đến a. Nghe được lời này, mọi người trong lòng không sai, khẽ gật đầu. Đây cũng là lão nguyên soái nhân nghĩa tiến hành a, mọi người cũng có thể thông cảm. Hừ, người khác cũng coi như, nhưng là ngươi ngay cả ta cũng gạt, lại là không nên. Thế nhưng là Lạc Vân Thường đối với cái này lại là hận thấu xương, khó có thể tha thứ, hung hăng trừng Thác Bạt Thiết Sơn liếc một chút, đầy mắt nộ khí, Thác Bạt nguyên soái, người biết những năm này ta vì cái kia nhẫn tâm người khóc khô bao nhiêu nước mắt sao? Không khỏi thản nhiên cười,
Thác Bạt Thiết Sơn khom người cúi đầu, vậy lão hủ thật là có lỗi với tiểu thư, ha ha ha. Tốt, đã sự tình đã qua, chắc đại ca lại trở về, cái kia coi như đi. Chậm rãi khoát khoát tay, Lạc Vân Hải ngược lại là 10 phần lý giải lão nguyên soái nhân nghĩa tiến hành, tránh cho chị gái lại phát khó, vội vàng nói tránh đi, a đúng, vừa mới chúng ta nói cái gì? A, mệnh lệnh này, thật đúng là thâm bất khả trắc. Trong mắt bất giác ngưng tụ, hắn lời còn chưa dứt, Thác Bạt Thiết Sơn đã là bình tĩnh lên tiếng, trong mắt tràn đầy tinh mang nhấp nháy. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Lãnh Vô Thường không khỏi bật cười ra tiếng, Thác Bạt nguyên soái, ngài vừa mới cũng không phải nói như vậy, ngài nói cái kia não tàn phía dưới như vậy mệnh lệnh, căn bản chính là ấu chi a. Vậy ta không phải không biết mệnh lệnh này xuất xứ sao? Bất giác lông mày nhíu lại, Thác Bạt Thiết Sơn chuyện đương nhiên nói, người khác nếu là hạ loại này mệnh lệnh, đây tuyệt đối là não tử bị chó ăn. Nhưng chắc phàm hắn không giống nhau, này người lão phu cùng hắn giao thủ qua, thì thích chiêu thần kỳ a. Minh hành hiểm chiêu, đi nhầm đường, ai có thể nghĩ tới. Cho nên lão phu cảm thấy mệnh lệnh này, nhất định có thâm thúy dụng ý, thâm bất khả trắc. Bất giác bật cười mỉm cười, Gia Cát Trường Phong không khỏi vung tay lên, cười nói, lão nguyên soái, ngài nhìn ra manh mối a, thì thâm bất khả trắc. Cũng là bởi vì nhìn không ra manh mối, mới thâm bất khả trắc a. Muốn là ai cũng biết hắn cái này nhất mệnh khiến ý đổ lời nói, địch nhân kia không cũng biết. Địch nhân đều biết, cái kia còn có cái gì chơi. Cho nên ta mới nói, Trác Phàm mặc dù không phải hành quân người, không có đồng dạng binh nghiệp chi đạo, nhưng là mưu kế thứ nhất kỳ quỷ, ngược lại nguy hiểm nhất. Tràn đầy đồng cảm xem mọi người liếc một chút, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi nhíu nhíu mày nói, Lạc Minh Tam đại trí tinh, chẳng lẽ các ngươi nhìn ra cái gì từng đạo tới sao? Liếc nhìn nhau, ba người cũng tất cả đều là bật cười lắc lắc đầu, Trác quản gia hành sự luôn luôn thiên mã hành không, ra bất ngờ, ba người chúng ta nếu có thể nhìn ra khác môn đạo, năm đó cũng sẽ không bại vào hắn thủ hạ, ha ha ha. Như vậy mệnh lệnh này, hơi hơi trầm ngâm một chút, Thác Bạt Thiết Sơn ngược lại nhìn về phía Lạc Vân Hải. Nhếch miệng lên, Lạc Vân Hải trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hét lớn lên tiếng, tuân mệnh. Truyền lệnh xuống, Tây Châu toàn thể nhân mã, lập tức xuất phát, cấp tốc hướng Song Long Viện bản trận xuất phát, không được sai sót. Là, ngoài cửa lính liên lạc hét lớn một tiếng, đã là lập tức truyền lệnh đi. Một phương diện khác, Trung Châu cùng Bắc Châu biên giới chỗ, Trung Châu đại doanh soái trướng bên trong, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ tự mình tọa chấn, một bên là Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, theo bên cạnh lĩnh quân. Liếc xéo bên cạnh lão giả liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, Trảm Long Kiếm Vương, bởi ngài đến lĩnh quân tấn công Bắc Châu, hẳn là như ngài nguyện đi. Lời này ý gì? Mi mắt lắc một cái, Đan Thanh Sinh khẽ liếc hắn liếc một chút, nhạt cười ra tiếng. Bật cười lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai hướng sau dựa dựa nói, Kiếm Vương đến từ Tây Châu, đối Tây Châu vốn là lớn nhất cực kỳ quen thuộc, bởi ngài đến tấn công Tây Châu, là thỏa đáng nhất an bài. Chỉ là bản tướng biết Kiếm Vương đối Tây Châu còn có lưu niệm, sợ ngài xúc cảnh sinh tình, gặp phải lão bằng hữu khó làm, liền để cho người khác đi. Nào giống cái kia Phi Vân Kiếm Vương, vừa nghe nói muốn khai chiến, lập tức tự đề cử mình muốn đi đánh Đông Châu. Có thể thấy hắn đối Đông Châu thượng quan gia hận thấu xương a, không phải muốn đích thân tiêu diệt không thể, chỉ là cũng có chút áo gấm về quê ý tứ, ha ha ha. Ha ha ha, trăm dặm thừa tướng như thế quan tâm, thật là làm cho chúng ta sợ hãi a. Nhếch miệng cười một tiếng, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, chỉ là thừa tướng đại nhân tại Bắc Châu trú binh lâu như vậy, còn chưa động thủ, là đang chờ cái gì cơ hội tốt sao? Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, không sai, lão tổ tông bọn họ sớm đã khảm vào Bắc Châu chỗ sâu, ẩn núp không ra, bản tướng liền chờ một cái nội ứng ngoại hợp cơ hội, một lần hành động đưa nó cầm xuống, ha ha ha. Báo. Thế mà, hắn vừa dứt lời, hét lớn một tiếng lại là theo trướng bên ngoài truyền đến. Ngài nhìn, thời cơ đến, nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vẻ mặt đắc ý địa chỉ bên ngoài, khoan thai lên tiếng, tiến đến. Soạt, nhếch lên mành lều, một tên binh lính nhất thời xâm nhập, khom người bái hạ, giơ một cái ngọc giản nói, đến từ bên trong truyền tin, có quan trọng quân tình bẩm báo. Nơi này không có ngoại nhân, nói. Một mặt tùy tiện địa cầm lấy trước bàn mỹ tử, khẽ nhấp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, có phải hay không Hải Minh Tông kết giới,
đã phá. Ha ha ha, cứ như vậy, lão tổ tông xuất thủ thì thuận lợi hơn. Bất giác trì trệ, người kia trầm ngâm một chút, khom người nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, Hải Minh Tông kết giới là phá, Phong Thiên Kiếm cũng bị cướp đi. Nhưng là theo ngọc giản này thuật, cũng không phải là hắn làm ra, mà chính là khác một đám người gây nên. Há, còn có người khác đánh Phong Thiên Kiếm chủ ý. Chén rượu trong tay lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ hơi hơi trầm ngâm một chút, lại bật cười ra tiếng, không có gì đáng ngại, chỉ cần kết giới kia bị phá hư, bọn họ liền không thể làm con rùa đen rút đầu, người nào phá hư ngược lại là thật không quan trọng. Dù sao sau cùng cái kia Phong Thiên Kiếm, lão tổ tông xuất mã, nhất định có thể đoạt đến, ha ha ha. Mi mắt hơi hơi run run, người kia trầm ngâm một chút, lại nói, thế nhưng là hắn truyền đến ngọc giản này ý tứ, cũng không phải là vì báo tin, mà chính là muốn để thừa tướng đại nhân đề cao cảnh giác. Cái kia đoạt kiếm người bên trong có một người cực kỳ thông tuệ, 3 ngày trước vẫn là tù nhân, nhưng dăm 3 câu liền khiến cho 4 châu trên dưới nhất trí tôn sùng, hiện đã được đề cử vì 4 châu đại nguyên soái, tổng lĩnh 4 châu toàn cục. Hắn nói người này rất có thể là thừa tướng đại nhân địch thủ lớn nhất, nhìn thừa tướng đại nhân cẩn thận thêm cho thỏa đáng. Ta địch thủ lớn nhất. Mi mắt bất giác nhếch lên, Bách Lý Kinh Vĩ bất giác sủi cười ra tiếng, ta Bách Lý Kinh Vĩ ngang dọc 5 châu nhiều năm như vậy, làm cho ta để ý địch thủ, thật đúng là ít càng thêm ít. Lúc nào, ta địch thủ cần một cái mật thám đến cho ta định nghĩa, nhưng ta cẩn thận. Ha ha ha, hoang đường, đúng, hắn nói người kia kêu cái gì không có. Hơi hơi suy nghĩ một chút, cái kia lính thông tin, thở sâu, bình tĩnh nói, hắn nói người kia vốn là Tây Châu đệ tử đầu tiên, Trác Phàm. Tại Trung Châu lúc cùng đại nhân ngài giao thủ qua, dùng tên giả Cổ Nhất Phàm. Cái gì, Trác Phàm, Cổ Nhất Phàm. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ trong tay ánh sáng lóe lên, chợt xuất ra một đạo ngọc giản, lại là khóe miệng một phát, lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, ta sớm phái người đến Tây Châu tìm hiểu. Nhìn có hay không Cổ Nhất Phàm nhân vật này, lại chỉ dò thăm một cái tài năng xuất chúng thiên tài, Trác Phàm. Quả nhiên a, hai người này là cùng một người, ha ha ha. Rất tốt, quả nhiên là một cái đối thủ tốt, chúng ta lại gặp mặt. Như vậy lần này, thì để cho chúng ta nhìn xem, cái này 5 châu vận mệnh, đến tột cùng hưu chết vào tay ai a, lão đối thủ. Già nua hai tay bất giác run nhẹ nhẹ một chút, Đan Thanh Sinh bỗng nhiên nghe đến tin tức này. Bất giác đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp lấy khóe miệng không lý do địa nhếch lên một cái lạnh nhạt đường cong, lóe lên liền biến mất về sau, vừa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, sâu xa nói thế nào, lần này đối phương thống soái là Cổ Nhất Phàm sao? Đúng vậy a, hoặc là phải gọi Trác Phàm mới đúng, ha ha ha. Chậm rãi hướng thành ghế sau dựa vào, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài một hơi, trong mắt tản ra rạng rỡ hưng phấn ánh sáng. Nhếch miệng cười một tiếng, Đan Thanh Sinh bất giác thăm thẳm thở dài, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn thế mà thật còn sống, lần này còn lại thành vì đối thủ của chúng ta. Xem ra đối cái này lúc trước ngài vẫn muốn dồn vào tử địa tiểu tử, hiện tại thừa tướng đại nhân biết được hắn trưởng 4 châu binh quyền, ngược lại vui ở bên trong a. Đúng vậy a, lúc trước muốn đem hắn triệt để diệt trừ, là bởi vì hắn nguy hiểm. Về sau thật nhìn hắn chết tại trước mặt. Bản tướng nhưng trong lòng thì có chút thất lạc, cũng có chút tiếc nuối. Như thế một cái đối thủ tốt, bình sinh chỉ sợ cũng thì gặp phải lần này, không thể công bình công chính địa đọ sức một phen, thật sự là nhân sinh nhất đại việc đáng tiếc. Có điều rất nhanh, ta lại biết được hắn vẫn chưa bỏ mình, trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều là chờ mong cùng hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta thì lại muốn giao thủ, mà lại lần này, là chân chính công bình công chính. Kiếm tinh đối 4 châu, trừ hiếm có cao thủ, đại thể thực lực tương đương, hiện tại trận thức đã bày, thì nhìn hai người chúng ta mỗi người ra chiêu, ha ha ha. Không khỏi hiển nhiên, thì thế cục trước mắt đến xem, thừa tướng đại nhân ưu thế vẫn là mạnh đối phương không chỉ một bậc a. Thậm chí, chỉ sợ không ra 2, 3 bước, đại nhân liền có thể tướng quân. Mà hắn chỉ sợ còn phải lại tiến hành rất nhiều trình tự, mới có thể tạm thời đuổi kịp đại nhân bố cục a. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu, thắng bại tựa hồ đã quyết định, hắn muốn trong thời gian ngắn thay đổi càn khôn, lại là có chút khó a. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, thế gian vốn là không có tuyệt đối công bình, hiện tại cục thế tuy là ta đại yêu,
nhưng song phương quân cờ lại là không sai biệt lắm. Ta có 1.000, hắn cũng có 800, có thể hay không chuyển nguy thành an, thì nhìn hắn bản sự. Ha ha ha, đúng, Trảm Long Kiếm Vương, người cảm thấy lần này hai chúng ta ai sẽ thắng ra? Thừa tướng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Dù nói thế nào, ta hiện tại chính lãnh binh tấn công Bắc Châu, chẳng lẽ lão phu không muốn thắng sao? Mi mắt bất giác lắc một cái, Đan Thanh Sinh giống như có thầm ý địa liếc hắn một cái. Thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc hắn một cái, lại là bỗng dưng cười lớn một tiếng, chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, Trảm Long Kiếm Vương cắt đừng nghĩ nhiều, bản tướng chỉ là muốn cho ngài phân xét một chút, nghe câu đúng trọng tâm chi ngôn mà thôi. Dù sao lần trước tiểu tử kia có thể tại bản tướng cùng Trảm Long Kiếm Vương dưới mí mắt giả chết đào thoát, thật sự là giảo quyệt cực kỳ. Đó cũng là bản tướng bình sinh khó khăn nhất quên một lần thất bại, ai, đều đã đem hắn bước đến sắp chết chi cảnh, làm sao lại để cho hắn trốn đâu. Nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ không nói, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn về phía Đan Thanh Sinh chỗ đó. Nhưng là đạo này nụ cười nhìn ở trong mắt Đan Thanh Sinh, lại là như thế địa lạnh lẽo. Tuy nhiên Bách Lý Kinh Vĩ trong những lời này không có bất kỳ cái gì chỉ trích chỉ ý, nhưng là rất rõ ràng, trong lời nói có hàm ý, hắn đã đang hoài nghi lúc đó Trác Phàm còn sống, cũng là Đan Thanh Sinh từ đó cản trở, mượn cơ hội đến sò xét tại hắn. Mở lão mắt không khỏi hơi hơi mị mị, Đan Thanh Sinh trầm mặc không nói, âm thầm suy nghĩ. Mà Bách Lý Kinh Vĩ cứ như vậy yên tĩnh theo dõi hắn, khóe miệng nụ cười lại là càng ngày càng quỷ dị. Báo! Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là ngột đến theo chướng bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một tên lính liên lạc vội vàng xông tới, nhìn thấy hai người liền một chân quỳ xuống, tay nâng ba đạo ngọc giản, đánh vỡ cái này tĩnh mịch trầm tĩnh, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, Kiếm Vương đại nhân, ba châu chiến trường đồng thời phát tới ngọc giản, đông tây nam ba châu binh lập tức toàn bộ biến mất tại đường biên giới phía trên, không biết tung tích, mời thừa tướng đại nhân chỉ thị. Vẫn như cũ chăm chú nhìn Đan Thanh Sinh không thả, hoàn toàn không nhìn tới cái kia lính liên lạc liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng không khỏi một phát, bật cười ra tiếng nói, ba châu cùng một chỗ hành động, xem ra là tiểu tử kia ra chiêu. Trảm Long Kiếm Vương, ngài đối cục này thế thấy thế nào? Ba châu binh mã đồng thời biến mất tại biên cảnh, giống như là đem biên cảnh bình chướng nhường cho quân ta. Chúng ta đều có thể tiến quân thần tốc, thận trọng từng bước, một lần hành động cầm xuống ba châu, ở trong tầm tay. Chậm rãi bưng lên trên bàn loại rượu khẽ thưởng thức một chén, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, chỉ bất quá, như thế tự chui đầu vào rõ cách làm, thật sự là không đúng lẽ thường. Đường biên giới vừa đột phá, ba châu bên trong các cái tông môn cùng gia tộc, đều là mỗi người khó khăn, tuyệt không đại hình nơi hiểm yếu có thể thủ, có thể nói là lại không sức chống cự. Cho dù là đồng dạng người bình thường, cũng sẽ không làm ra như thế não tàn quyết định, huống chi là cái kia xảo trá tiểu tử đâu. Cho nên lão phu cho rằng, trong này, nhất định có trá. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ bất giác khẽ cười một tiếng, không tệ, Trảm Long Kiếm Vương nói rất đúng. Lấy tiểu tử kia gian trá, tuyệt không có khả năng làm như thế hoang đường sự tình, nơi này tuyệt đối có trá. Vẫn là nói, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, lại nghĩ tới khác một loại khả năng, hoặc là, hắn là muốn cho chúng ta cho là có lừa dối đâu. Há? Lời ấy sao giảng? Binh pháp có nói, giả cũng như thật, thật cũng như giả. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, ấn ba châu binh lực, cùng chúng ta chọi cứng là hoàn toàn không có khả năng, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, nhất định cầm xuống. Thế nhưng là hắn hiện đang cố tình bày nghi trận, nhiễu quân ta tâm, để cho chúng ta hồ nghi bên trong có trá mà không dám vào, ngược lại làm hỏng máy bay chiến đấu, để bọn hắn có thời gian làm bố trí. Cái này, có lẽ cũng là một cái không thành kế, cũng khó nói a. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh khẽ gật đầu, thế nhưng là... Nó nếu thật là không thành kế, chúng ta không có mắc lừa, thật đuổi theo, há không lúc này lộ hãm. Cái kia cường đại công và thủ trong nháy mắt phứt bỏ, lại là thất bại thảm hại. Cái này mạo hiểm, hắn bốc lên đến thực sự quá lớn đi. Mà cái kia nếu không phải không thành kế, bên trong thì thật có cái gì mai phục. Chúng ta một khi tiến vào, liền sẽ mạo hiểm, có lẽ sẽ tổn thất nặng nề cũng không nhất định. Cho nên, chúng ta thì nhìn hắn bước kế tiếp hành động đi. Bước kế tiếp? Đúng à? Nhếch miệng cười một tiếng,
Bách Lý Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, hắn muốn cùng ta đấu tâm mà tính, thì tất yếu kích động ta tâm dây cung. Chỉ là một cái không thành kế, còn không đạt được dạng này hiệu quả, nhất định sẽ có hậu thủ. Xem xét hắn hậu thủ, ta liền biết hắn muốn ta làm gì. Như bên trong thật có mai phục, hắn nhất định trăm phương ngàn kế, kiến tạo dị tượng nhường ta mắc câu, nếu không mà nói. Báo. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, lại là hét lớn một tiếng từ ngoài trướng vang lên. Một tên lính liên lạc lúc này xông tới, sắc mặt vội vàng quỳ sát tại hai người trước người, vội vã bái nói, thừa tướng đại nhân cấp báo, bệ hạ truyền tin, hiện tại Trung Châu các nơi nhấc lên bạo loạn, các nơi phủ thành chủ binh khó có thể áp chế, mời thừa tướng đại nhân phái binh nhanh chóng tiếp viện. Cái gì, Trung Châu đại loạn? Không khỏi giật mình, Đan Thanh Sinh lúc này hoảng hốt lên tiếng, cái này sao có thể? Chúng ta xuất binh trước, thế nhưng là đem Trung Châu các cái địa phương trấn an thỏa đáng, không có tai họa ngầm mới dám phát binh, làm sao nhanh như vậy, sẽ xuất hiện bạo loạn, liền thành chủ phủ binh đều ép không được. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ một chút, lại là bỗng dưng nhếch miệng cười một tiếng, yên lặng cười ra, thì ra là thế, điêu trùng tiểu kỹ. Trảm Long Kiếm Vương, ngươi còn không có nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì? Tiểu tử kia liên hoàn kế a. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ dường như xem thấu hết thảy, một mặt tự tin nói, hiện tại ta biết, tiểu tử kia thi triển là không thành kế. Đầu tiên là rất là kỳ lạ lui binh, nhiễu tâm thần ta. Để bản tướng do dự không quyết, không biết như thế nào quyết đoán. Tiếp lấy lại để cho Trung Châu sớm đã ẩn tàng tốt bốn châu thám tử mượn cơ hội quấy rối, mục đích cũng là nhường ta lui binh bình loạn. Cứ như vậy, vây quanh bốn châu binh lực liền sẽ giảm bớt, hắn vừa vặn có thể xông ra vòng vây, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thậm chí, mượn cơ hội này, hắn càng khả năng xé mở chúng ta vòng vây, trực đảo Trung Châu. Dạng này chúng ta thật vất vả tạo nên vây quanh kế sách liền vô dụng, ngược lại rơi vào hai mặt thụ địch, quân tâm đại loạn cục diện khó xử, hắn cũng liền thắng được có thể lật bàn cơ hội thắng. Mi mắt hơi nhíu lấy, suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh cuối cùng hơi hơi gật gật đầu. Có vẻ như xác thực như thế, thừa tướng đại nhân thật sự là cơ trí vô song a. Như vậy bệ hạ phát tới cầu binh văn kiện. Hồi bẩm bệ hạ, để hắn đỉnh trước lấy, không ra một tháng, ta bình tĩnh cầm xuống ba châu, lại hồi binh bình loạn. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên tùy tiện nụ cười. Khẽ gật đầu, người kia khom người cúi đầu, thì lập tức lại đi truyền lệnh. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đan Thanh Sinh bất giác sâu xa nói, đợi cầm xuống ba châu lại trở về bình loạn, có thể hay không? Ai, Trảm Long Kiếm Vương lo ngại, một số bốn châu lẫn vào Trung Châu thám tử, gây ra phiền phức, có thể đại ở đâu? Còn có thể làm ta đường đường kiếm tinh đế quốc phá vỡ không thành, ha ha ha. Bất giác bật cười lớn, Bách Lý Kinh Vĩ hoàn toàn không để bụng, đây đều là cái kia trác phàm phân binh kế sách, ta nhưng là sẽ không mắc lừa. Mà lại... Ta còn muốn để hắn cái này không thành kế, cho ta tránh thức thất bại, khóc đều không đất mà khóc đi. Truyền ta quân lệnh, mệnh ba vị kiếm vương lập tức chỉ huy nhân mã, giết vào ba châu, trực đảo Hoàng Long. Một tháng bên trong, nhất định cầm xuống ba châu bản bộ. Là, lại là hét lớn một tiếng, ngoài cửa lính liên lạc lĩnh mệnh đi. Chỉ để lại sắc mặt nghiêm túc, tỉ mỉ suy nghĩ Đan Thanh Sinh, còn có vẻ mặt đắc ý. Trong mắt đã chớp động lên thắng lợi nụ cười Bách Lý Kinh Vĩ, nhẹ liếc qua hắn, một tia hàn mang, thỉnh thoảng xẹt qua trong mắt chỗ sâu. Một phương diện khác, Hải Minh Tông Tông chủ trong đại điện, Trác Phàm buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chủ ngồi lên, bên cạnh thì là một đám lão gia hỏa gấp gáp bận bịu hoàng địa tới lui khuyến khích lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm sắc mặt, lại là muốn nói lại thôi. Báo! Lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Một tên đệ tử nhất thời xâm nhập đại điện, khom người bái hạ. Nhìn thấy hắn đến, mọi người cũng gấp gấp nhìn về phía hắn, cùng nhau nói, thế nào? Phía trước hồi báo, có tin tức xưng, Trung Châu kiếm tinh đế quốc đại loạn, Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế đã yêu cầu Bách Lý Kinh Vĩ xua binh bình loạn. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, mọi người bất giác sắc mặt giật mình, sau đó liền một mặt vui mừng nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vẻ cảm kích, quá tốt, Trác tiên sinh, thực sự rất cảm tạ. Các ngươi Thiên Ma Sơn người thật đúng là có năng lực, có thể tại Trung Châu nội địa làm ra tai vạ tới. Cứ như vậy, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ coi như không lui binh, cũng không được, ha ha ha. Thế nhưng là, thế mà,
bọn họ tiếng cười còn chưa rơi xuống, tên đệ tử kia lại một mặt ngượng nghịu mà nói, theo thám tử báo, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không có nghe hoàng đế hiệu triệu, còn hạ lệnh tam đại kiếm vương cấp tốc tiến binh, cầm xuống Ba Châu. Hiện tại Ba Châu biên cảnh đã bị chiếm đóng, tam lộ đại quân chính trực hướng Ba Châu bản bộ nội địa mà đi, trên đường không có có nhận đến mảy may cản trở, tiến quân thần tốc. Cái gì? Thân thể nhịn không được lắc một cái, tất cả mọi người vừa mới còn cao hứng bừng bừng khuôn mặt bỗng dưng cứng đờ, lại là lại ngây người. Mi mắt thật sâu nhăn lại, Mộ Dung Tuyết nhìn mọi người liếc một chút, trong lòng bất giác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ quả nhiên không phải dễ dàng đối phó tồn tại, cái này không thành kế vẫn là bị hắn xem thấu. Đúng vậy à, cái này nên làm thế nào cho phải? Không thành kế một khi bị vạch trần, thế nhưng là lại khó đền bù đại họa à. Liên tục không ngừng địa gật đầu, Lăng Vân Thiên một mặt sầu bi, nhìn về phía Trác Phàm vội vàng nói, Trác tiên sinh, tiếp theo nên làm cái gì, mong rằng ngài chỉ thị. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Mộ Dung Tuyết vội vàng đi vào Lăng Vân Thiên trước mặt, cũng không hành lễ, chỉ là có chút oán trách hét lớn lên tiếng, Lăng Tông Chủ, ngài sao có thể còn tin tưởng hắn đâu. Cũng là bởi vì cái kia chủ ý ngu ngốc, chúng ta không lý do ném ba cái châu. Ngươi còn nghe hắn, coi chừng liền cái này sau cùng Bắc Châu cũng ném. Coi như không nghe ta, các ngươi cũng muốn toàn ném, cái này đâu có liên quan gì đến ta. Cát, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa nhẹ hừ một tiếng. Mộ Dung Tuyết lại chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Không có đi để ý tới Mộ Dung Tuyết đề nghị, Lăng Vân Thiên chờ người vẫn là một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem Trác Phàm, chờ lấy hắn cứu mạng kế sách. Nhếch miệng cười một tiếng, minh bạch bọn họ ý tứ. Nhưng Trác Phàm lại là cũng không nói rõ, chỉ là khoan thai lên tiếng, thực cái này tất cả mọi thứ, đều tại ta trong dự liệu, mọi người yên tâm, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hừ, liền sẽ khoác lác, người cái kia không thành kế đều bị người nhìn thấu, còn nói gì thuận lợi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết một mặt khinh thường giọng mỉa mai lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Tuyết cô nương chớ có ngông cuồng phỏng đoán. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ta dùng là không thành kế, đó bất quá là chính ngươi phán đoán mà thôi. Thực từ vừa mới bắt đầu, ta liền định để bọn hắn tiến quân Ba Châu, đây là dụ địch chi kế. Hiện tại địch nhân thật gãi đúng chỗ ngứa, chẳng lẽ chúng ta không nên cao hứng sao? Cái gì, dụ địch chi kế? Không khỏi sững sờ, mọi người đều là kinh hãi lên tiếng. Nhìn chằm chằm hắn không thả. Mộ Dung Tuyết trên mặt trần trụi địa khắc lấy không tin hai chữ, dụ địch. Hừ, ngươi cho ta không có học qua binh pháp à. Dụ địch mục đích là muốn đem địch nhân dẫn vào bất lợi hoàn cảnh, để tại bên ta đánh tan. Nhưng là bây giờ tại ngươi chỉ huy dưới, Ba Châu binh mã không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tất cả đều hung hăng chạy tới bản bộ, trên đường đều không có mai phục thiết lập hãm, ngươi đem bọn hắn dụ vào đến, có làm được cái gì, để người ta đầu ngươi lão ổ, vây quanh ngươi sao? Cách nhìn của đàn bà, binh pháp là hoạt học hoạt dụng, người biết cái gì? Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại đã ba ngày đi qua, ba châu nhân mã tất cả tập hợp hoàn tất, đến các châu bản bộ sao? Ây, Nam Châu cùng Đông Châu đã phát tới giấy viết thư, đều đến. Hơi hơi gật gật đầu, Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút. Sâu xa nói, chỉ có Tây Châu dùng một ngày thời gian đến hỏi một chút mệnh lệnh xuất xứ, muộn hành động một ngày, khả năng còn trên đường, vẫn chưa kịp thời đến. Bất giác bật cười gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng không sai, Tây Châu. Chủ quản quân sự là nhà ta gia chủ A, ha ha ha. Hắn cùng hắn nghĩa phụ một dạng, thật có điểm chật, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Bất quá lấy hắn chỉ quân có đạo, người khác dùng ba ngày, hắn cần phải hai ngày có thể tới. Ta tin tưởng hắn quân quy thứ nhất nghiêm cẩn, có thể làm được. Báo. Lời còn chưa dứt, một tên đệ tử đã là xâm nhập đại điện, khom người đưa lên một cái ngọc giản, Tây Châu truyền tin, Tây Châu đại quân đã trở lại bản bộ, chỉ chờ Trác quản gia chỉ thị. Sắc mặt bất giác hơi động một chút, Trác Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, Trác quản gia. Bao nhiêu năm không có người xưng hô như vậy ta, xem ra rất nhanh bọn họ muốn tìm tới cửa. Muốn tránh đều tránh không rơi, ha ha ha. Người tới, truyền lệnh. Một tiếng cười khẽ sau đó, Trác Phàm trong mắt một đến lóe qua một đạo tinh quang, Ba Châu bản bộ đều có truyền tống trận thẳng tới Bắc Châu,
mệnh ba châu nhân mã cho hết ta truyền tống tới. Chúng ta chiến trường, tại Bắc Châu. Là, hét lớn một tiếng, tên đệ tử kia đi xuống truyền lệnh, nhưng hắn đám người lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, Hắc Nghiêm Chí Tôn càng là nhịn không được nhìn về phía Trác Phàm, khó hiểu nói Trác. Trác Phàm, người cái này có ý tứ gì? Đem ba châu nhân mã đều điều qua đến, bảo vệ Bắc Châu sao? Vậy chúng ta hắn ba châu làm sao bây giờ, nhường ra đi. Đúng vậy a, nếu như ngươi chủ ý chỉ là muốn đem bốn châu lực lượng hợp nhất, đến bảo trụ một chỗ lời nói, chúng ta sớm liền có thể đạt thành chung nhận thức, còn cần ngươi đến chỉ huy. Cũng là bởi vì chúng ta đều muốn bảo toàn chính mình địa vực, cho nên mới không biết như thế nào cho phải, nhưng là bây giờ ngươi làm sao? Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Thượng quan Phi Hùng cũng là một mặt vẻ không hiểu, do dự nói, Trác Phàm, theo lý thuyết ngươi là Tây Châu người, coi như muốn bảo vệ, cũng là bảo vệ Tây Châu, làm sao ngươi tìm kiếm nghĩ cách, đúng là đem tất cả lực lượng gom lại Bắc Châu cái này hoang vu chi địa đâu. Vẫn là nói, Lăng Vân Thiên ám chỉ ngươi cái gì, cho ngươi chỗ tốt à, để ngươi như thế giúp hắn lừa gạt gạt chúng ta. Vội vã khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên nghe được lời này, vội vàng sắc mặt nghiêm một chút, phủi sạch quan hệ, nhưng khóe miệng vẫn là không che giấu được lộ ra ý mừng, Thượng quan gia chủ chớ có nói bậy. Lão phu tin tưởng chắc tiên sinh nhất định là xuất phát từ đại cục suy nghĩ, mới làm như thế. Nói nhảm, hắn bảo vệ là người Bắc Châu, người đương nhiên nói đỡ cho hắn, nhưng chúng ta hắn ba châu cứ như vậy mơ hồ ném a, cái kia muốn làm sao tính toán đâu. Bất giác sắc mặt giận dữ, Thượng quan Phi Hùng lúc này hét lớn lên tiếng, người khác nghe, cũng là nhịn không được vỡ tổ, trên mặt tràn đầy ủy khuất, đại có một loại bị lừa gạt cảm giác. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trác Phàm không nói không rằng, đợi bọn hắn nhao nhao đầy đủ, sáng cuống họng đều nhanh nhao nhao câm, thanh âm hạ xuống đến về sau, mới sâu xa nói, nếu như các ngươi không muốn ba châu, liền tiếp tục nhao nhao, nếu như còn muốn, thì yên tĩnh nghe ta an bài. Kít, bỗng dưng, chúng người thân thể trì trệ, toàn đều an tĩnh lại, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là hy vọng ánh mắt. Ấn thượng quan gia chủ thuyết pháp, nếu chỉ là đơn giản hợp lực, bảo vệ một châu lời nói. Muốn ta đến tọa trấn chỉ huy có làm được cái gì? Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm bất giác suy cười ra tiếng, thế nhưng là không có ta, các ngươi thực sẽ hợp lực sao? Tuy nhiên các ngươi biết, duy nhất cơ hội thắng, cũng là hợp lực. Bất quá, mỗi người các ngươi đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nếu là không có ta ở bên trong hòa giải, các ngươi coi như cùng một chỗ ôm lấy đi chết, cũng sẽ không lựa chọn hợp lực bảo vệ một châu. Sờ lấy lương tâm mình suy nghĩ một chút, ta nói đúng hay không? Trên mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, Thượng quan Phi Hùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, xác thực, bảo vệ bất luận cái gì một châu, người khác đều không thăng bằng. Ta Đông Châu đàn ông, vì bảo vệ Bắc Châu, lại ném quê hương mình, ai có thể chịu đựng được? Vì cái gì các ngươi liền không thể hợp lực bảo vệ ta Đông Châu đâu? Dạng này cách nghĩ, đoán chừng đổi ai cũng cùng dạng. Thế nhưng là dù vậy, chúng ta cũng tình nguyện tại quê hương mình chiến tử, cũng không muốn vô duyên vô cớ thành vì người khác làm thuê, thế nhưng là ngươi. Ngươi không làm cho chúng ta chính mình đem chính mình địa bàn đưa ra ngoài, bất đắc dĩ, cho người khác bảo vệ quốc gia đi. Thượng quan Phi Hùng nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nói không được, Mộ Dung Liệt bỗng dưng hét lớn một tiếng, tiếp lời gốc dạ, mắng chửi nói, chúng ta cảm giác, chúng ta mắc lừa, bị ngươi lừa gạt đến, đem quê hương mình ném. Mọi người nghe đến, toàn đều khẽ gật đầu. Chỉ có Lăng Vân Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy chiếm tiện nghi, an ủi lên tiếng, mọi người không muốn khó qua như vậy, tuy nhiên chắc tiên sinh loại phương thức này có chút thiếu sót, nhưng tốt xấu cho chúng ta làm ra một cái khó khăn quyết định, bốn châu quy nhất. Ta cam đoan, mọi người đi vào ta Bắc Châu về sau, ta Bắc Châu nhất định lễ kính có thêm, tất cả mọi người coi nơi này là mình ra hương tốt, không cần câu thúc. Phi. Chiếm tiện nghi khoe mẽ, hừ. Hung hăng nguyết hắn một cái, mọi người lại là mọc lên một ngạt, không để ý tới hắn. Có điều, vừa mới ta nói, đều là bình thường người cách làm. Nếu ta Trác Phàm còn như thế làm lời nói, thì không xứng với từ các vị tự mình đề cử vì bốn châu đồng minh nguyên soái. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người một mặt phiền muộn, tâm tình nặng nề lúc, Trác Phàm lại là lại lời nói xoay chuyển, cười khẽ một tiếng. Thân thể bất giác lắc một cái, mọi người tất cả đều rất là kỳ lạ, nhìn về phía hắn. Nhếch miệng cười một tiếng,
Trác Phàm từ chối cho ý kiến, các ngươi nghĩ đến bốn châu hợp lực, chỉ là nghĩ như thế nào phòng thủ. Bất quá đáng tiếc, ta Trác Phàm trời sinh không hiểu phòng thủ. Ta muốn hợp lực, là tiến công, cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ nàng dâu. Ách, ta còn thật không nỡ. Ha ha ha, tóm lại, hiện tại ném ra bên ngoài ba châu, cũng là ba tảng mỡ dày, dùng đến dắt chó. Thế nhưng là rất nhanh, ta liền để Bách Lý Kinh Vĩ thống hận ăn cái này ba khối thịt, cho ta ngoan ngoãn phun ra. Yên tâm đi, các vị địa bàn, sẽ còn y nguyên trở lại trong tay các vị, ta Trác Phàm cam đoan. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt lại sinh lên hy vọng chi sắc, đây là thật. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng có hầu nghi, nhưng là không có cách, hiện tại lên thuyền giặc còn có thể đi xuống làm gì. Như là đã ném ba châu, vậy bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Trác Phàm kỳ mưu, nhìn hắn làm sao đoạt lại. Cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết không tin hắn còn có cái gì thông thiên chi năng, chỉ cảm thấy hắn chỉ là tại mê hoặc những thứ này đã mất lòng người các châu thượng tầng mà thôi. Số tiểu tử, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn ngươi đùa nghịch cái gì quỷ kế. Đã ném ba châu chúng ta, Bắc Châu là sau cùng bình chướng, cũng không thể để ngươi lại làm loạn Bắc Châu, hừ. Mà một phương diện, Song Long Viện bên trong, Lạc Vân Hải chỉ bàn cát, nhíu mày nói, hiện tại Cầm Sắt Kiếm Vương đại quân đã tiến quân thần tốc, ngay tại chúng ta phía sau cái mông. Không có người chặn đánh bọn họ thật sự là như vào chỗ không người a. Còn nói không biên giới cảnh công sự, chỉ có thể thủ một tháng. Nhưng hiện tại xem ra, một chút chặn đánh không làm, chỉ sợ trong vòng 7 ngày, toàn châu liền muốn luân hãm. Đúng vậy a, Trác quản gia không thành kế bị nhìn thấu. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Gia Cát Trường Phong cũng là dừng gật đầu không ngừng thở dài, bọn người người ào ào mặt ủ mày trao. Cho dù là tam đại chí tinh, đi qua nhiều ngày như vậy thôi diễn, cũng cho rằng Trác Phàm cái này giả thoáng nhất thương, là không thành kế. Còn vì kế sách thất bại, Tây Châu ném mà bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc, bọn họ tất cả đều đoán sai. Soạt, một tiếng vang giòn, quân trướng bị kéo ra, Thác Bạt Thiết Sơn bóng người lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, mặt hiện háo sắc, phía trên lại tới mệnh lệnh, ba châu tất cả đại quân, tất cả đều thông qua truyền tống trận đi Bắc Châu, chỗ đó mới thật sự là chiến trường. Thân thể nhìn không được chấn động, mọi người cùng nhau biến sắc đi Bắc Châu. Không phải đào vong, mà chính là chiến trường. Chẳng lẽ nói, cái này tất cả mọi thứ, còn tại Trác quản gia kế sách bên trong, vẫn chưa chệch hướng. Hết thảy đều là vì đem tất cả mọi người kéo đến Bắc Châu nghênh chiến. Nghĩ tới đây, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, bất giác lại mê võng lên. Cái này Trác quản gia, đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ có Thác Bạt Thiết Sơn suy nghĩ sau một hồi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thở dài, Trác Phàm người này, quả nhiên thâm bất khả trắc, hoàn toàn nhìn không ra hắn manh mối a. Báo, khởi bẩm Trác tiên sinh, Đông Châu tất cả nhân mã đã tất cả đều đi vào Bắc Châu, mời tiên sinh chỉ thị. Báo, khởi bẩm tiên sinh, Nam Châu tất cả nhân mã, cũng tất cả đều truyền đến Bắc Châu, mời tiên sinh chỉ thị. Báo, khởi bẩm tiên sinh, Tây Châu tất cả nhân mã đã tập kết tại Bắc Châu tiền tuyến tình trạng, mời tiên sinh chỉ thị. Từng tiếng thông báo ào ào truyền đến tông chủ trong đại điện, mọi người nghe đến Trác Phàm chỗ có sắp xếp đều đã đầy đủ, bất giác cùng nhau nhìn xem hướng chỗ của hắn, chờ lấy hắn như thế nào vận hành. Xúc miệng, thật sâu hít một hơi, Trác Phàm cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà thơm, sau đó lại chậm rãi để xuống, mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh chi sắc. Nhưng là rất nhanh, lại là trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng dưng đứng lên âm thanh đến, trong tay từng cái kết động ngón tay, hét lớn lên tiếng, ta mệnh lệnh thứ nhất, để ba châu nhân mã trở về các châu bản bộ, dùng 3 ngày. Mệnh lệnh thứ hai, để ba châu người lập tức toàn bộ truyền đến Bắc Châu, lại dùng chỉnh một chút 3 ngày, hết thảy 6 ngày, đúng hay không? Đúng vậy a, một hơi truyền nhiều người như vậy đến, Thánh Linh Thạch cũng dùng không ít a. Hơi hơi gật gật đầu, Thượng quan Phi Hùng thở dài một hơi nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tác chiến đương nhiên muốn phí tiền, ngài còn đau lòng cái này. Ta ngược lại không phải là đau lòng, ta chỉ là muốn. Cái này có đáng giá hay không a? Ta sẽ nhường ngươi cảm thấy giá trị. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi kéo kéo tay áo, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong đến, đã phía trước hai cái mệnh lệnh đã chấp hành hoàn tất.
như vậy hiện tại ta liền muốn tuyên bố cái cuối cùng mệnh lệnh, cũng là trọng yếu nhất một bước, đến kết trận chiến tranh này. Bốn châu đối Trung châu đại chiến, có thể hay không đánh thắng, ngay tại lần này. Thân thể nhịn không được lắc một cái, mọi người thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt nghiêm một chút, tất cả đều khẩn trương lên. Một cái mệnh lệnh liền có thể kết thúc đây hết thảy, cái kia mệnh lệnh này, đến tột cùng là cái gì thần quỷ kế sách a, có mãnh liệt như vậy dùng. Cho dù là cái kia một mực cùng Trác Phàm như nước với lửa Mộ Dung Tuyết, giờ này khắc này cũng là ngừng thở, yên tĩnh lắng nghe hắn có cái gì sợ hãi nghe nói chủ ý ngu ngốc lại đi ra. Như vậy, ta cái này cái thứ ba mệnh lệnh chính là, nhìn chằm chằm tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, thẳng đem bọn hắn nhìn đến một trận miệng đắng lưỡi khô, Trác Phàm mới trong mắt hàn mang lóe lên, gần từng chữ một tập hợp bốn châu tất cả chiến lực, rảo sát thân ở Bắc Châu bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Cái gì? T. Thân thể bất giác hung hăng chấn động, tất cả mọi người bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm cái cuối cùng mệnh lệnh, lại là như thế làm người nghe kinh sợ quyết đoán. Dùng bốn châu tất cả mọi người mệnh, đến đổi năm châu mạnh nhất, Bách Lý Ngự Thiên tánh mạng. Cái này thực sự quá điên cuồng đi. Bờ môi nhịn không được run run. Thượng quan Phi Hùng khó có thể tin nói cao. Trác Phàm, người không có lầm chứ, người để cho chúng ta cùng một chỗ giết Bách Lý Ngự Thiên. Thế nhưng là lấy cái kia lão yêu quái thực lực, giết người cùng chặt rau hẹ không có gì khác biệt, coi như phía trên mấy vạn người, cũng là vài phút thì thình thịch quang a. Cho nên ta mới tập kết bốn châu chi lực, thế muốn giết hắn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, hắn là rất mạnh, nhưng là hắn mạnh hơn cũng là người. Trong thân thể năng lượng cũng là tu luyện tới nguyên lực. Chúng ta bốn châu nhiều người như vậy, lần lượt hướng lên đỉnh, coi như để hắn từng cái giết, đều sẽ giết đến mềm tay chân nha, sau cùng kiệt lực thời điểm, luôn có thể bắt lấy hắn đầu. Mà tại đầu hắn rơi một khắc này, một trận chiến này, chúng ta thì thắng. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, mọi người bao quát mấy cái kia các châu đệ nhất cao thủ, đều bị Trác Phàm cái này khủng bố đề nghị, dọa đến sợ mất mật. Lại muốn dùng ngàn vạn nhân mạng đến mài chết bất bại kiếm tôn, bọn họ trước kia không chút suy nghĩ qua. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm thì để bọn hắn làm như thế, bọn họ bất giác có chút do dự, thậm chí là run sợ lên. Tựa hồ tại bọn họ trước mắt, đã bầy đầy núi thây biển máu chẳng diệt, như tu la địa ngục khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.